Nguyên lai các người cư nhiên là Dương Nghị Vân kia tư đệ tử môn đồ, trong đó cư nhiên còn có con hắn nữ nhi, tam đại đồ đệ, ha ha ha, hôm nay bản đế sẽ trở thành ta 33 điện đệ nhất công thần, chỉ cần bắt các người hồi 33 thiên điện, đó là 8 ngày công lớn, Dương Nghị Vân giết ta 33 thiên điện nhiều ít cường giả. Lại là trăm triệu không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có nhi nữ đệ tử phi thăng tới rồi thần giới, còn cố tình chạy ra rèn luyện, chạy tới ta thiên tộc địa bàn. Thật sự là trời cao đều cấp bản đế công lao, ha ha ha. Điên cuồng đến chiều chiều giống nhau cuồng tiếu kém toàn bộ sơn cốc. Nhưng Độc Cô Hối mấy người lại là một lòng trầm tới rồi đáy cốc. Bọn họ tự nhiên minh bạch sư phụ Dương Nghị Vân cùng 33 thiên điện quan hệ, cho nên ra tới rèn luyện thời điểm, đều là chỉ tự không đề cập tới bọn họ thân phận. Nhưng hiện tại chung quy là bị đối phương đã biết, đây chính là so chết đều đại sự. Ở Độc Cô Hối trong lòng, bọn họ mấy cái đến lúc đó không sao cả, chính là Đoàn Đoàn Viên Viên, Dương Thanh Nguyên, Tiểu Mạn Mạn nhưng đều là sư phụ nhi tử nữ nhi, cộng thêm cháu ngoại gái, thân phận thượng càng là đại thân phận. Nếu là bọn họ chung bất luận cái gì một cái bị 33 thiên điện chộp trong tay, thế tất sẽ trở thành áp chế sư phụ nhược điểm. Không thể giúp sư phụ liền tính là, nếu là trái ngược, trở thành sư phụ trói buộc, thật sự chính là muôn lần chết. Độc Cô Hối nghĩ đến đây đôi mắt đều đỏ. Mà Đoàn Đoàn Viên Viên mấy cái tự nhiên cũng không ngốc, nghe tới tên này thần đế nói toạc ra bọn họ thân phận sau, cũng đã nghĩ tới sẽ đối phụ thân hình thành bất lợi. Lúc này cũng nội tâm cũng loạn cả lên. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi, chính là chết, cũng mơ tưởng chúng ta đây uy hát yêu ta ta phụ thân. Bao quanh giận dữ. Độc Cô Hối cái này đại sư huynh còn lại là đôi mắt đều hồng thấu, cái này thoạt nhìn liền tính là đánh bạc mệnh suy nghĩ trốn sợ là đều trở thành liêu xá. Thậm chí là chết, khả năng đối phương đều sẽ không làm cho bọn họ như nguyện. Nhớ tới phía trước đuổi giết Đào Vong thời điểm, một ít phân môn đệ tử hoặc là bị giết, hoặc là tự bạo, không nhớ rõ có bị trảo. Nhưng ngẫm lại hơn 10 người đâu, luôn có một hai cái sẽ bị té nhào, trọng điểm là ai cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đi siêu hồn. Một siêu hồn, đại gia thân phận đã có thể tất cả đều bại lộ. Xong rồi, lần này thật muốn thành tội nhân. Nghĩ đến đây. Độc Cô Hối tâm một hoành nói, đều cho ta nghe hảo, cùng lắm thì tự bạo, đừng dừng ở trong tay hắn, không thể cấp sư phụ thêm phiền. Biết, một đám theo tiếng. Đến lúc này, đại gia cũng đều rõ ràng, một khi bọn họ bị trảo, dừng ở 33 thiên điện trong tay, tất nhiên sẽ trở thành 33 thiên điện áp chế Dương Nghị Vân nhược điểm. Tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được. Ha ha, tự bạo, ngươi chờ cho rằng bản đế sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Tên này thần đế cười lạnh, bày ra ra 10 phần tự tin, hoàn toàn là một bộ hết thảy đều ở khống chế bộ dáng. Lời này một chỗ, Độc Cô Hối đám người tức khắc cảm giác không ổn. Tam sư đệ chuẩn bị mang theo sư đệ sư muội chạy đi đi, chúng ta tới bám trụ hắn. Độc Cô Hối sững sờ, liền phải thiêu đốt tinh nguyên liều mạng, hắn hạ quyết tâm, ôm hẳn phải chết chi tâm, muốn trực tiếp tiến lên tự bảo. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ nghe đối diện thần đế cất tiếng cười to. Bỗng nhiên quát lớn nói còn chưa động thủ. Ong! Thần đế ra lệnh một tiếng, cũng không phát hiện có bất luận kẻ nào xuất hiện, nhưng lại ở đây chung nói thiên địa bỗng nhiên rung động, phát ra một tiếng gầm rú. Độc Cô Hối đám người cũng là sửng sốt. Nửa ngày lúc sau, cũng không phát hiện xuất hiện người nào hoặc chuyện gì, còn tưởng rằng là tên này thần đế ở cổ long mê hoặc. Nhưng là ngay sau đó, hắn lại là sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên. Cái chán mồ hôi đều xuống dưới, cả người đều tràn ngập thống khổ cong hạ eo. Đại sư huynh cả người nhũn ra, pháp lực không động đậy. Bên tai vang lên Vương Tông Nhân thanh âm. Nói, Độc Cô Hối vừa thấy, cơ hồ tất cả mọi người cùng hắn giống nhau nửa ngồi xổm trên mặt đất. Trong cơ thể pháp lực không động đậy mảy may, mạnh mẽ đi vận chuyển pháp lực thời điểm, lại là cả người đều thống khổ, như muôn vàn con kiến phệ tâm chi đau. Hắn biết đối phương thi triển cái gì ám chiêu. Độc, đê tiện, vô sỉ, bao quanh cùng Tiểu Mạn Mạn mắng lên. Ngươi, ngươi đường đường thần đế như thế bị ổi cư nhiên hạ ám chiêu. Võ Kiếm âm trầm nhìn đối phương. Nào biết tên này thần đế chút nào không thèm để ý nói, ha ha, đối với bản đế tới nói, các ngươi cùng những người khác bất đồng, tồn tại bắt được các ngươi chính là công lớn một kiện, bản đế đối này sẽ không từ thủ đoạn, không có biện pháp ai làm Dương Nghị Vân là các ngươi sư phụ cùng phụ thân đâu, ha ha ha. Đường đường thần đế dùng độc, còn như thế đúng lý hợp tình, thật sự vô sỉ. Cùng thời gian, Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt,
Long Quy đồng tử cưỡi thuyền lớn, đi ra không gian môn hộ, xuất hiện ở mênh mang núi non trên không. Nhưng hắn mới vừa xuất hiện, chính là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Người khác cảm thụ không đến thiên địa chi gian biến hóa, nhưng hắn có thể. Hắn cơ hồ ở xuất hiện nháy mắt, liền cảm nhận được thuộc về vân môn thần cảnh độc hữu đưa tin phù hơi thở, ước chừng có bao nhiêu đạt hơn 30 nói, nhưng lại là hơi thở tàn lưu, phi thường mỏng manh, loại tình huống này chỉ có thể thuyết minh, cầu cứu đưa tin phục bị người chặn lại xuống dưới, căn bản là không có chuyển ra núi non đi. Ở chỗ này chính là hắn đồ đệ cùng mấy cái hài tử, cùng với vân môn đệ tử. Nhiều như vậy đưa tin phù hơi thở tàn ở thiên địa chung, chỉ có thể thuyết minh bọn họ đụng phải đại sự. Lập tức nhắm mắt cường đại thần hồn chi lực khuếch tán đi ra ngoài, hắn phải nhanh một chút tìm được đồ đệ bọn họ. Phía trước phái ra đi người, cũng biết tìm được đại khái ở chỗ này núi non chung rèn luyện, mệnh lệnh của hắn là chỉ cần tìm được đại khái vị trí là được, không thể quấy rầy. Lại sau lại đụng tới đại sư huynh sau nghe xong đại sư huynh một phen lời nói sau, hắn dứt khoát làm phái ra đi người tất cả đều rút về, nhường ra tới rèn luyện vân môn đệ tử, một mình đi rèn luyện, như thế mới có thể trưởng thành. Hiện tại khen ngược, thật đã xảy ra chuyện. Mênh mang mấy ngàn vạn dặm núi non, muốn tìm đến người là không dễ dàng, bất quá Dương Nghị Vân chính là thiên đạo quy tắc tam trọng tồn tại. Đối với hắn tới nói, lấy thần hồn tìm tòi tìm người, kỳ thật cũng không khó. Thực mau hắn lại có phát hiện, ở một ít địa phương, cư nhiên phát hiện một ít vân môn đệ tử ngã xuống hơi thở, sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí còn ở bất chi bất giác chung trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Tới nơi này rèn luyện nhưng không đơn giản có vân môn đệ tử, trọng điểm là hắn ba cái đồ đệ, ba cái hài tử cùng tiểu cháu ngoại trai đều ở, bọn họ chung bất luận cái gì một cái xảy ra chuyện, đều là hắn vô pháp tiếp thu. Trong lòng không nóng này đó là giả. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhóm quả nhiên mở hai mắt, sát ý đại tác phẩm. Hừ lạnh một tiếng, đối với Ngọc Lả Lướt nói, mấy cái hài tử đã xảy ra chuyện, chúng ta mau qua đi, tìm được bọn họ. Dứt lời không mang theo Ngọc Lả Lướt phản ứng, trực tiếp thao tác thuyền lớn vèo một chút bay đi ra ngoài, cắt qua không gian. Bên trong sơn cốc, 33 thiên điện thần đế, nhìn đến độc cô hối đám người tất cả đều chuẩn chiêu, mất đi sức chiến đấu, âm chắc chắc cười, đi bước một đi tới bọn họ trước mặt. Bang! Một kích vang dội cái tát vang lên. Lại là trực tiếp đánh vào bao quanh trên mặt. Người sau khóe miệng hộc máu ngược lại trên mặt đất. Nhãi danh, miệng thực cứng. Lại ngạnh một cái nhìn xem. Tên này thần đế là thực mang thù. Phía trước bao quanh mắng quá hắn, hiện tại lại là trực tiếp vả mặt. Vương bát đản, ta và ngươi liều mạng. Bao quanh bên người là một người vân môn đệ tử, thuộc về cùng bao quanh đám người cùng thế hệ đệ tử, quan hệ đều hảo, nhìn đến quất đánh bao quanh, tên này đệ tử bỗng nhiên bạo khởi đâm hướng tên này thần đế. Oanh! Tiểu Mộc! Tìm chết liền thành toàn ngươi! Tên này thần đế vung tay lên. Trực tiếp làm kêu Tiểu Mộc vân môn đệ tử hóa thành huyết phụ, Dương Nghị Vân nhi tử có trọng dụng, không thể chết được, nhưng giữa sân bốn cái vân môn đệ tử với hắn mà nói không có gì trọng dụng, tùy tay liền giết một cái, cũng coi như là kinh sợ. Bao quanh ánh mắt đỏ bừng, trợn mắt nhìn đồng môn sư đệ hóa thành huyết phụ, hắn ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm tên này thần đế nói, có loại giết ta, nếu không chỉ cần ta bất tử, sẽ đem bầm thây vạn đoạn. Ha ha, tiểu tử muốn chết a, nằm mơ. Bản đế cũng không sợ người uy hát yêu ta, nghe hảo bản đế kêu nguyên thần, 33 thiên điện nguyên thần thần đế, nhớ kỹ bản đế tên, chờ ngươi có cơ hội hoan nghênh tìm bản đế báo thù, bất quá. Người đời này sợ là không cơ hội, ha ha ha. Tự xưng nguyên thần thần đế người cười to. Ngay sau đó đối với giữa không trung chậm rãi mở miệng nói, đều xuống dưới đi, đưa bọn họ tu vi hủy diệt, đoạn đi tứ chi, mang về 33 thiên điện. Tuân lệnh. Phía chân trời đồng thời đáp lại là từng đạo thần quang rớt xuống, đúng là nguyên thần thủ hạ thần vương thần quân, ước chừng 30 người. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng uy nghiêm thả tràn ngập sát ý thanh âm vô biên vô hạn truyền đến, ngươi dám. Thanh âm này vang lên thời điểm, độc cô hối đám người lại là tinh thần đại chấn. Sư phụ, phụ thân, là cứu cứu thanh âm, bao quanh cùng tiểu mạn mạn đám người đại hỉ. Đối Dương Nghị Vân thanh âm bọn họ quá quen thuộc. Vừa nghe chính là, được cứu rồi, mà nguyên thần thần đế cùng thủ hạ của hắn còn lại là hoàn toàn tương phản, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ tự nhiên đều nghe được độc cô hối bọn họ cao hứng. Kêu sư phụ kêu phụ thân. Thực hiển nhiên chính là trong truyền thuyết càn khôn thần điện tân một thế hệ thần tôn Dương Nghị Vân,
đế tôn vô thượng trong miệng đại kiếp nạn chi tử, đem thiên tộc 33 thiên điện một loại cường giả giết đến sợ hãi, cuối cùng thiên thánh điện tam đại kim cương đi ra ngoài cũng chưa đáp lại tồn tại. Trăm triệu không nghĩ tới là Dương Nghị Vân tiến đến. Bất quá! Nghe thanh âm tựa hồ còn ở thực xa xôi ở ngoài. Thật vất vả tới đại công lao, nguyên thần thần đế tự nhiên không dám từ bỏ. Huống hồ ở biết được những người này thân phận là Dương Nghị Vân đồ đệ cùng nhi nữ sau, hắn cũng đăng báo 33 thiên điện cao tầng, có vị thiên đạo cảnh đại lão, trực tiếp hạ lệnh bắt sống, như thế mới có trước mắt cục diện. Nhưng hiện tại nghe được vang vọng thiên địa một tiếng người dám, nguyên thần trong lòng liền bắt đầu nhút nhát. Hắn thần đế tu vi, cũng chính là ở này đó người trước mặt chơi chơi uy phong, đối mặt trong truyền thuyết thần tôn vô thượng Dương Nghị Vân, hắn trong lòng thẳng bồn chồn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nguyên thần thần đế trong lòng hoảng loạn. Chào! Dương Nghị Vân tới. Không chào, 8 ngày đại công lao không có. Do dự ý niệm chỉ ở hắn trong óc dừng lại ngay lập tức, ngay sau đó nguyên thần cắn răng một cái quyết định chào. Tốt xấu hắn là đường đường thần đế, kiến thức vẫn là có thích, Dương Nghị Vân thanh âm hiển nhiên còn ở một hai phải xa xôi ở ngoài, ít nhất mấy vạn dặm ở ngoài khoảng cách vẫn phải có, tưởng chạy tới cũng yêu cầu thời gian nhất định đi. Thời gian này đoạn, hắn bắt người bỏ chạy, dù sao nơi này là thiên tộc địa bàn, dựng lên đã sớm thông chi 33 thiên điện thượng tầng, tin tưởng thượng tầng những cái đó thiên thánh điện đại lão cũng muốn chạy tới. Chỉ cần hắn có thể chờ thiên thánh điện cao tầng đã đến. Lần này liền tính là đánh cuộc thắng. Mấu chốt nhất chính là, hắn đem Dương Nghị Vân đồ đệ nhi nữ chộp vào trong tay, liền có thể áp chế Dương Nghị Vân, tin tưởng hắn cũng không dám đem chính mình thế nào. Nghĩ như thế, nguyên thần thần đế vương, nháy mắt động thủ, bắt người. Giống to chi gian, chính mình cũng động, trực tiếp chụp vào Dương Nghị Vân nhi tử nữ nhi đoàn đoàn viên viên. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem người khống chế nơi tay. Chính là bảo mệnh phù. Nguyên thần động thủ hết sức. Đích xác xa ở mấy vạn dặm ở ngoài Dương Nghị Vân giận tím mặt. Thật lớn gan chó, chết. Đứng ở trên thuyền lớn, Dương Nghị Vân trong tay vừa lật, lại là xuất hiện hắc ám quy tắc phù. Đích xác đang ở mấy vạn dặm ở ngoài, muốn ngăn cản nguyên thần là có điểm khó khăn, nhưng cũng không phải làm không được. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp mở ra không gian thông đạo đến, nhưng mở ra không gian thông đạo. Yêu cầu mở ra xuyên qua xuất hiện 2 lần không gian môn hộ, tại đây loại quan trọng thời điểm, còn không bằng hắn thúc giục thuyền lớn trực tiếp bay vọt qua đi, có thể càng thêm phương tiện ra tay, chẳng sợ ở mấy vạn dặm ở ngoài, cùng nhau đều ở hắn thần thức dưới, có thể nhìn tương đối yên tâm. Cũng rõ ràng cái kia thần đế ý niệm, có lẽ là cảm nhận được chính mình ở xa xôi ở ngoài, làm bất quá tới cứu người, do đó tiên hạ thủ vi cường. Nhưng là, nho nhỏ thần đế quá coi thường hắn Dương Nghị Vân. Thần đế như thế nào biết một vị thiên đạo quy tắc cấp bậc thủ đoạn? Không nói đến hắn bản thân thực lực ở mấy vạn dặm ở ngoài là có thể phát ra công kích thủ đoạn, tại đây vân vân cấp dưới, Dương Nghị Vân trực tiếp chính là đại chiêu ra tay. Mới vừa được đến hắc ám quy tắc phù, trực tiếp liền dùng ra tới, tuy rằng đối phó thần đế dưới bắt đầu dùng hắc ám quy tắc phù, quả thực là lấy 40 mễ đại đao xem con kiến, thực sự là trăm vạn cái không đối xứng. Nhưng không chịu nổi hắn lo lắng mấy cái hài tử. Hắn không phải thiên đạo quy tắc tam trọng cường giả, là thần tôn vô thượng, pháp lực thông huyền, nhưng hắn càng là một vị phụ thân, càng là sư phụ. Nào có không lo lắng cho mình hài tử. Chẳng sợ hắn là thần, cũng không ngoại lệ. Trực tiếp thúc giục hắc ám quy tắc phù. Tức khắc trong tay hắc phù không ánh sáng chợt lóe, không có bay đi ra ngoài, nhưng lại là trực tiếp cắt qua không gian biến mất. Dương Nghị Vân lại là có thể cảm nhận được, hắc ám quy tắc phù cắt qua thời không không gian. Gần nửa tức đều không đến công phu liền xuất hiện ở, mấy vạn dặm ở ngoài sơn cốc, xuất hiện ở đồ đệ cùng mấy cái hài tử trên không. Hắn miệng phun một câu, hắc ám cắn nuốt. Đây là khí dùng hắc ám quy tắc phục pháp chú chân ngôn. Oanh! Tiểu bàn tay không đến hắc ám quy tắc phù, oanh một chút bùng nổ trăm triệu trưởng hắc mang. Toàn bộ thiên địa đều vì này tối sầm. Sơn cốc biến mất, lâm vào vô biên trong bóng tối. Liền ở phía trước một khắc. Nguyên thần cùng một loại thủ hạ đối độc cô hối cùng bao quanh bọn họ trực tiếp động thủ. Nhưng liền sắp tới đem bắt được bọn họ thời điểm, nguyên thần đám người bỗng nhiên cảm giác thiên địa tối sầm lại. Ngay sau đó chỉ cảm thấy cái gì đều nhìn không tới, lâm vào vô biên vô hạn hắc ám, thân thể không động đậy, nói không ra, mắt thấy không đến, mà nghe không thấy, pháp không động đậy đến.
ở lúc sau ý thức cũng biến mất. Hô! Tam tức thời gian, Dương Nghị Vân đi thuyền xuất hiện ở sơn cốc trên không dừng lại. Giờ phút này hắn tặng một hơi. Ngay sau đó lại là trong lòng có chấn động, phản ứng lại đây lúc sau lại là lại trong lòng đại hỉ. Hắc ám quy tắc phù là hắn lần đầu tiên sử dụng, nhưng uy lực vượt quá tưởng tượng. Lúc này trong mắt hắn, toàn bộ sơn cốc đều là một mảnh hắc ám. Phạm vi trăm dặm trong vòng, tất cả đều là hắc ám, lại còn có không phải sương mù. Là, không thể nói tới hắc ám. Cùng thẩm đêm tương tự hắc ám bao phủ phạm vi trăm dặm. Đương nhiên này không phải trọng điểm, cũng không phải có thể làm hắn khiếp sợ nguyên nhân. Trọng điểm là hắn thao tác hắc ám quy tắc phù, trong bóng đêm hết thảy hắn đều rõ ràng, cũng đều lún xuống ở hắn trong óc. Vân tử là ngươi được đến hắc ám quy tắc phù sao? Ngọc Lả lướt nhìn phạm vi trăm dặm hắc ám nhịn không được hỏi. Dương Nghị Vân gật gật đầu, là, hắc ám quy tắc phù. Mấy cái hài tử như thế nào? Ngọc Lả lướt phục hồi tinh thần lại vội vàng hỏi. Yên tâm đều không có việc gì. Dương Nghị Vân trả lời. Này là hắn đến bây giờ nội tâm đều ở vào khiếp sợ chung, bởi vì vừa rồi hắc ám quy tắc phù bộc phát ra tới hắc ám quy tắc chi lực, cắn nuốt phạm vi trăm dặm trong vòng hết thảy, là hết thảy, không phải nói gần 31 cái 33 thiên điện người, ngọn núi cây cối hợp lưu vạn vật tất cả đều biến mất không thấy, ở hắn cảm thụ chung bị hắc ám chi lực hóa thành cho tàn hoặc là nói trực tiếp phá hủy bốc hơi biến mất. Ta như thế nào cảm giác ngươi cảm xúc thực không ổn định đâu? Có phải hay không hắc ám quy phù nguyên nhân? Ngọc Lả lướt thông tuệ hơn người một chút lại hỏi điểm tử thượng. Dương Nghị Vân nghe xong, hít sâu một hơi, lúc này mới lộ ra ý cười nói, ngươi nhìn xem sẽ biết. Dứt lời, hắn vung tay lên, đem hắc ám quy tắc phù thu hồi. Ngay sau đó phạm vi trăm dặm trong vòng hắc ám biến mất. Ngọc Lả lướt cùng Long Quy đồng tử lại là trước sau hít hà một hơi, bởi vì ở bọn họ trong mắt, phía dưới trăm dặm trong vòng, thành một mảnh bình thản đất trống, một cục đá cùng một gốc cây cỏ dại đều không có lưu lại, sở hữu ngọn núi từ từ đều biến mất. Đương nhiên trừ bỏ Dương Nghị Vân mấy cái đồ đệ cùng hài tử bình yên vô sự như cũ tại chỗ không biến mất ở ngoài, mặt khác hết thảy biến mất, quả thực là vạn vật bị cắn nuốt cảnh tượng. Càng thêm chấn động chính là Độc Cô Hối đám người. Bọn họ ở phía trước nghe được Dương Nghị Vân thanh âm, cảm nhận được hy vọng, lại là không nghĩ tới nguyên thần sẽ đột nhiên làm khó dễ, lại một lần tuyệt vọng. Nhưng mà ở cuối cùng một khắc, lại đột nhiên chi gian toàn bộ thiên địa lâm vào xem hắc ám. Nhưng sau một lát, hắc ám biến mất, bọn họ 10 cái người hoàn hảo không tổn hao gì, mà nguyên thần thần đế cùng hắn 30 danh thủ hạ lại là biến mất. Đương nhiên này không phải làm bọn hắn chấn động một chút, làm cho bọn họ chấn động chính là, toàn bộ sơn cốc biến mất, phạm vi trăm dặm hết thảy tất cả đều biến mất không thấy. Nếu không phải có thể cảm giác trong không khí hơi thở không thay đổi, Độc Cô Hối đều sẽ tưởng không phải tới rồi một thế giới khác. Chỉ có thể thuyết minh, là trong sân hoàn cảnh đã xảy ra thật lớn biến hóa. Ngay sau đó bọn họ liền thấy được Dương Nghị Vân. Sư phụ, phụ thân, cứu cứu, môn chủ, 10 cái người, hô lên bất đồng xưng hô. Cái này đại gia cũng đều minh bạch hoàn cảnh biến hóa là Dương Nghị Vân cái gọi là. Đại gia được cứu vớt cũng là vì Dương Nghị Vân. Mà Dương Nghị Vân còn lại là mang theo Ngọc Lả lướt cùng Long Quy đồng tử phi thân đi xuống. Dương Nghị Vân nhìn thấy đồ đệ cùng mấy cái hài tử tự nhiên cũng trong lòng kích động, bất quá hắn muốn sắm vai chính là một cái trưởng bối, mặt ngoài đến lúc đó không biểu hiện ra ngoài. Đi qua đi nhất nhất đưa bọn họ nâng đứng dậy, lúc này mới nói, đều không có việc gì đi. Sư phụ chúng ta đều không có việc gì, bất quá. Một ít đệ tử ngã xuống, là ta không có làm hảo, thỉnh sư phụ trách phạt. Độc Cô Hối làm đại sư huynh, lòng có tự trách, rốt cuộc ra tới rèn luyện tổn thất một nửa vân môn đệ tử. Ta đều đã biết, các ngươi có thể đi ra rèn luyện, cũng đã là một loại dũng khí, tu đạo chi lộ chưa bao giờ sẽ là thuận buồm xuôi gió, luôn là sẽ có bụi gai nhấp nhô. Các ngươi đều trưởng thành, làm sư phụ vì phụ thân vì môn chủ, ta thực vui mừng, cũng muốn đối với các ngươi nói tiếng xin lỗi, nhiều năm như vậy, ta không chiếu cố đến các ngươi, nhưng sẽ trách ta không? Dương Nghị Vân nói chuyện, ánh mắt ở mỗi người trên mặt đảo qua. Mỗi người trong lòng đều kích động, nhưng lại chưa từng có trách Dương Nghị Vân không quản quá bọn họ. Đương nhiên ở Dương Nghị Vân không hề càn khôn thần điện thần giới thời điểm, bọn họ lọt vào quá càn khôn thần điện thế giới đệ tử sau lưng không ít tin đồn nhảm nhí lại là thật sự, đây cũng là bọn họ tổ đội chạy ra rèn luyện nguyên nhân. Các ngươi không phải tin đồn nhảm nhí chúng ta dựa quan hệ,
không thực lực không tu vi sao? Kia hảo, chúng ta liền đi ra Càn Khôn Thần Điện thế giới, không dựa Càn Khôn Thần Điện thế giới tu luyện tài nguyên, làm theo chúng ta sẽ có tu luyện tu vi. Vân môn đệ tử là có cốt khí có tôn nghiêm người, chúng ta sẽ không bởi vì là phi thăng mà đến vân môn đệ tử, sẽ không bởi vì là Dương Nghị Vân đệ tử, là hắn nhi nữ, liền chiếm cứ Càn Khôn Thần Điện thế giới tu luyện tài nguyên, càng sẽ không dựa thân phận của hắn đi làm cái gì nói cái gì. Đương nhiên muốn nói trong lòng không mất mát đó là giả. Có thể trách tuyệt đối là không có. Hiện giờ Dương Nghị Vân xuất hiện cứu bọn họ, cũng đã thuyết minh, sư phụ, phụ thân, môn chủ trong lòng vẫn là có bọn họ. Mỗi người nhìn Dương Nghị Vân đều hai tròng mắt có chút đỏ đậm. Dương Nghị Vân cười đi qua đi, đầu tiên là đi vào đại đồ đệ Độc Cô Hối bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, a Hối, không tồi, thần vương đỉnh, tùy thời đều có thể đột phá, ngày sau liền tính là vi sư không hề bên người, cũng là muốn nỗ lực tu luyện, không thể chậm trễ mới có thể chết, mấy năm nay ngươi cái này đại sư huynh làm thực hảo, vi sư thực vừa lòng. Sư phụ, ta Độc Cô Hối rốt cuộc nhìn không được hốc mắt nước mắt ở đảo quanh, đích xác nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn làm đại sư huynh, muốn chiếu cố này đó các sư đệ sư muội, tận lực không cho bọn họ chịu ủy khuất, phải làm đến đại sư huynh chức trách. Hảo, đại nam nhân khóc cái gì, cũng không sợ người các sư đệ sư muội chê cười. Ta không có, Độc Cô Hối thấp giọng đáp lại, nhưng hắn trong lòng hết thảy ủy khuất đều biến mất, giờ khắc này là tràn ngập vui sướng, có thể được đến sư phụ tán thành cùng khen vậy là đủ rồi. Ngay sau đó Dương Nghị Vân ánh mắt nhìn về phía nhị đồ đệ Vương Tông Nhân, cũng là vỗ vỗ hắn bả vai nói, a nhân ngươi cũng không kém, nhưng ngươi tính cách vẫn là quá mức lão thành, ý thức trách nhiệm cường là chuyện tốt, nhưng quá mức chính là chuyện xấu, đối với tu luyện vô ích, đừng áp chế chính mình nội tâm, như sau mới có thể ý niệm càng thêm hiểu rõ, tu vi tiến triển cực nhanh, vi sư tin tưởng ngươi ngày sau sẽ có làm. Là sư phụ, đệ tử nhớ kỹ. Vương Tông Nhân đích xác như cũ là mấy cái đồ đệ trung già nhất thành ổn trọng một cái, cho dù là giờ phút này Dương Nghị Vân cái này sư phụ xuất hiện trong người trước, rõ ràng trong lòng thực kích động, nhưng lại có thể áp chế chính mình, không cho chính mình thất thố. Hảo, nhớ kỹ về sau trong lòng tưởng cái gì liền làm cái đó, đừng áp chế chính mình nội tâm. Dương Nghị Vân cười dặn dò. Sư phụ, tới rồi tam đồ đệ võ kiếm trước người thời điểm, võ kiếm kích động ra tiếng, hắn nghĩ đến tích tự như kim. Một tiếng sư phụ đã bảo hàm rất nhiều cảm xúc. Dương Nghị Vân vỗ vỗ võ kiếm bả vai, luận tu luyện chi đạo, ngươi là để cho vi sư yên tâm một cái, nhưng cũng là lo lắng nhất một cái. Ngươi tu đao, lúc trước đi rồi tu la đao nói, này nói uy lực cường đại, nhưng cũng càng thêm ảnh hưởng tâm tính. Hiện giờ xem ra ngươi làm thực hảo, tu vi thượng cùng ngươi đại sư huynh tề bình, thậm chí còn muốn cao một bậc, hơi thở thần hồn đều ổn định, thuyết minh ngươi làm vẫn luôn đều không tồi. Ngày sau tu luyện muốn càng thêm bình tĩnh mới là. Ba cái đồ đệ có thể nói đều là từ mới đầu đi theo hắn, đều xem như hắn nhìn lớn lên, mỗi một cái đều vướng bận, hiện giờ đảo cũng yên tâm. Đương nhiên còn có một cái bốn đồ đệ mông điềm lại là không hề, nhưng cũng đều tính có rơi xuống. Bọn họ ba cái tu vi còn đều xem như không tồi, thần vương cảnh giới. Đồ đệ quan tâm xong rồi, đến phiên nhi nữ. Ba ta nhớ ngươi muốn chết. Cứu cứu ta cũng tưởng ngươi a. Hảo đi, còn chưa nói lời nói, đại nữ nhi tròn tròn cùng tiểu cháu ngoại gái tiểu mạn mạn trực tiếp liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Này hai từ nhỏ chính là bị sủng hư cái loại này, cho dù là tới rồi thần giới Càn Khôn Thần Điện thế giới, Dương Nghị Vân không ở thời điểm cũng không chịu quá cái gì ủy khuất, bởi vì hết thảy khí a ủy khuất gì đó đều bị phía trước một đám sư huynh trưởng huynh cấp chặn lại. Tiểu ma nữ tính cách bản chất không thay đổi. Cũng đối Dương Nghị Vân không sợ. Vạn nhiều năm không thấy, thậm chí có thể nói, Dương Nghị Vân phi thăng thần giới lúc sau cơ bản gặp qua mặt liền ít đi, cũng là tưởng hắn, nữ hài tử không che giấu cái gì, có thiên chân một mặt, càng có thể cùng Dương Nghị Vân cái này làm phụ thân cứu cứu giao lưu. Ngược lại là hai cái nhi tử bao quanh cùng Dương Thanh Nguyên có chút câu nệ. Đương nhiên nhất câu thúc chính là ba cái vân môn đệ tử, cũng là tiên giới phi thăng mà đến dòng chính đệ tử. Trung quy không phải Dương Nghị Vân hài tử hoặc là đồ đệ, có như vậy điểm câu thúc cũng bình thường. Bất quá lần này Dương Nghị Vân ra tới chính là cấp bọn nhỏ biểu đạt xin lỗi, một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, rốt cuộc không khí tới rồi vinh hòa hợp cao hứng giai đoạn. Trong lúc cũng gặp qua Ngọc Lả lướt vị này, Di Nương, đơn giản liền ở cái này địa phương đóng quân xuống dưới, Dương Nghị Vân chuẩn bị hảo hảo bồi bồi bọn họ, chỉ điểm bọn họ tu luyện, gia tăng một chút cùng hài tử môn cảm tình. Nhưng là ở ngày hôm sau thời điểm,
có khách không mời mà đến tiến đến. Bất quá, này đối với Dương Nghị Vân tới nói, chỉ cần không phải hợp đạo tiến đến, mặt khác đều là gà vườn chó xóm, không đáng giá nhắc tới, thiên đại sự cũng so ra kém hắn cùng bọn nhỏ ở bên nhau giao lưu quan trọng. Còn có chính là lần này lúc sau, hắn còn không thể trở về, yêu cầu đi tìm tiểu sư tỷ, liền ở chỗ này bồi bồi bọn họ, nhưng lại là bị 33 thiên điện người cấp quấy dày. Liền ở Dương Nghị Vân cùng bọn nhỏ lưu chính hoan thời điểm, phía chân trời phía trên tiếng sấm từng trận. Còn tới rồi, ha ha. Dương Nghị Vân mày nhăn lại, cười lạnh ra tiếng. Hắn đang lo như thế nào cấp hài tử xả giận đâu, không nghĩ tới liền có người tới. Vân tử có người tới, Ngọc Lả Lướt cũng cảm nhận được. Người nào, Độc Cô Hối đám người tu vi còn cảm thụ không đến. 33 thiên điện người, Dương Nghị Vân cười cười hồn nhiên không thèm để ý. Đối với hắn tới nói, chỉ cần không phải hợp đạo tiến đến, đều không sao cả. Bởi vì 33 thiên điện tam đại kim cương đều bị hắn thu phục, dưới thân cao tầng chính là tam đại hợp đạo cấp bậc pháp tôn cùng đế tôn vô thượng, bọn họ là sẽ không dễ dàng rời núi. Mà những người này thực hiển nhiên là cùng phía trước giết cái kia thần đế có liên hệ người, có thể là đã biết có hắn Dương Nghị Vân đồ đệ cùng hài tử, muốn tới bắt sống, cũng hoặc là sợ thần đế trị không được, trực tiếp xuất hiện thiên đạo quy tắc cường giả tiến đến. Bắt hắn Dương Nghị Vân đồ đệ cùng hài tử, đích xác sẽ trở thành hắn uy hát yêu ta, nhưng đáng tiếc hắn xuất hiện, bọn họ bàn tính nhất định phải đánh hụt, thậm chí Dương Nghị Vân sẽ làm bọn họ có đến mà không có về. Sư phụ nếu không, chúng ta tạm lánh mũi nhọn đi. Vương Tông Nhân nhỏ giọng nói. Nhị sư đệ ngươi vẫn là một bên đi thôi, sư phụ pháp lực thông thiên, lại sao lại để ý kẻ hèn 33 thiên điện đồ vô sỉ, tới vừa lúc, diệt bọn hắn cấp những cái đó ngã xuống đồng môn báo thù. Độc Cô Hối đối Dương Nghị Vân cái này sư phụ là có mê chi tin tưởng. Tiểu tử ngươi liền biết vuốt mông ngựa, bất quá vi sư cũng không sợ nói cho các ngươi, đương kim thần giới đúng sự thật hợp đạo không xuất hiện, vi sư thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là sơ cấp hợp đạo tồn tại xuất hiện, vi sư cũng là có thủ đoạn một trận chiến, cho nên những người này, coi như là chịu điểm lợi tức, ngày nào đó nhất định phải đánh thượng 33 thiên điện, làm chi biến mất. Dương Mỗ Nhân khó được ở đồ đệ trước mặt thổi một lần nghiêu, đương nhiên hắn là lời nói thật. Mấy người nói chuyện chi gian, phía chân trời phía trên, cư nhiên xuất hiện nói hơn 30 đạo thân ảnh. Cầm đầu chính là một người thiên đạo quy tắc tam trọng lão nhân, dư giả tam đại thiên đạo đại viên mãn, dư lại tất cả đều là thần đế thần chủ tu vi tồn tại. Ha ha, thật đúng là để mắt các ngươi a, vì bắt các ngươi cư nhiên thiên đạo tam trọng dẫn đầu. Dương Nghị Vân tuy rằng là cười đối Độc Cô Hối đám người đang nói chuyện, nhưng trong giọng nói sát ý lại là càng thêm rét lạnh. Thật đúng là không biết xấu hổ đến mức tận cùng, 33 thiên điện lấy hắn không có biện pháp, liền đánh hắn đổ đệ cùng hài tử chủ ý, hảo không biết xấu hổ. Long có nghịch lân xúc chi hẳn phải chết. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, 33 thiên điện cái này xem như chạm đến hắn nghịch lân. Giờ phút này phía chân trời phía trên. 33 thiên điện thiên thánh điện thiên đạo quy tắc tam trọng cường giả, Mục Nguyên mang theo ý tứ hưng phấn xuất hiện. Liền ở hôm nay phía trước hắn còn ở thiên thánh điện bế quan, mà hôm nay thủ hạ tâm phúc lại là quấy rầy hắn thanh tu, nguyên bản còn có tức giận, nhưng lại là nghe được hội báo lúc sau, Mục Nguyên lại là oán khí tiêu tán, bởi vì thủ hạ tâm phúc nói cho hắn, phát hiện Dương Nghị Vân đệ tử cùng mấy cái hài tử. Là tâm phúc thủ hạ một vị đồ tử đồ tôn phát hiện, đã buông xuống khống chế. Tin tức này đối với Mục Nguyên lai nói quả thực là thiên đại tin tức tốt. Dương Nghị Vân đại danh đã ở toàn bộ 33 thiên điện nổi danh, trước sau chém giết 33 thiên điện vô số đệ cao thủ, thậm chí còn thiên thánh điện tam đại kim cương đều một đi không trở lại, thiệt hại ở Dương Nghị Vân trên tay. Đối với Dương Nghị Vân đế tôn vô thượng đã bạo nộ tới rồi vài giờ, đáng tiếc đế tôn bế quan căn bản là không thể ra tới, cũng không thể tự mình ra tay, rớt mặt mũi. Mà thiên thánh điện cận tồn tam đại pháp thần, lại là cũng đủ đối phó Dương Nghị Vân, đáng tiếc thiên thánh điện tam đại pháp thần có nguyên tắc, không đến 33 thiên điện cũng hoặc là thiên tộc sinh tử tồn vong, tam đại pháp thần là sẽ không ra tay. Hiện giờ cục diện, lại là toàn bộ 33 thiên điện cũng chưa người có thể đối phó Dương Nghị Vân, cái này làm cho 33 thiên điện mặt mũi mất hết. Mọi người đều nghẹn một hơi, nhưng lại không hề biện pháp. Đế tôn vô thượng tức giận vô cùng. Khá vậy chỉ có thể tạm thời thu hồi đối Dương Nghị Vân chém giết. Cục diện lâm vào một cái xấu hổ hoàn cảnh. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp sao?
Này không thủ hạ đồ tử đồ tôn lại là phát hiện Dương Nghị Vân cư nhiên còn có đồ đệ cùng hài tử, lại còn có đụng phải. Này đối Mục Nguyên Lai nói lại làm sao không phải công lớn một kiện. Hiện giờ Thiên Thánh Điện hắn cùng mặt khác năm đại thiên đạo tam trọng tu vi ngang nhau, mất đi tam đại kim cương Thiên Thánh Điện, như thế nào có thể là Thiên Thánh Điện? Kim cương vị trí chỗ trống, hắn cùng mặt khác năm cái thiên đạo tam trọng đều tưởng trở thành tân kim cương. Nhưng là nào có dễ dàng như vậy? Kim cương chi chức vị ở Thiên Thánh Điện, ở toàn bộ 33 thiên điện, ở đế tôn trong mắt nào đều là có lượng gió tồn tại, nhưng lại yêu cầu công lao. Hiện giờ lại là, đối hắn Mục Nguyên mà nói, công lao liền ở trước mắt. Bắt Dương Nghị Vân đồ đệ cùng hài tử, là có thể làm Dương Nghị Vân ném chuột sợ vỡ đồ, đến lúc đó diệt trừ Dương Nghị Vân, sẽ vì đế tôn giải quyết đại phiền toái, trở thành đệ nhất công thần. Hắn hôm nay được đến tin tức lúc sau, trước tiên liền chạy đến, vì thế còn trách cứ thủ hạ tâm phúc không nói sớm. Còn hảo, đuổi kịp. Mang theo 33 thiên điện một chúng thủ hạ, Mục Nguyên xuất hiện ở ước định địa điểm. Hiện thân lúc sau, Mục Nguyên trước tiên nhìn lại là ngây người, không phải nói nơi đây là một chỗ sơn cốc sao. Như thế nào hiện tại nhìn qua như là một cái thật lớn hố sâu đất trống. Phạm vi trăm dặm cái gì đều không có, một gốc cây thụ đều không tồn tại, càng đừng nói cái gì sơn cốc. Đương nhiên với hắn mà nói này đều không tính chuyện này. Hắn chỉ cần bắt được Dương Nghị Vân đệ tử cùng hài tử liền cũng đủ. Ngay sau đó hắn tại đây phiến trên đất trống thấy được có mười mấy nhân ảnh. Như thế nào cảm giác không thích hợp, lẽ ra không nên a, cái kia kêu nguyên thần đồ tôn hẳn là mang theo hơn 30 hào người vây đổ Dương Nghị Vân đệ tử cùng hài tử mới là, hiện tại tổng cộng liền thấy được 14 người, trong đó một cái tựa hồ vẫn là yêu tộc. Không thích hợp, Mục sớm định ra thần lại đi xem. Ngay sau đó trong lòng căng thẳng. Phía dưới trên đất trống, một cái 33 điện đệ tử hơi thở đều không tồn tại. Ngược lại hắn thấy được một cái tựa hồ có điểm quen thuộc người. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Đương nhiên này đều không quan trọng là, hắn thấy được trong đó đại đa số toàn thân thần quân cùng thần vương. Cùng nguyên thần đăng báo tin tức ăn khớp, hẳn là Dương Nghị Vân đồ đệ cùng bọn nhỏ. Này liền vậy là đủ rồi. Đúng lúc này. Bên người tâm phúc đột nhiên mở to hai mắt nhìn vẻ mặt hoảng sợ vô cùng nói, Mục Nguyên đại nhân đó là cái gì, nói chuyện lắp bắp còn thể thống gì. Mục Nguyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quát lớn. Tên này tâm phúc nuốt nuốt nước miếng, hít sâu một hơi nói, cái kia tóc bạc tựa hồ rất giống là Dương Nghị Vân a, 33 điện có bức họa, giống như chính là Dương Nghị Vân. Tâm phúc nói chuyện thanh sẽ càng ngày càng nhỏ. Giờ phút này nghe được tâm phúc nói chuyện Mục Nguyên. Lại lần nữa nhìn lại, rốt cuộc đồng tử bỗng nhiên phóng đại, trái tim đều là vừa kéo trừ. Hắn lúc này cũng thấy rõ, đích xác phía dưới trong đám người tóc bạc chính là Dương Nghị Vân a. Hắn tuy rằng chưa thấy qua Dương Nghị Vân bản nhân nhưng Dương Nghị Vân đại danh cùng bức họa, đều đã là 33 thiên điện mọi người trong lòng khách quen, tuyệt đối sẽ không sai. Giờ phút này Mục Nguyên cái trán mồ hôi lạnh bá một chút liền xuống dưới, cả người đều lớn một cái lạnh run. Dương Nghị Vân là người nào? Có cái gì thủ đoạn, hắn thái thanh rồi chứ? Đáng chết, này không phải hố người sao? Như thế nào không nói cho lão phu, Dương Nghị Vân cái này sát thần ở đây? Này nhất định Dương Nghị Vân âm mưu. Liền tại đây một khắc, Mục Nguyên ở phía chân trời cách gần ngàn mét độ cao khoảng cách, hắn phát hiện tóc bạc người nọ, hoặc là nói là Dương Nghị Vân cư nhiên hướng về phía hắn tà mị cười. Liền như vậy cười, thiếu chút nữa làm Mục Nguyên hồn phi phách tán. Người có tên cây có bóng a. Dương Mỗ Nhân thanh danh ở 33 thiên điện chính là sát thần đại danh từ. 33 thiên điện thiên thánh điện cao tầng tam đại kim cương đều là có đi mà không có về, kia nhưng đều là thiên đạo quy tắc năm trọng cường giả, đều bị Dương Nghị Vân thu thập. Hắn một cái thiên đạo tam trọng tu vi, tự nhận cùng tam đại kim cương thực lực chênh lệch đó là ở cách xa vạn dặm xa. Mục Nguyên nhìn đến Dương Nghị Vân này tà mị cười lúc sau. Cơ hồ trong đầu một chữ sôi nổi mà ra, trốn. Hắn nhưng không tự tin ở Dương Nghị Vân trên tay so chiêu. Này mẹ nó cái gì đồ tử đồ tôn, đây là hố lão tử a. Trốn. Hô lên này tự thời điểm, Mục Nguyên ở trước tiên liền mở ra không gian thông đạo, chuẩn bị chạy trốn, đến nỗi một chúng thủ hạ hắn hô to trốn tự, đã kết thúc nghĩa vụ, đến nỗi làm hắn đi quản bọn họ. Ha ha thực xin lỗi, lão phu ta chính mình đều không có bất luận cái gì tin tưởng. Nào có công phu quản các ngươi, đại gia tự cầu nhiều phúc đi. Một chúng thủ hạ cũng phản ứng mau,
rất nhiều người đều ở trước tiên nhận ra phía dưới đất trống trong đám người đầu bạc Dương Nghị Vân. Đối với sát thần Dương Nghị Vân, toàn bộ 33 thiên điện người nhưng đều là ký ức khắc sâu. Ở Mục Nguyên hô lên một cái trốn tự thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người nghe được Mục Nguyên trong giọng nói hoảng sợ, nơi nào còn dùng nhắc nhở, trốn đi. Nháy mắt đều là làm điều thú tán. Bắt đầu từng người chạy trốn. Nhưng mà, Dương Mẫu Nhân đã động sát tâm, lại sao lại nhiên bọn họ đào tẩu. Ha ha, nếu tới, liền lưu lại đi, cấp bản tôn xuống dưới đi. Nói chuyện chi gian Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ, đối với đầy trời thần linh chính là hư không một chảo. Oanh! Toàn bộ thiên địa đều là một tiếng nổ vang. Ngay sau đó thiên địa không gian đều vì này một trận. Mục Nguyên mở miệng không gian môn hộ, nửa cái chân đều đã bước vào trong đó, nhưng lại là tại như vậy trong nháy mắt, hắn hoảng sợ lên, lại là trơ mắt nhìn hắn mở ra không gian môn hộ răng rắc một chút trực tiếp tan vỡ. Ngay sau đó liền cảm nhận được, thiên địa bốn phía vô tận trọng áp xuất hiện ở trên người, sau lưng một cổ vô ngữ tuyệt luân thật lớn hút xả chi lực thêm thân, tức khắc thân thể không chịu khống chế, mất đi cân bằng, thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống. A a a a a a. Cùng thời gian bên tai vang lên từng tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Không hề nghi ngờ, là một chúng thủ hạ cũng bị thu thập. Giờ phút này Mục Nguyên trong lòng chỉ có hai chữ, song điểu. Chạm vào. Ầm ầm ầm. Thân thể tại hạ một khắc như là tan thành từng mảnh giống nhau, thẳng tắp tạp dừng ở đại địa thượng. Từng tiếng ầm vang biểu thị tất cả mọi người từ phía chân trời tin tức nện ở đại địa thượng. Phốc. Một tiếng tiếp theo một tiếng hộc máu thanh cùng thống khổ vang lên. Mà ở giờ phút này Dương Nghị Vân phía sau Độc Cô Hối cùng đoàn đoàn viên viên đám người còn lại là một đám miệng thành o hình, mở to hai mắt nhìn. Bọn họ cho tới nay đều biết sư phụ đại nhân tu vi cường đại, nhưng là không nghĩ tới sẽ cường đại đến như thế nông nỗi. Vừa rồi Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt nói chuyện bọn họ đều nghe được, biết tới dẫn đầu chính là một tôn thiên đạo quy tắc tam trọng thiên cường tắc, dư giả tam đại thiên đạo đại viên mãn cùng tu vi nhiều nhất thiếu thần đế thần chủ, công kích 30 tới hào người. Một khắc trước đầy trời tứ tán mà chạy, sau một khắc, chỉ nghe được sư phụ nói một tiếng tới cũng đừng đi, đối với phía chân trời hư không tùy ý một chảo, này đó 33 thiên điện cường giả, có một cái tính một cái, một đám không hề nghi ngờ đều tin tức phía chân trời, hung hăng tạp dừng ở đại địa thượng. Từng tiếng va chạm đại địa thượng nặng nề vô cùng, làm đại địa đều như động đất giống nhau, bụi đất phi dương lão cao. Trong tai truyền đến chính là từng tiếng hộc máu cùng thống khổ thanh. Lúc này Độc Cô Hối đám người mới biết được nhà mình sư phụ cường đại tới rồi kiểu gì nông nỗi. Một đám đứng ở Dương Nghị Vân phía sau, trong ánh mắt toát ra ngôi sao. Cứu cứu soái bảo. Lão bà uy vũ khí phách. Đại sư huynh người véo một chút ta nhìn xem có phải hay không ảo giác. Bao quanh nói. Tê đau a. Dương Nghị Vân không để ý tới mấy cái hài tử cùng đồ đệ sùng bái, nghĩ phía trước đi đến. Đi tới Mục Nguyên thân trước dừng lại nói, người muốn chết như thế nào? Đối 33 thiên điện người, mặc kệ mạnh yếu, chỉ cần xúc phạm hắn điểm mấu chốt, hắn đều sẽ không có bất luận cái gì nhân từ chi tâm. Ngươi, có thể hay không vòng ta một mạng? Đối mặt Dương Mẫu Nhân này tôn sát thần, Mục Nguyên trực tiếp dây túng, xin tha. Vừa rồi lấy một chút thủ đoạn liền nhiên hắn biết hắn cùng Dương Nghị Vân chi gian thực lực chênh lệch kém cách xa vạn dặm, phản kháng ý niệm đều để không đứng dậy. Đương nhiên lúc này hắn cũng phản kháng không được, bởi vì trong cơ thể trực tiếp đừng Dương Nghị Vân không biết dùng cái gì thủ đoạn cấp phong ấn tu vi. Mặt khác một chúng thủ hạ thoạt nhìn cũng cùng hắn giống nhau, đều trở thành thất thượng thịt cá. Hiện tại thật đúng là Dương Nghị Vân những lời này, muốn chết như thế nào vấn đề? Chết! Mục Nguyên thực không cam lòng a, cho nên xin tha. Nhưng là đối với Dương Nghị Vân tới nói, một cái muốn bắt hắn đổ đệ cùng hài tử người. Chạm đến hắn điểm mấu chốt người, sẽ vòng hắn một mạng. Mới là lạ. Ha ha, các ngươi muốn bắt ta đồ đệ cùng hài tử, người nói có thể hay không tha cho ngươi một mạng. Dương Nghị Vân cười lạnh. Một câu làm Mục Nguyên một lòng trầm tới rồi đáy cốc, hắn nhìn ra được tới, Dương Nghị Vân một hai phải bọn họ đã chết. Tuyệt vọng không cam lòng phẫn nộ. Nhưng không có biện pháp a. Ngươi nếu giết ta, đế tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Nguyên nói ra hấp hối dẫy dụa nói. Đều đến lúc này còn lấy đế tôn áp ta. Ha ha, yên tâm, nhanh, thực mau ta sẽ sát thượng các ngươi 33 thiên điện, đem đế tôn chém giết, hiện tại trước đưa các ngươi lên đường đi. Dương Nghị Vân đã đối Mục Nguyên mất đi hứng thú,
vốn đang tưởng từ hắn trong miệng ở hiểu biết một chút 33 thiên điện hoặc là đế tôn cùng với thiên thánh điện tam đại pháp tôn tình huống, hiện tại xem ra, không có gì tất yếu. Những người này bức tử. Hắn muốn lập uy, dùng thực tế hành động nói cho 33 thiên điện mọi người, đừng đánh ta thân nhân chủ ý. Ầm vang. Ầm ầm ầm. Dương Nghị Vân đối với Mục Nguyên cùng hắn mấy chục người thổi kèn hạ bỗng nhiên nâng lên đôi tay hư không ấn, ngay sau đó ầm 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 một tiếng tiếp theo một tiếng nặng nề vang lên. Có một cái tính một cái bao gồm Mục Nguyên cái này thiên đạo tam trọng ở bên trong, tất cả đều bạo liệt hóa thành huyết vụ, tình thế đều diệt thần thể hôi phi yên diệt. Phất tay chi gian sát thiên đạo. Bên này là Dương Nghị Vân hiện tại thực lực. Hắn mới vừa tiến giai thiên đạo tam trọng, thực lực tự nhiên là trở lên một mảng lớn, hiện tại thực lực liền tính là không mượn dùng bất luận cái gì bảo vật, cũng có thể chính diện ngạnh dỗi thiên đạo quy tắc năm trọng tồn tại. Sát Mục Nguyên bực này người, thật sự không cần tốn nhiều sức. Sự kiện giải quyết. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng nên làm bọn nhỏ đi trở về. Xoay người liền đối với Ngọc Lả Lướt nói, Lả Lướt ngươi cùng Long Quy mang theo bọn nhỏ hồi vân môn thần cảnh đi thôi. Hảo, Ngọc Lả Lướt lần này nhìn ra được tới, Dương Nghị Vân lời nói bình đạm nhưng lại rất nghiêm túc, hơn nữa cũng biết Dương Nghị Vân phi thường để ý này đó hậu bối, hắn có chuyện của hắn đi làm, nhiệm vụ này cũng chỉ có thể làm nàng hộ tống. Không có đi càn quấy, một hai phải đi theo Dương Nghị Vân. Nàng thức đại thể. Dương Nghị Vân gật gật đầu, nhìn về phía ba cái đồ đệ cùng mấy cái hài tử nói, đi theo nhớ kỹ, kế tiếp thời gian, 33 thiên điện không hủy diệt phía trước, không được ở ra vân môn thần cảnh nửa bước, trở về lúc sau hảo hảo tu luyện. Càn Khôn thần điện thế giới hiện tại sửa tên vì vân môn thần cảnh, các ngươi thân phận là đệ tử của ta là hài tử, vân môn thần cảnh nếu có người cắn lưỡi căn tử, liền đi tìm tam đại kim cương, liền nói ta nói tất nghiêm trị. Là phụ thân. Đi thôi. Dương Nghị Vân là muốn cho đồ đệ bọn nhỏ trưởng thành, nhưng là đó là ở không có đại nguy hiểm dưới tình huống, hiện tại còn lại là không được. 33 thiên điện không biết xấu hổ đến, thiên đạo quy tắc cấp bậc cường giả trực tiếp ra tay chảo mấy cái thần quân thần vương trình tự tu vi, đã không có điểm mấu chốt. Hắn không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên mới có vừa rồi công đạo. Chờ cái gì thời điểm hắn giải quyết cùng 33 thiên điện đế tôn chi gian ân oán. Đến lúc đó liền tương đối an toàn. Nhìn Ngọc Lả Lướt mang theo bọn họ rời đi. Dương Nghị Vân lại một lần vận dụng cùng màu thần nương nương chi gian đưa tin thần phù. Thần quang hiện lên. Tiểu tử ngươi lại có chuyện gì à? Hình ảnh xuất hiện, cũng vang lên màu thần nương nương không kiên nhẫn thanh âm. Khụ khụ, có việc xin giúp đỡ à? Dương Nghị Vân xấu hổ cười làm lành. Có việc nói có dám phóng, lão nương thời gian hữu hạn. Màu thần nương nương nói đơn giản thô bạo. Hảo đi, ta muốn biết cổ thần tộc cơ gia ở địa phương nào. Dương Nghị Vân cũng không vô nghĩa trực tiếp hỏi ra tới, hắn bước tiếp theo muốn đi cơ gia tướng tiểu sư tỷ cơ tím hà tìm được. Có khả năng nói, muốn đem tiểu sư tỷ mang về tới. Tiểu tử ngươi trêu chọc cơ gia. Màu thần nương nương thanh âm tức khắc lớn vài phần. Dương Nghị Vân vừa nghe, ám đạo thoạt nhìn, cổ thần tộc cơ gia sợ là không đơn giản nga. Kia thật không có, ta có một cái sư tỷ là cơ gia người, phi thăng thần giới lúc sau, đi cơ gia, hiện tại chuẩn bị đi xem nàng. Dương Nghị Vân đúng sự thật nói. Màu thần nương nương nói, thì ra là thế, không trêu chọc cơ gia liền hảo, tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ, cổ thần tộc, đặc biệt là cổ xưa gia tộc thần giới tồn lưu đến nay được xưng 10 đại cổ xưa thần tộc, một đám nhưng đều có thể không phải dễ chọc, này đó cổ xưa gia tộc chỉ là bất xuất thế mà thôi. Nếu không liền không có các ngươi cái gì càn khôn thần điện thế giới chuyện gì. Ngươi tốt nhất đừng trêu chọc, từ nào đó trình độ đi lên nói, cổ xưa thần tộc 10 đại gia tộc, thiên tộc cùng phi thăng nhất tộc các chạm một nửa, nhưng đều có thể xem như cùng năm đó ngươi nơi càn khôn thần điện thế giới, thiên tộc 33 thiên điện có thể tề bình tồn tại. Này đó cổ xưa thần tộc, một lòng đi thánh đạo, đều là bất xuất thế, nhưng không đại biểu liền dễ chọc, 10 đại cổ xưa thần tộc truy tìm lên. Mỗi nhà tổ tiên nhưng đều là gia quá thánh đạo thế lực lớn. Người sở cơ gia xem như phi thăng cổ thần tộc gia tộc, đồng dạng là cổ xưa tồn tại, có hậu bối phi thăng một chút đều không kỳ quái, trên thực tế kia chờ cổ xưa gia tộc thế lực truyền thừa ngược dòng lên, nhưng trải rộng tam giới. Nhân gia cũng là có được thần cảnh thế giới, ngươi tìm là tìm không thấy, muốn đi cơ gia, ngươi chỉ có thể đi trước phi thăng sơn đông phương cuối đi, ở phi thăng núi non cuối có một tòa cổ xưa thần thành, tên là, nói thành. Kia tòa thành xem như thần giới đệ nhất thành, 10 đại cổ thần tộc thế lực đều hẳn là ở nói thành có phần bộ tồn tại. Dương Nghị Vân nghe màu thần nương nương nói xong,
miệng đều trừng lớn. Nửa ngày mới nói, 10 đại cổ xưa thần tộc gia tộc. Nói thành, ngươi trước kia như thế nào không nói cho ta? Ngươi lại không hỏi à? Mầu thần nương nương nói. Dương Nghị Vân nhất thời vô ngữ. Hảo, ta sai, ngươi có thể hay không nói cho ta, 10 đại cổ xưa thần tộc trừ bỏ Cơ gia, còn có cái khác Cửu gia đều có cái gì gia tộc? Cái này cũng không phải cái gì bí mật, ta không nói trước kia hiện tại tu vi, cũng miễn huyện có thể biết, sớm hay muộn sẽ biết, nói cho ngươi không sao. Thiên tộc chiếm cứ 5 gia, phân biệt là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ vì gia tộc danh hào, được xưng Thiên Kim gia tộc, Thiên Mộc gia tộc từ từ, vì Thiên tộc ngũ hành gia tộc, mỗi một nhà đều đem ngũ hành thuộc tính thiên đạo khống chế tới rồi lớn nhất. Tiếp theo là Phi Thăng cổ xưa thần tộc 5 gia, có Cơ gia, Cửu Lê gia tộc, Si Vưu, Thần Nông Thị gia tộc, Cổ Vu gia tộc, đây là thần giới 10 đại cổ xưa gia tộc, các gia đều có tu bất đồng thiên địa đại đạo chi lực, không có một nhà là đơn giản hạng người, tiểu tử ngươi cần phải trường điểm tâm, đừng trêu chọc Nga, trước thanh minh, ngươi nếu là trêu chọc 10 đại cổ thần gia tộc, lão nương cũng sẽ không ra mặt, đơn giản nói thật cho ngươi biết, lão nương kẻ thù liền ở 10 đại cổ thần trong gia tộc. Cho nên chính ngươi ước lượng đi. Chờ mầu thần nương nương nói xong, Dương Nghị Vân mới ý thức được, 10 đại cổ thần gia tộc, thật đúng là thâm tàng bất lộ quái vật khổng lồ. Nghe nàng nói chuyện khẩu khí, tựa hồ phi thường kiêng kỵ. Có cái trọng điểm tin tức là, nàng kẻ thù liền ở 10 đại cổ thần trong gia tộc, đến nỗi là kia một nhà là mấy nhà, nàng chưa nói, Dương Nghị Vân cũng không tính toán hỏi, loại sự tình này hỏi chính là cho chính mình tìm phiền toái. Hắn tự nhiên sẽ không truy vấn. Trọng điểm là mầu thần nương nương là thánh đạo a, như vậy không hề nghi ngờ nàng kẻ thù cũng là thánh đạo, nói cách khác 10 đại cổ thần trong gia tộc tồn tại thánh đạo chí cường giả. Này cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Thử hỏi, nương nương ngài ý tứ là nói, 10 đại cổ thần trong gia tộc có thánh đạo chí cường giả tồn tại. Rất sớm thời điểm đích xác 10 đại cổ thần gia tộc có thánh đạo, hiện tại có hay không thật đúng là không xác định, tới gần thời gian trôi qua lâu lắm, nhưng là có rất lớn khả năng có thể nói cho ngươi. Tuyệt đối có hợp đạo cấp bậc tồn tại tọa chấn, kia cũng không phải hiện tại ngươi có thể trêu chọc, tiểu tử ngươi làm việc trường điểm tâm mắt liền hảo. Mầu thần nương nương nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu lâm vào trầm tư. Cái này thần giới theo hắn tu vi tăng lên triển lộ ra tới bí mật càng ngày càng nhiều. Đương nhiên cũng càng thêm rõ ràng lên. Này đối với hắn tới nói kỳ thật cũng là chuyện tốt. Biết tổng so không biết cường. Hơn nữa hắn cùng 10 đại cổ xưa thần tộc không có gì thù hận. Bọn họ ở cường đại, đó là bọn họ sự, không đi trêu chọc đó là. Đến nỗi tiểu sư tỷ nơi Cơ gia, hắn là đi tìm tiểu sư tỷ, lại không phải đi đánh nhau, cũng không có gì. Nghĩ đến đây sau, Dương Nghị Vân trong lòng kia phân rung động biến mất. Nhìn mầu thần nương nương hình ảnh cười hắc hắc, nếm thử nói, nương nương có không bồi ta đi một chuyến nói thành a. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nằm mơ đâu. Mầu thần nương nương cười lạnh, chính mình đi chơi, lão nương không công phu. Đi nói thành lúc sau, ngươi đi hỏi thăm Cơ gia phân bộ đó là, chỉ cần bọn họ Cơ gia còn tồn tại, liền không khó tìm được phân bộ không khó, khó được chính là bọn họ có thể hay không mang ngươi đi chân chính Cơ gia. Nói thành trong vòng 10 đại cổ xưa gia tộc, 33 thiên điện, tứ đại ngoại đạo, nhưng phàm là thần giới cứ có mặt thế lực lẽ ra đều có phân bộ tồn tại, không khó tìm một cái Cơ gia phân bộ, muốn đi chính ngươi đi, ta nhưng không có thời gian, không có gì sự cứ như vậy đi. Nói xong không đợi Dương Nghị Vân nói chuyện, ong một tiếng, hình ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Ai, Dương Nghị Vân kêu to không có đáp lại. Người nào sao, không đi liền không đi, lời nói đều không cho nói xong a. Dương Nghị Vân khí dậm chân mắng, đương nhiên hắn cũng chính là dám ở sau lưng như vậy đương một hồi anh hùng, nếu là mầu thần nương nương giáp mặt, cho hắn cái lá gan hắn cũng không dám. Đến, ta chính mình đi. Lầm bầm lầu bầu một tiếng sau. Hắn thần quang một thân, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, mục tiêu Phi Thăng núi non phương đông cuối nói thành. Nơi này nhưng thật ra hảo tìm, Phi Thăng núi non tọa lạc thần giới trung ương, một bên là thiên tộc một bên là phi thân nhất tộc, thực hảo tìm, chỉ là trước kia hắn không biết ở Phi Thăng núi non phương đông cuối có một tòa nói thành mà thôi. Đối với trong truyền thuyết nói thành, Dương Nghị Vân là ôm có rất lớn lòng hiếu kỳ. Dựa theo mầu thần nương nương nói thành đương vì thần giới đệ nhất thành. Hơn nữa là tu vi thực lực bối cảnh không đủ tiếp xúc không đến, thậm chí là nghe không được một tòa thần thành. Nói trắng ra là chính là thần giới đứng đầu thế lực một giao dịch chi thành. Rốt cuộc tu luyện là yêu cầu tài nguyên, mà này những cường đại thế lực,
từng người ở thần giới đều nắm giữ nhất định đặc thù tu luyện tài nguyên. Tài nguyên cùng tài nguyên là bất đồng, là có thuộc tính, ta có bảo dược, ngươi có đá quý. Trao đổi lúc sau mới là theo như nhu cầu, biến thành từng người sở yêu cầu tài nguyên. Như thế mới có này tòa thần bí nói thành tồn tại. Cho nên Dương Nghị Vân đối này tòa nói thành là thực chờ mong tò mò. Dùng màu thần nương nương nói, đây là một tòa các thế lực lớn giao dịch chi thành. Đương nhiên cái này giao dịch không chỉ có giới hạn trong tu luyện tài nguyên giao dịch. Hắn mở ra không gian môn hộ, trực tiếp đi tới phi thăng núi non. Nhìn phương đông, núi non kéo dài vô tận. Dương Nghị Vân trực tiếp phi hành mà đi. Hướng về phương đông không ngừng phi hành, màu thần nương nương nói qua nói thành ở phương đông cuối. Toàn lực phi hành ước chừng một canh giờ sau, lấy hắn tốc độ mới nhìn xem rốt cuộc tới rồi phi thăng núi non phương đông cuối. Trong tầm mắt xuất hiện một tòa nguy nga núi lớn. Sở liệu không tồi, nói thành liền tại đây tòa sơn trung. Hắn cảm nhận được trên ngọn núi này không có được cường đại vô cùng cấm chế tồn tại. Đảo cũng không nghĩ xông vào. Đơn giản bay vọt đi xuống, chuẩn bị đi bộ vào núi tìm kiếm nói thành. Thần sơn có linh tính, hắn biết tưởng vào núi sợ là không dễ dàng. Bất quá cũng không có lo lắng, đối với hiện tại hắn tới nói, tu vi đạt tới, tìm kiếm vào núi nhập khẩu là không khó. Bước vào ngọn núi này, nhìn như thảm thực vật sinh cơ tràn đầy, hết thảy bình thường, kỳ thật Dương Nghị Vân phát hiện không lộ có thể đi. Muốn vào sơn không lộ, này chỉ có thể thuyết minh, này tòa thần xa không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, tất nhiên là có cái gì mê chướng chi linh tinh bảo hộ. Bất quá điểm này không làm khó được hắn. Đứng ở tại chỗ nhắm mắt. Dương Nghị Vân thúc giục 10 đại đạo thụ chi lực tác động thiên địa. 5 đại pháp tắc là chủ. Như thế dưới tình huống, bất luận cái gì trở ngại mê chướng chi lưu đều đem trở thành không có tác dụng. Quả nhiên, thực mau hắn liền phát hiện, 4 phía thiên địa trung tồn tại ngũ hành chi lực, là không gian lực lượng hơi thở, thực hiển nhiên là có người bày ra cấm chế kết giới chi lưu. Trong lòng cười, hắn cũng không chuẩn bị phá hư nhân ra lưu lại kết giới, trực tiếp về phía trước một bước bước ra, tức khắc liền xuất hiện ở một cái trên sơn đạo. Mở to mắt nhìn lại. Sơn đạo lại lần nữa biến mất. Đây là không gian trận pháp, phi thường cao minh. Muốn nói đi phá, hắn thật đúng là không nhất định phá được. Thầm than quả nhiên không hổ là thần giới đệ nhất thành. Tòa thành này hẳn là xem như thần giới đỉnh cấp thế lực tồn tại thần thành, có như vậy thủ đoạn ngẫm lại đảo cũng bình thường. Lần thứ hai nhắm hai mắt thời điểm, sơn đạo lại một lần hiện ra ở trong óc. Dương Nghị Vân biết đây mới là chính xác mở ra phương thức đi. Đi bước một về phía trước đi đến. 100 mét lúc sau, một gốc cây thật lớn vô cùng cây cối xuất hiện ở trước mắt. Này cây đại thụ đường kính đạt tới 30 mét khoan, nhưng lại là người hình chữ. Trung gian có rảnh, thực hiển nhiên chính là môn hộ. Lấy hoặc là thần thụ vì môn hộ, thiên nhiên thành hình. Mặt trên có một chữ, viết nói thành. Thật đúng là nơi này. Dương Nghị Vân trực tiếp đi vào. Ong! Đường hắn bước vào đại thụ đại môn lúc sau, bốn phía thiên địa phát ra một tiếng nổ vang. Ngay sau đó Dương Nghị Vân mở hai mắt, lại là thấy được một tòa độc đáo thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt. Lần này mở hai mắt lúc sau, hắn xác định nhìn đến chính là thật cảnh. Hắn biết nơi này mới là chân chính nói thành. Sở dĩ nói tòa thành trì này đặc biệt là bởi vì, không có tường thành chi lưu chủ lưu kiến trúc. Hắn sở nhìn đến là một cái tường vân vần quanh, thất thải hà quang núi lớn. Hiện ra một chữ hình, hoành ở trong thiên địa. Nội loại còn lại là các loại lâu vũ điện phủ, thất thải hà quang vạn trượng, như ẩn như hiện ở tầng mây trong vòng, phi thường thật lớn. Tường vân lưu chuyển dưới, giống như là thiên hà thẳng thủy, đẹp không sao tả xiết. Nơi này cũng là nguyên thần sung túc vô cùng phúc địa. Nhìn qua này tòa nói thành không tính đại, nhưng cũng không nhỏ, hơn nữa như là một bức họa, hết thảy đều xa hoa lộng lẫy đến thực tự nhiên. Cấp Dương Nghị Vân cảm giác là thoải mái. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến có một tòa thành, nhìn qua cho hắn tự nhiên thoải mái cảm giác. Lại cũng nguyên nhân chính là vì là như thế này, cho nên mới kêu lên thành, càng tiếp cận đại đạo chi ý đi. Dương Nghị Vân dưới chân lộ là một cái phiến đá xanh chi lộ. Đánh giá liếc mắt một cái không nhiều không ít tựa hồ vừa vặn là 900 mễ. Hơn nữa toàn bộ bề rộng chừng 3 mét đường đá xanh, mặt trên đá xanh, nhìn qua không có một chút ít mở dấu vết, càng như là một chỉnh khối đá xanh trực tiếp hình thành. Đến bây giờ mới thôi, Dương Nghị Vân không thấy được bất luận kẻ nào xuất hiện, tòa thành này có vẻ thực an tĩnh.
Bất quá hắn quay đầu lại ngẫm lại, vừa rồi tiến vào nơi này thời điểm, nếu là tu vi không đến thiên đạo cảnh giới, sợ là căn bản là vào không được, đương nhiên là có người mang, vậy phải nói cách khác. Ngẫm lại cái này ngạch cửa thật đúng là cao, bình thường dưới tình huống, muốn tìm tới nơi này tiến vào nơi này, tu vi đều yêu cầu bước vào thiên đạo cảnh. Chỉ cần này một cái, sợ là đều làm thần giới chín thành chín thần linh dừng bước. Cũng khó trách, phía trước mầu thần nương nương nói người tu vi đủ tư cách biết, tới tự nhiên có thể tìm được này tòa nói thành. Dương Nghị Vân đi bước một về phía trước đi đến. Thực mau tới rồi đường đá xanh cuối. Lúc này lại là lưỡng đạo thần quang chợt lóe. Ngay sau đó hai bóng người xuất hiện ở trước mắt. Một nam một nữ. Lại là hai gã tinh linh hóa thân. Gặp qua thượng tôn. Xem tu vi không cao, cũng chính là thần vương trình tự. Nhưng lại tản ra linh động. Đối với hắn khom người chào hỏi, miệng xưng thượng tôn. Dương Nghị Vân ngược lại là sửng sốt, thượng tôn. Các ngươi nhận thức ta. Hắn còn tưởng rằng đối phương xưng tôn là nhận thức hắn, rốt cuộc hắn có thần tôn vô thượng xưng hô. Hai cái tinh linh hóa thân trong mắt hắn cũng là đắc đạo linh vật, xem bản thể nam chính là cục đá, nữ chính là hoa cỏ. Một cái trầm ổn, một cái linh động. Hắn hỏi ra lời nói sau, nam mở miệng nói, hồi bẩm thượng tôn, ở nói thành thượng tôn là đối sở hữu bước vào thiên đạo cảnh giới trở lên thần linh tôn xưng, thượng tôn là lần đầu tiên tiến đến nói thành, chúng ta là nói thành sơn tiếp dẫn tinh linh. Thì ra là thế, Dương Nghị Vân gật đầu tỏ vẻ biết được. Nữ mở miệng, hảo kêu lên tôn biết được, mới vào nói thành, một ít quy củ muốn thủ. Dương Nghị Vân rất có hứng thú nói, này nói thành thoạt nhìn là có người quản lý a, lại nói nói yêu cầu thủ cái gì quy củ. Vừa lúc hắn mới tới nói thành, yêu cầu hiểu biết, có này hai cái tinh linh giải thích nghi hoặc, đảo cũng không tồi. Nói thành nghiêm cấm bất luận cái gì phá hư nữ tinh linh nói. Dương Nghị Vân sửng sốt, không có. Không có, liền này một cái quy củ, mặt khác tự tiện. Nàng trả lời. Dương Nghị Vân vui vẻ, đây là cái gì quy củ? Đúng sự thật phát sinh cái gì xung đột, phá này quy củ đâu? Dương Nghị Vân hỏi. Lúc này nam nghiêm túc nói, nếu là có người không tuân thủ quy củ, sẽ lọt vào đại đạo điện chu diệt. Đại đạo điện lại là cái gì? Là nói thành quản lý giả. Dương Nghị Vân hỏi. Nữ tinh linh trả lời, đại đạo điện chính là thần giới, 10 đại cổ thần gia tộc, thiên tộc 33 thiên điện, tứ đại ngoại đạo tạo thành nói thành bảo hộ thế lực, nãi thần giới tối cao mạnh nhất thế lực cộng đồng giữ gìn tạo thành. Dương Nghị Vân vừa nghe thật đúng là cường đại rồi, đích xác đều xem như hắn trước mắt biết đến thần giới mạnh nhất khắp nơi thế lực, bất quá có một chút xác thật làm hắn trong lòng khó chịu. Này đó thế lực hiển nhiên đều đại biểu thần giới khắp nơi mạnh nhất đứng đầu thế lực, nhưng hắn nơi càn khôn thần điện thế giới. Hoặc là nói vân môn thần cảnh cũng nên là một phương mạnh nhất, nhưng không nghe được tinh linh nói lên. Chẳng lẽ, trước kia ở càn khôn thần tôn thời đại, căn bản là chưa đi đến nhập lối đi nhỏ thành. Không nên đi. Vừa lúc hỏi một chút xem. Các ngươi theo như lời thế lực là thần giới toàn bộ. Dương Nghị Vân hỏi. Nữ tinh linh gật đầu, là toàn bộ. Dương Nghị Vân lại là chậm gì gì nói, không đúng đi, theo ta hiểu biết. Ở trước cơ duyên càn khôn thần điện cũng coi như là một phương thế lực lớn đi. Cái này, nam tinh linh nghi đã muộn. Dương Nghị Vân xem vẻ mặt của hắn, giật mình, nhưng thật ra có ý tứ, thực hiển nhiên cái này tinh linh là biết càn khôn thần điện, nhưng tựa hồ có khác cái gì ẩn tình. Còn thỉnh báo cho Dương Nghị Vân lập tức nói. Chính là sao, trước cơ duyên càn khôn thần điện cũng là thần giới một thế lực lớn, càn khôn thần tôn càng là bá chủ tồn tại, nếu không phải mạnh mẽ hợp đạo. Hôm nay thần giới bên ngoài thượng nào có đế tôn chuyện gì? Cường đại càn khôn thần điện tự nhiên ở nói thành có một vị trí nhỏ. Đương nhiên tình huống hiện tại xem, tất nhiên là càn khôn thần điện ở nói thành phân bộ, vì cái gì nguyên nhân hủy bỏ, nếu không lão nhân bọn họ bởi vì nói cho hắn, cho tới nay cũng chưa người ta nói lối đi nhỏ thành việc, nói vậy hiện giờ càn khôn thần điện những cái đó lão nhân đều không nhớ rõ việc này, thậm chí có thể nói hoàn toàn không biết đi. Lại nói tiếp chính là tư cách không đủ biết nói thành tồn tại, rốt cuộc tiến vào nói thành yêu cầu tu vi là thiên đạo cảnh giới khởi bước mới có thể. Điều kiện là tương đương cao. Cận đại mấy năm nay, càn khôn thần điện mới có thiên đạo cảnh giới ra đời, nhưng đều là hắn từ ngoại giới lung lạc mà đến, liền càng không biết nói thành việc. Hồi thượng tôn, càn khôn thần điện ở trước kỷ nguyên đích xác ở nói thành là có phần bộ, bất quá sau lại là bị loại bỏ đi ra ngoài. Nam tinh linh nói. Ra sao nguyên nhân loại bỏ? Dương Nghị Vân truy vấn. Nam tinh linh nói,
này chúng ta cũng không biết, ngài nếu là muốn biết nguyên nhân, còn thỉnh đi Đại Đạo Điện dò hỏi, Đại Đạo Điện có các thế lực lớn đại biểu hàng năm tọa chấn. Dương Nghị Vân gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, cũng không có lại đi khó xử hai cái tinh linh, bọn họ tu vi thấp, cũng chỉ có thể xem như nơi này tiểu thần, trông cửa cái loại này, làm không được cái gì chủ, cũng biết hữu hạn. Ngẫm lại sau Dương Nghị Vân nói, có biết 10 đại cổ thần cơ gia ở Nói Thành phân bộ. Hồi bẩm thượng tôn cơ gia phân bộ ở Nói Thành, nữ tinh linh trả lời. Có không dẫn đường, Dương Nghị Vân hỏi. Lúc này nam tinh linh mở miệng nói, thượng tôn chúng ta không thể rời đi Nói Kiều, bất quá lại là có thể cho thượng tôn một phần Nói Thành bản đồ, thượng tôn nhưng đi cơ gia phân bộ. Như thế không thể tốt hơn, Dương Nghị Vân gật đầu. Ngay sau đó nữ tinh linh lấy ra một khối đánh dấu Nói Thành các nơi ngọc giản bản đồ giao cho Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ lúc sau, trực tiếp tiến vào bên trong thành. Bản đồ thực rõ ràng, toàn bộ Nói Thành bản đồ phân bộ hiện ra hình ảnh vừa xem hiểu ngay, các có đánh dấu, cơ gia thế nhưng có mặt. Nhưng thật ra phương tiện tìm kiếm. Hắn tự nhiên là hiện quyết định đi cơ gia thăm hỏi tiểu sư tỷ tình huống, ở lúc sau, nếu hắn đi tới Nói Thành. Nhất định phải muốn ở Nói Thành khởi động lại Càn Khôn Thần Điện phân bộ, muốn đi một chuyến Đại Đạo Điện. Đương nhiên hắn hiện tại đi, này đây hoàn toàn mới thế lực thân phận đi trước, hiện tại Càn Khôn Thần Điện ở trên tay hắn, cũng sửa tên vì Vân Môn Thần Cảnh. Nhìn ra được tới, cái này Nói Thành ở thần giới hết sức quan trọng, hội tụ sở hữu thần giới minh ám thế lực phân bộ, hắn Vân Môn Thần Cảnh tự nhiên không thể rơi xuống. Bất quá điểm này nhưng thật ra không nóng nảy. Lúc này đi cơ gia phân bộ mới là chính sự. Dựa theo ngọc giản bản đồ mà đi, Nói Thành chính là một cái hoành tuyến, phân nam bắc đi hướng, cơ gia phân bộ liền ở phía bắc không xa. Dương Nghị Vân một đường đi qua đi, phát hiện trên đường phố tương đối thực quạnh quẽ, nhưng cũng không phải không ai, chính là top 5 top 3, bất quá ở chỗ này hắn còn đúng là hít hà một hơi, phàm là nhìn đến người cư nhiên đại đa số là thiên đạo cảnh giới tồn tại. Ngẫu nhiên có thiên đạo dưới thần linh. Nhìn chính là những cái đó thiên đạo cường giả tùy tùng tôi tớ giống nhau. Điểm này nhưng thật ra không kỳ quái. Đường phố quạnh quẽ, dân cư thưa thớt, nhưng nhìn đến đại đa số thiên đạo cường giả vậy thực khủng bố. Chờ hắn dựa theo bản đồ tới rồi cơ gia phân bộ thời điểm, đã thấy được 6-70 danh thiên đạo cảnh giới thần linh. Này vẫn là nhìn đến, như vậy còn có những cái đó ở gác mái cung điện nội đâu. Suy nghĩ một chút này tòa Nói Thành trong vòng đến có bao nhiêu thiên đạo cảnh giới cao thủ tồn tại. Sợ là hội tụ toàn bộ thần giới tương đương một bộ phận thiên đạo cảnh giới thần linh đi. Cũng may còn không có nhìn đến thiên đạo quy tắc cấp bậc tồn tại, nếu không liền thật yêu nghiệt. Nhưng dù vậy, này tòa Nói Thành hiện giờ xem ra cũng là danh xứng với thực thần giới đệ nhất thành. Trừ bỏ thần giới các đại đứng đầu thế lực ở ngoài. Tự nhiên tòa thành này nhưng phàm là tu vi đạt tới thiên đạo cảnh giới thần linh đều nhưng tiến đến. Ở chỗ này tiến hành tu luyện tài nguyên giao dịch từ từ. Cho nên này tòa Nói Thành ý nghĩa phi phàm, cũng chí cao vô thượng. Hắn tới rồi bản đồ nhắc nhở cơ gia nơi, nhìn đến là một tòa thật lớn cung điện, giường cột chạm chỗ kim bích huy hoàng, thực sự khí phái, thoạt nhìn chiếm địa diện tích không nhỏ, từ bên ngoài xem, nội loại không gian ít nhất hơn 1000 mét vuông là có. Trước có bậc thang, hắn đi bước một bước lên đi. Đến cổng lớn thời điểm, lại là thần quang thoáng hiện, xuất hiện một người thần đế. Gặp qua thượng tôn, nơi đây chính là cơ gia phân bộ, xin hỏi thượng tôn nhưng có việc. Thực hiển nhiên không đối ngoại mở ra. Dương Nghị Vân biết đây là tiểu sư tỷ gia tộc phân bộ, tự nhiên sẽ không vô lễ, mà là nghiêm túc nói, tại hạ Vân Môn Thần Cảnh Dương Nghị Vân, có việc bái phỏng cơ gia, còn thỉnh thông báo một tiếng. Hắn trực tiếp báo ra danh hào, nếu là thần giới 10 đại gia tộc chi nhất, chắc là biết hắn, tiến đến vì chính là tiểu sư tỷ, nên có lễ tiết phải có. Quả nhiên tên này thần đế vừa nghe, tức khắc ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại là vội vàng nói, thượng tôn mời vào. Trực tiếp mang theo hắn tiến vào đại điện. Cái này đại điện đều không phải là chính mình trong tưởng tượng như vậy trống trải, đi vào lúc sau mới phát hiện, bên trong giống như là mê cung giống nhau. Bị từng đạo bình phong ngăn cách bất đồng hoạt động không gian. Thượng tôn còn thỉnh lại lần nữa hơi ngồi, ta đi thông báo nhà ta chủ thượng. Tên này thần đế mang Dương Nghị Vân ngồi ở trong đó một chỗ cùng loại ghế dài giống nhau không gian, hẳn là tiếp khách nơi. Gần trăm chia đều không gian, tất cả gia cụ đầy đủ hết, trên bàn có các loại thần quả thần rượu từ từ, có chút Dương Nghị Vân đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Làm phiền Dương Nghị Vân chưa nói cái gì, trực tiếp nhập tòa.
Tên này thần đế sau khi rời đi, bình phong mặt sau xuất hiện hai gã tinh linh thị nữ, nhìn đến Dương Nghị Vân cũng không nói lời nào, hơi hơi khom mình hành lễ lúc sau, cho hắn đảo thượng thần rượu, liền đứng ở góc, một bộ tùy thời chờ đợi sai phái bộ dáng. Dương Nghị Vân nhìn lướt qua, hai cái thị nữ đều là Hoa Yêu Thành nói, tu vi không tính cao, nhưng cũng không thấp, nãi cao giai thần vương. Đơn luận dung mạo hắn ở trong lòng đều có thể cấp ra nữ thần hai chữ đánh giá. Không đủ cũng chính là nhìn xem, hắn cũng không có hứng thú đi đùa giỡn nhân gia thị nữ. Đừng nhìn là hai cái thị nữ, cũng không nói lời nào, nhưng Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, liền tính là làm bưng trà đổ nước sống, cũng là dáng vẻ muôn vàn, cử chỉ chi gian rất có kết cấu, vừa thấy chính là trải qua đặc thù huấn luyện người. Trong lòng thầm than, không hổ là cổ xưa gia tộc. Cái gọi là khuy đốm mà thấy toàn bộ sự vật, từ phía trước thần đế đến này hai cái thị nữ, đều là hào phóng có lợi, có pháp có độ, đối mặt hắn cái này thiên đạo quy tắc cường giả, lại là không cổ họng không ti, truyền thừa cổ xưa thần giới cổ gia tộc, đích xác không thể coi thường. Vài phút sau, Dương Nghị Vân nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lại là chỗ rẽ cửa xuất hiện một người trung niên nhân. Mặt chữ điền, mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính. Long hành hổ bộ đi đến. Cấp Dương Nghị Vân ấn tượng đầu tiên liền hai chữ hình dung, chính phái. Người này cũng trước tiên ánh mắt dừng ở trên người hắn. Ở Dương Nghị Vân trong mắt người này là một người thiên đạo cảnh đại viên mãn tu vi. Mà ở đối phương trong mắt lại là nhìn không thấu Dương Nghị Vân tu vi. Như thế dưới tình huống, lại là bước nhanh đã đi tới, đối với Dương Nghị Vân ôm quyền nói, tại hạ cơ gia phân bộ cơ nguyên linh, gặp qua đạo huynh. Không biết huynh tiến đến ta cơ gia phân bộ có việc gì sao? Cơ Nguyên Linh nghe được thủ hạ báo lại cũng không dám chậm trễ, trước tiên lại đây, bởi vì Dương Nghị Vân đại danh hắn là biết đến, nhưng là Dương Nghị Vân tiến đến cái gọi là chuyện gì, hắn lại không biết. Nói thành vốn chính là một tòa thần giới trọng đại tin tức hội tụ chi thành, các đại đứng đầu thế lực hội tụ ở bên nhau, chính là một loại tin tức hội tụ, Dương Nghị Vân ở thần giới quật khởi, đã sớm ở nói thành các thế lực lớn chung không phải cái gì bí mật. Nhưng phàm là bọn họ muốn biết tin tức, liền không có không chiếm được, chỉ cần trả giá một ít đại giới liền có thể. Nhiên, Dương Nghị Vân tiến đến lại là làm Cơ Nguyên Linh nắm lấy không ra, trong lòng còn nghĩ Cơ gia hẳn là không đắc tội quá vị này tân quý đại lão mới là, nhìn qua cũng không giống như là cũng tìm phiền toái, Dương Nghị Vân trên mặt không có gì không tốt, ngược lại là mang theo như vậy một tia mỉm cười. Cái này làm cho Cơ Nguyên Linh trong lòng yên tâm không ít. Đương nhiên hắn cũng không rõ ràng lắm. Cơ tím hạt sự, nếu không nên biết Dương Nghị Vân ý đổ đến. Dương Nghị Vân đứng dậy ôm quyền nói, tại hạ Dương Nghị Vân, gặp qua Cơ đạo huynh, thật không dám giấu giếm, Dương mỗ tới nói thành vì tìm kiếm một vị cố nhân. Cố nhân, Cơ Nguyên Linh sửng sốt, lại là có chút buồn bực nhìn về phía Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân tiếp tục nói, ta tại hạ giới có một vị tiểu sư tỷ, chính là tiên giới Cơ gia lúc sau, đi vào thần giới lúc sau, sau lại nghe nói bị thần giới Cơ gia tiếp đi rồi. Tiểu sư tỷ với Dương mỗ đó là chí thân người, có rất dài một đoạn thời gian Dương mỗ bởi vì một ít việc, mà vắng vẻ tiểu sư tỷ. Hiện giờ mới đằng ra không tới, liền muốn đem tiểu sư tỷ tiếp trở về, nhưng lại là không biết thần giới Cơ gia nơi, như thế chỉ có thể tiến đến nói thành Cơ gia phân bộ tìm đến manh mối, còn thỉnh Cơ đạo huynh có thể hỗ trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Dương Nghị Vân đơn giản nói xong, tự chân thành. Mà Cơ Nguyên Linh lại là cũng minh bạch Dương Nghị Vân ý đổ đến. Đối với Cơ tím hà việc, hắn thật là không biết. Liền mở miệng nói, đạo huynh thứ lỗi, Cơ mỗ vẫn luôn tỏa trấn nói thành, đối với gia tộc việc, cũng chưa từng có nhiều chú ý, việc này cũng không phải cái gì đại sự, thỉnh đạo huynh chờ một lát, ta phái người tiến đến gia tộc hiểu biết một vài, nếu là xác có việc này, chắc chắn mang đạo huynh đi trước ta Cơ gia tổng bộ, không biết huynh ý hạ như thế nào. Sau khi nói xong vung tay lên tiến vào một người, Cơ Nguyên Linh công đạo vài câu sau liền rời đi. Dương Nghị Vân biết Cơ Nguyên Linh đã phân phó người đi xác minh. Như thế tốt nhất bất quá, vậy đa tạ đạo huynh. Dương Nghị Vân còn có thể nói cái gì, cũng chỉ có thể chờ tin tức, Cơ gia là 10 đại cổ thần gia tộc, tự do truyền thừa quy củ, hắn biết đối phương cũng không sẽ bởi vì chính mình một phen lời nói, liền mang chính mình đi Cơ gia tổng bộ. Hơn nữa bực này cổ xưa đại gia tộc, có lẽ đối với một cái hạ giới phi thăng mà đến dòng bên con cháu, cũng sẽ không quá mức chú ý. Đặc biệt Cơ Nguyên Linh vẫn là tọa trấn một phương nhân vật, tự nhiên sẽ không đi chú ý một cái tiểu sư tỷ sự. Không sao không sao, bất mãn đạo huynh, ta Cơ gia truyền thừa đã lâu,
gia tộc huyết mạch trải rộng tam giới, thật đúng là không có thể đi chú ý lệnh sư tỷ việc, nhưng thỉnh đạo huynh yên tâm, thực mau sẽ có xác minh, trong vòng một ngày hẳn là không sai biệt lắm. Cơ Nguyên Linh nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, đa tạ đạo huynh, Dương mỗ chờ đó là, đích thân đến tìm thân, lại cũng không nóng nảy. Hai người nói xong chính sự nhi sau, một lần nữa ngồi xuống. Nói thật Cơ Nguyên Linh đối Dương Nghị Vân vị này càn khôn thần tôn truyền nhân là rất tò mò, đương nhiên làm cổ xưa thần tộc Cơ người nhà, hắn cũng sẽ không nâng lên Dương Nghị Vân, luận ở thần giới địa vị, mười đại cổ thần gia tộc, liền tính là ở càn khôn thần tôn thời đại cũng là chút nào không yếu càn khôn thần điện. Hiện tại liền càng không cần phải nói. Sốt cuộc càn khôn thần tôn đã trở thành lịch sử, chẳng sợ Dương Nghị Vân cái này càn khôn thần tôn truyền nhân hiện tại trưởng quản càn khôn thần điện, trở thành thần giới tân quý, Cơ gia cũng vẫn như cũ sẽ không để ý. Chẳng qua nghe Dương Nghị Vân nói đến ý, vẫn là vì Cơ gia một cái hạ giới phi thăng mà đến con cháu, hai người có điểm quan hệ, như thế mới khách khách khí khí. Đương nhiên đối với Cơ gia tới nói, nếu là có thể cùng Dương Nghị Vân giao hảo, cũng là chuyện tốt. Lại nói tiếp thần giới các đại đứng đầu thế lực chi gian cũng đều là lẫn nhau có cạnh tranh, nhiều cũng giúp đỡ, luôn là tốt, với gia tộc có lợi sự tình, Cơ Nguyên Linh vẫn là vui đi làm. Kết giao một chút Dương Nghị Vân cũng chưa chắc không thể. Sốt cuộc lại nói tiếp, Dương Nghị Vân kế thừa càn khôn thần điện thế lực, vẫn là có chút phân lượng, cho dù là Dương Nghị Vân bản nhân, theo hắn hiểu biết những năm gần đây cùng 33 thiên điện tranh đấu, đều ở vào thắng lợi một phương, tự thân tu luyện càng là tiến triển cực nhanh. Phi thăng thần giới tới nay cũng chính là 10 vạn năm bộ dáng, lại là đã thành tựu thiên đạo. Đương nhiên hiện tại Dương Nghị Vân là cái gì tu vi hắn là nhìn không thấu, dù sao khởi những cái đó năm có nghe đồn, 33 thiên điện đế tôn vô thượng ngồi xuống thiên thánh điện tam đại kim cương đi ra ngoài chém giết Dương Nghị Vân, kết quả cũng chưa bên dưới. Từ điểm này thượng xem, Dương Nghị Vân tu vi hẳn là tới thiên đạo quy tắc giai đoạn, thậm chí càng cao. Hoặc là nói Dương Nghị Vân phía sau còn có càng cường đại tồn tại. Cho nên hòa giải Dương Nghị Vân tốt hơn là chuyện tốt. Như thế Cơ Nguyên Linh cùng Dương Nghị Vân sau khi ngồi xuống, cười nói, Dương Thần Tôn tuổi trẻ tài cao a, càn khôn thần điện ở Dương Thần Tôn trong tay, chắc chắn có thể lại lần nữa khôi phục ngày xưa chi huy hoàng. Dương Nghị Vân cười cười, hắn có điểm có thể đoán được Cơ Nguyên Linh là tưởng cùng hắn tốt hơn, đảo cũng không phản đối, dù sao là tiểu sư tỷ nơi gia tộc, đây là chuyện tốt. Mở miệng nói, càn khôn thần điện hiện tại đã sửa tên Vân Môn Thần Cảnh, Dương mỗ không cầu mặt khác, chỉ có môn hạ đệ tử có thể có cái an ổn tu luyện hoàn cảnh là được. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này, hỏi một chút có quan hệ càn khôn thần điện dậy sớm ở nói thành tồn tại phân bộ sự tình, liền tính là sớm không có, nhưng hiện tại nếu hắn tới, vậy muốn khởi động lại, làm càn khôn thần điện Nga không đúng, hiện tại là Vân Môn Thần Cảnh cờ hiệu một lần nữa ở nói thành dâng lên. Vân Môn Thần Cảnh Cơ Nguyên Linh sửng sốt, ngay sau đó phản ánh lại đây cười nói, nhưng thật ra tên hay. Cơ Nguyên Linh trong lòng lại là biết, đổi tên này ý nghĩa Dương Nghị Vân có hùng tâm, người này nhưng thật ra không thể coi thường. Hạ giới tiếp tục sử dụng mà thôi, cũng không có gì. Dương Nghị Vân tùy ý giải thích một chút, ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển nhìn về phía Cơ Nguyên Linh đạo, đạo huynh Dương mỗ nhân có một chuyện hoang mang, còn thỉnh đạo huynh giải thích nghi hoặc một vài, chẳng biết có được không. Dương Thần Tôn mời nói, chỉ cần Cơ mỗ biết đến, chắc chắn biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Dương Nghị Vân báo ra thân phận sau, Cơ Nguyên Linh lại là cố ý nể tình, miệng xưng hắn vì Thần Tôn, cái này danh hiệu là toàn bộ thần giới đều biết đến sự. Lý luận thượng Dương Nghị Vân địa vị chính là cùng hắn Cơ gia gia chủ Tề Bình tồn tại. Dương Nghị Vân trực tiếp hỏi, theo ta được biết, Càn Khôn Thần Điện trước kia ở nói thành cũng có phần bộ, càng là đại đạo điện một viên, là cái gì nguyên nhân không? Mặt khác ta Vân Môn Thần Cảnh nếu là muốn một lần nữa nhập chú nói thành, tiến vào đại đạo điện, nhưng có chuyện gì khó xử? Hoặc là nói cái gì điều kiện? Cơ Nguyên Linh nghe Dương Nghị Vân nói xong, trầm ngâm một chút nói, đích xác như thế, ở thật lâu trước kia các ngươi Càn Khôn Thần Điện, Nga không phải các ngươi Vân Môn Thần Cảnh, là ở chỗ này có phần bộ, hơn nữa cũng là đại đạo điện thành viên chi nhất, nhưng ở Càn Khôn Thần Tôn hợp đạo ngã xuống sau, các ngươi phân bộ là không ai, cái này là các ngươi chính mình nguyên nhân. Đến nỗi ở đại đạo điện tình huống, là đế tôn lên tiếng năm đó đem các ngươi loại bỏ đi ra ngoài, lý do là càn khôn thần tôn ngã xuống sau, càn khôn thần điện đã không có tư cách. Mà hiện tại bực này tình huống, ngươi nếu là tưởng ở nói thành khởi động lại phân bộ, cái này nhưng thật ra đơn giản, chỉ cần ngươi có thể một lần nữa nhập chú đại đạo điện,
tự nhiên là có thể khởi động lại phân bộ. Muốn một lần nữa tiến vào đại đạo điện, hiện giờ xem ra là không dễ dàng, yêu cầu đại đạo điện 6 thành trở lên thành viên đồng ý mới được, hoặc là chính là muốn đạt tới đại đạo điện điều kiện, mới có thể một lần nữa tiến vào đại đạo điện. Dương Nghị Vân sau khi nghe xong, cũng coi như là minh bạch, cùng hắn trong lòng phỏng đoán không sai biệt lắm, quả nhiên là đế tôn đem càn khôn thần điện thành viên tư cách dịch ra đại đạo điện. Nói trắng ra là, phân bộ thành lập vấn đề nhỏ, một lần nữa trở thành đại đạo điện thành viên sau, tự nhiên là được. Nhìn cơ nguyên linh, Dương Nghị Vân nói cách khác, ta vân môn thần cảnh muốn một lần nữa tiến vào nói thành đại đạo điện, có hai cái con đường, đệ nhất là đạt được hiện có đại đạo điện thành viên 6 thành đồng ý, thiếu với 6 thành tắc không được, đệ nhị, không đi đồng ý con đường này, mà là thỏa mãn đại đạo điện thiết hạ điều kiện, hoàn thành sau tự động tiến vào đại đạo điện. Cơ nguyên linh gật đầu nói, đúng là như thế. Như vậy đại đạo điện thiết hạ điều kiện là cái gì? Dương Nghị Vân hỏi. Cơ nguyên linh nói, thứ nhất, người vân môn thần cảnh ít nhất phải có 10 tên thiên đạo cảnh cường giả, thứ hai người tự thân đầu tiên tu vi muốn đạt tới thiên đạo quy tắc cấp bậc, thứ ba. Nói nơi này thời điểm cơ nguyên linh ngừng lại. Dương Nghị Vân truy vấn nói, thứ ba là cái gì? Có lẽ thứ ba mới là trọng điểm đi. Cơ nguyên linh đạo, đúng vậy, thứ ba mới là trọng điểm, người muốn khiêu chiến đại đạo điện 10 tên cường giả, 10 thắng liên tiếp mới nhưng chân chính xem như đạt được đại đạo điện tán thành. Điều kiện này Dương Nghị Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại cũng bình thường, chung quy mấy trăm vẫn là muốn xem thực lực, dựa thực lực. Đại đạo điện thành viên không ngừng là 10 cái đi, Dương Nghị Vân nói. Tự nhiên không ngừng, bất quá đại đạo điện xưa nay quy củ chính là đại đạo điện ra 10 đại cường giả, là muốn tiến vào đại đạo điện người khiêu chiến. Cơ Nguyên Linh nói. Chính là cái gì tu vi? Dương Nghị Vân hỏi, nếu là tất cả đều là hợp đạo cấp bậc tồn tại, kia còn khiêu chiến cái rắm. Cơ Nguyên Linh đạo, thiên đạo cảnh giới trở lên, hợp đạo dưới, cụ thể ra cái gì cấp bậc, đem từ đại đạo điện thành viên thương nghị quyết định, nhưng tuyệt đối không phải là hợp đạo cấp bậc, cũng có khả năng là thiên đạo quy tắc năm trọng tồn tại, cũng có thể là thiên đạo cảnh giới sơ trung sau đại viên mãn, dựa theo điển tịch ghi lại, kỳ thật đây cũng là cái quá trình, 10 đại cường giả hẳn là thiên đạo các đại cảnh giới đều hẳn là có. Dương Nghị Vân ngẫm lại này cũng coi như là hợp lý, hắn liền sợ chính là hợp đạo cường giả xuất hiện. Suy nghĩ một chút chiến đấu 10 đại hợp đạo cấp bậc, kia còn chơi cái gì? Nếu là hợp đạo dưới, kia hắn thật đúng là không sợ cái gì. Nói nữa, nào có như vậy nhiều hợp đạo tồn tại? Đừng nói hợp đạo cấp bậc, liền tính là thiên đạo quy tắc 5 trọng cường giả toàn bộ thần giới cũng là không có nhiều ít tồn tại. Bất quá! Dương Nghị Vân hiện tại ngẫm lại, cái này nói thành đại đạo điện, rốt cuộc có tác dụng gì? Nếu không có tác dụng gì, hắn hà tất đi liều mạng. Tiến cái gì đại đạo điện đâu. Cái này mới là trung tâm mấu chốt. Hắn tuy rằng không biết, nhưng lại là rõ ràng, toàn bộ thần giới đỉnh cấp thế lực đều là đại đạo điện thành viên, này chỉ có thể thuyết minh, cái này đại đạo điện có được thật lớn ích lợi, có thể cho phía sau đạo thống cùng chính mình mang đi đại ích lợi. Như thế hắn tất nhiên là muốn đi vào trong đó. Vân môn thần cảnh không thể hạ xuống thế lực khác. Ít nhất, muốn chiếm cứ một tịch xuất hiện ở đại đạo điện. Ngẫm lại sau hắn trực tiếp hỏi cơ nguyên linh đạo, tiến vào đại đạo điện nhập chú nói thành, rốt cuộc có chỗ tốt gì? Cơ nguyên linh hướng Dương Nghị Vân cười cười nói, này cũng không phải cái gì bí mật, ta liền cho ngươi nói xem cơ nguyên linh trong lòng còn lại là nghĩ, ngươi liền tính là biết tiến vào đại đạo điện chỗ tốt nếu là vào không được, cũng là uổng công. Dừng một chút tiếp tục nói, cổ xưa thần tộc tiền bối thành lập đại đạo điện ước nguyện ban đầu còn lại là, lấy bảo hộ thần giới an bình vì tôn chỉ. Lúc này mới có hiện giờ đại đạo điện sở hữu thần giới đỉnh cấp thế lực tạo thành. Nhưng thần giới đứng đầu thế lực hội tụ, cũng tương đương là hội tụ thần giới tu luyện tài nguyên, lẫn nhau chi gian nhưng giao dịch, tin tức liên hệ, thần giới trọng đại bảo địa, cộng đồng khai phá, tài nguyên cùng chung, cường giả hội tụ, làm bảo địa trải qua nguy hiểm đạt được chí bảo tỷ lệ đại đại gia tăng, đủ số trăm năm sau chúng thần vực, nếu là đại đạo điện chính là mỗi một lần rút đến thứ nhất. Nghe được cơ nguyên linh như thế vừa nói, Dương Nghị Vân xem như minh bạch, đích xác như thế, có lẽ thần giới đỉnh cấp tài nguyên cũng ở đại đạo điện khống chế chung, nếu là tiến vào không được cái này vòng, thế lực khác có lẽ chỉ có thể đi theo phía sau ăn canh, nhân ra lại là ăn thịt. Như thế cái này đại đạo điện, hắn là lao lực không thể. Đại đạo điện ở nào đó ý nghĩa thượng, tương đương là khống chế thần giới đi hướng. Nhưng còn có mặt khác, Dương Nghị Vân hỏi. Mặt khác, có lẽ phải đợi người tiến vào đại đạo sau điện mới nhưng biết được.
ngươi chỉ cần biết Đại Đạo Điện chính là thần giới đỉnh cấp thế lực ở sau lưng liền vậy là đủ rồi. Cơ Nguyên Linh trả lời. Dương Nghị Vân gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tiếp được Tả Hữu cũng không sự, chính là ngồi chờ Cơ Gia hồi tin tức việc. Đơn giản Dương Nghị Vân quyết định đi Đại Đạo Điện đi xem một chút. Không phải có một cái quy định là, hắn Vân Môn thần cảnh tưởng nhập Đại Đạo Điện chỉ cần Đại Đạo Điện 6 thành trở lên thành viên đồng ý, cũng là có thể sao? Kia hắn liền đi thử thử xem, dù sao Đại Đạo Điện, không đơn giản có thiên tộc, cũng là có cổ xưa thần tộc thế lực, hắn chỉ là cùng thiên tộc 33 thiên điện có ân oán, nhưng không đắc tội quá thế lực khác. Có lẽ thế lực khác sẽ xem ở Càn Khôn thần tôn phân thượng, trực tiếp làm hắn Vân Môn thần cảnh nhập trú Đại Đạo Điện đâu. Rốt cuộc trước kia xem như trong đó thành viên, chỉ là bị đế tôn lấy Càn Khôn thần tôn ngã xuống không người lãnh đạo mà loại bỏ Đại Đạo Điện. Hiện tại hắn cái này Càn Khôn thần tôn truyền nhân chính là hàng thật giá thật, dựng lên cũng trưởng quản Càn Khôn thần điện, tưởng một lần nữa nhập trú Đại Đạo Điện nói vậy cũng không trong tưởng tượng như vậy khó đi. Liên tính là 33 thiên điện đại biểu phản đối, thế lực khác đại biểu cũng là tồn tại. Chỉ cần có 6 thành duy trì hắn, liền cũng đủ. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân đứng dậy đối Cơ Nguyên Linh đạo, như thế, Cơ đạo huynh, ta tưởng đi trước Đại Đạo Điện đi một chuyến, quay đầu lại đến tìm ngươi. Cũng hảo, ta phái cá nhân phái ngươi đi đó là. Cơ Nguyên Linh tưởng mượn sức Dương Nghị Vân, tìm cá nhân dẫn đường cũng là thuận nước song thuyền sự. Thượng tôn chúng ta tới rồi. Mang theo Dương Nghị Vân tiến đến Đại Đạo Điện chính là phía trước ở cơ nhà tan đến cái kia thần đế. Kỳ thật hắn tìm đến địa phương, chỉ là cũng nhìn ra Cơ Nguyên Linh cố ý lấy lòng, đảo cũng vui vẻ tiếp thu, làm tên này thần đế dẫn hắn tiến đến. Đi thôi, vào xem Dương Nghị Vân nói xong trực tiếp đi ở phía trước. Tên này thần đế tác dụng chính là giúp hắn chỉ điểm một chút người. Đại Đạo Điện đi vào lúc sau, hắn là không quen biết khắp nơi thế lực người. Cơ Nguyên Linh nói qua, tên này thần đế sư bá chính là Cơ gia tọa trấn ở Đại Đạo Điện một vị trưởng lão. Hắn đi theo sư bá đã tới Đại Đạo Điện cũng đối Đại Đạo Điện khắp nơi thế lực đại biểu nhân vật quen thuộc, vừa lúc có thể giúp được hắn. Như thế dưới tình huống, Dương Nghị Vân tự nhiên vui. Hai người một trước một sau, lên núi Đại Đạo Điện bậc thang. Cả tòa Đại Đạo Điện tọa lạc ở nói thành trung tâm, là một tòa tối cao kiến trúc, ngoại hình là hình thoi, như là một viên đứng chổng ngược kim cương. Thật lớn to lớn, cao ước trăm trượng, chỉ cần bậc thang đều có 9.000 chi số. Dương Nghị Vân biên đi liền hỏi nói, người sư bá gọi là gì? Nga đúng rồi còn có ngươi. Dương mẫu nhân có chút xấu hổ, đến bây giờ mới nhớ tới hỏi cái này danh thần đế tên. Hồi bẩm thượng tôn ta kêu Cơ Ngàn Dặm, ta sư bá kêu Cơ Nguyên Sinh, cùng Cơ Nguyên Linh đại nhân đều là Cơ gia nguyên tự bối người. Kêu Cơ Ngàn Dặm thần đế trả lời. Đối với Cơ Ngàn Dặm tên này, Dương Nghị Vân thật đúng là nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Ngươi nhưng thật ra có cái tên hay. Xem người tu luyện 5 tháng cũng không dài đi, có thể có thần đế đại viên mãn tu vi, cũng coi như là không tồi. Dương Nghị Vân khen Cơ Ngàn Dặm một câu. Ngàn Dặm ngu dốt, tu luyện 50 vạn năm mới có thần đế tu vi, nhưng lại bình cảnh 40 vạn năm. Cơ Ngàn Dặm nói. Dương Nghị Vân tùy tay chính là một viên lão đoạn luyện chế tinh huyết đan ném qua đi. Đoạn thân mới vừa luyện chế hơn 1.000 viên HO yêu tinh huyết thần đan, hắn đỉnh đầu để lại một lọ. Đối thiên đạo cấp bậc không nhiều lắm dùng, nhưng là đối thần đế tuyệt đối có tác dụng. Lấy gần ngàn vạn số lượng HO yêu tinh huyết luyện chế mà thành thần đan, tuy rằng so không được hắn dùng quá nguyên thần thần châu, nhưng cũng xem như thứ tốt. Đối thần đế cấp bậc tới nói, đột phá bình cảnh là có trợ giúp, đương nhiên có thể hay không đột phá hắn không dám bảo đảm, xem cá nhân tạo hóa đi. Hắn nếu dùng người, liền sẽ không bạch dùng. Với hắn mà nói là tùy tay cử chỉ. Nhưng đối Cơ Ngàn Dặm lão nói, lại có khả năng là đột phá bình cảnh tạo hóa. A à này, Cơ Ngàn Dặm nhìn đến Dương Nghị Vân trong tay tinh thần thần đan, tức khắc ánh mắt sáng lên, hắn có thể cảm nhận được Dương Nghị Vân trong tay xích hồng sắc đan dược tản ra cường đại tinh huyết chi lực, vô cùng tinh thuần, thậm chí mang theo nguyên thần chi lực. Cơ Ngàn Dặm biết, này nhất định là cao giai thần đan. Nhưng hắn ngượng ngùng muốn. Cầm đi, với ta mà nói chỉ là tiểu ngoạn ý. Dương Nghị Vân cười cười ném cho Cơ Ngàn Dặm. Đa tạ thượng tôn, Ngàn Dặm ngày nào đó nếu có thể đột phá bình cảnh, chắc chắn không dám quên hôm nay thượng tôn tặng đan tri ân, không có gì báo đáp. Cơ Ngàn Dặm kích động, cũng cảm động. Hắn bình cảnh tạp thời gian lâu lắm, mấy chục vạn năm được xưng Cơ gia trẻ tuổi thiên tài, đến bây giờ bình cảnh, hắn bị người ta nói quá rất nhiều chát tâm nói,
đều nói hắn cuộc đời này dừng bước cùng thần đế. Nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng lại trước sau vô pháp đột phá, từ cơ gia hạch tâm đệ tử, lưu lạc tới rồi bên cạnh hóa, bị phái tới rồi nói thành đánh tạp. Cơ ngàn dặm trong lòng có rất nhiều không cam lòng, khá vậy không có biện pháp, tu luyện bình cảnh không phải ai có thể giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính mình, hơn nữa gia tộc cũng không có người nguyện ý ở trên người hắn tiêu phí cái gì tài nguyên. Hắn sư phụ đã sớm ngã xuống ở nào đó hiểm địa, tuy rằng có cường giả sư bá, nhưng người ta cao cao tại thượng, cũng không muốn ở trên người hắn lãng phí cái gì. Như thế dưới tình huống, trong tay cầm Dương Nghị Vân đưa tặng thần đan, cơ ngàn dặm trong lòng cảm động vô cùng, cũng có thể cảm nhận được này viên thần đan bất phàm, cũng không biết là ảo giác vẫn là chân thật tồn tại. Hắn ở bắt được thần đan một viên, tựa hồ cảm nhận được tạp hắn mấy chục vạn năm bình cảnh tựa hồ có buông lỏng. Kỳ thật cơ ngàn dặm không biết chính là, đây là lâu dài áp lực, ở đã chịu người khác quan tâm lúc sau cảm xúc dao động, cũng cùng cấp với ý niệm hiểu rõ biểu hiện. Mà đều không phải là Dương Nghị Vân thần đan công lao. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cơ ngàn dặm bình cảnh là buông lỏng, kế tiếp hắn dựa vào giờ khắc này thần đan, thật đúng là có thể nhất cử đột phá. Dương Nghị Vân cười cười, đi thôi, không cần cảm tạ. Cơ ngàn dặm đi theo Dương Nghị Vân phía sau, nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân, đôi tay nắm chặt vài phần, lại là đem này phần ân thân ghi tạc trong lòng. Hai người tới rồi đại đạo điện đại môn. Thượng tôn này phân ngọc giản ngài cầm đi, bên trong là đại đạo điện khắp nơi thế lực tọa trấn nhân viên tin tức, này đó tin tức là cơ gia phân bộ siêu tập tình báo tin tức, ta liền không đi theo ngài đi vào, kỳ thật dựa theo ta tu vi cũng vào không được đại đạo điện, ngọc giản nội ghi lại tin tức muốn so với ta biết đến càng vì kỹ càng tỉ mỉ, nội loại đối ứng có mỗi người hình ảnh, vừa xem hiểu ngay. Cơ ngàn dặm trình lên một khối ngọc giản. Dương Nghị Vân sửng sốt, lại là biết cơ ngàn dặm lời nói không sai. Nhận lấy ngọc giản nói, như thế vậy đa tạ. Trong lòng lại là thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là muốn nhiều làm tốt sự. Cơ ngàn dặm sau khi rời đi, hắn thần thức tiến vào trong tay ngọc giản. Vài phút sau Dương Nghị Vân mở hai mắt lẩm bẩm, còn hảo không có hợp đạo cấp bậc tồn tại, ha ha, nhưng thật ra chờ mong a. Ở cơ ngàn dặm đưa tặng trong ngọc giản, đích xác kỹ càng tỉ mỉ ghi lại đại đạo điện rất nhiều thế lực tỏa chấn cường giả tin tức, có hình ảnh nhất nhất đối ứng. Liền tính là đợi chút đi vào, hắn cũng có thể liếc mắt một cái phân biệt ra tới ai là ai. Cũng có tương quan nhân viên tu vi ghi lại, nhưng Dương Nghị Vân không xác định chuẩn không chuẩn xác. Rốt cuộc không biết này phân ngọc giản là cái gì thời gian, tu vi chi đạo, theo nỗ lực tu vi luôn là có thể có đột phá cùng tăng lên. Nhưng đại khái phán đoán, không có hợp đạo cấp bậc. Này với hắn mà nói là đủ rồi. Bất quá thật lại nói tiếp, tọa trấn ở đại đạo điện khắp nơi thế lực đại biểu. Tự nhiên cũng đều không phải kẻ yếu, mỗi một cái tu vi thấp nhất khởi bước đều là thiên đạo quy tắc tồn tại. Tứ đại ngoại đạo, 33 thiên điện, 10 đại cổ xưa thần tộc, thêm lên nhưng chính là 14 danh thiên đạo quy tắc cường giả, không hề nghi ngờ đều là các thế lực lớn chung có phần thân thấp vị người, như gia tộc trưởng lão cấp bậc người. Đương nhiên này phân trong ngọc giản có một cái rất quan trọng tin tức, là hắn để ý. Cái này tin tức là, đại đạo điện vẫn là có cái đề cử ra tới điện chủ tồn tại. Người này lại là xuất từ, cổ xưa thần tộc, Cửu Lê gia tộc. Bên ngoài thượng, đại đạo điện điện chủ quyết định, nhưng là chân chính có việc thời điểm, lại là đại gia thương nghị, cuối cùng Cửu Lê tộc vị kia đề cử điện chủ đánh nhịp chấp hành. Tu vi phương diện cũng là cái cường giả, lại là thiên đạo quy tắc năm trọng tu vi. Dư giả hắn quan tâm 33 thiên điện đại biểu là cái thiên đạo quy tắc 4 trọng. Mặt khác gia tộc cùng thế lực, hoặc có thiên đạo quy tắc 1 trọng đến 5 nặng không chờ. Cụ thể tu vi như thế nào, vẫn là gặp mặt, xem xét mới có thể xác định, hắn này chỉ cái này trong ngọc giản ký lục tu vi không nhất định chuẩn xác. Nhấc chân hướng về đại đạo điện mà đi, lại tại hạ một khắc đụng phải kết giới. Bên trong cũng vang lên một thanh âm. Người nào tự tiện xông vào đại đạo điện? Một tiếng tràn ngập uy nghiêm tang thương tiếng vang lên. Ở đại đạo điện cổng lớn không có thủ vệ, chỉ có kết giới. Hiện tại vang lên thanh âm này, nghe tới giả nua vô cùng. Dương Nghị Vân nghĩ đại đạo điện tỏa chấn toàn thân thiên đạo quy tắc cấp bậc đại lão, không cần thủ vệ đảo cũng không kỳ quái. Hắn không đi xông vào, lại là trực tiếp mở miệng nói, phi thăng nhất tộc Dương Nghị Vân tiến đến bái kiến. Trực tiếp báo tên, hắn tin tưởng ở nói thành tin tức này cùng chung địa phương, đại đạo điện những người này tự nhiên là biết hắn. Bất quá còn có một vấn đề là hắn yêu cầu chú ý. Đó chính là đại đạo điện có 33 thiên điện cường giả tỏa chấn.
Dựa theo cơ ngàn giảm cấp ngọc giản tin tức, 33 thiên điện tọa chấn ở đại đạo điện chính là một người thiên đạo quy tắc 4 trọng cường giả. Nhưng mà đối với hắn tới nói, thiên đạo quy tắc 4 trọng. Hiện tại thật đúng là không tính cái gì. Nếu là đối phương không tìm phiền toái còn hảo, nếu là đối phương muốn xuất đầu, hắn không ngại chém hắn. Nghĩ đến là sẽ không, rốt cuộc đại đạo điện nơi này ở bên ngoài tôn chỉ này đây bảo hộ thần giới vì mục đích, yêu cầu chính là thần giới hòa bình. Cũng không phải là đánh nhau địa phương. Ngay sau đó trên cửa lớn kết giới biến mất không thấy. Dương thần tôn mời vào đi. Già nua tiếng động truyền đến. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, ám đạo quả nhiên như thế. Hắn hiện tại đại danh truyền tới đại đạo điện, cũng không biết là mỹ danh vẫn là xú danh. Không sao cả. Hôm nay hắn là tới ở đại đạo điện cấp vân môn thần cảnh tranh thủ một vị trí nhỏ. Dương Nghị Vân nhấc chân đi vào đại đạo điện. Cái này trong đại điện bộ thực rộng lớn, hơn nữa thực rõ ràng có trận pháp thêm vào ở bên trong. Hắn tiến vào sau đầu tiên ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một cái mây mù lượn lờ thế giới, mà không phải bình thường đại điện không gian. Bất quá lại cũng thấy được, một tôn tôn pháp tương trang nghiêm thần chi khoanh chân ngồi trên đám mây phía trên. Vừa thấy qua đi, không nhiều không ít vừa lúc 15 người. Vốn dĩ Dương Nghị Vân thấy như vậy một màn còn nghĩ nói một câu thật mẹ nó có thể trang, nhưng ngay sau đó hắn cái này ý niệm liền đánh mất. Bởi vì hắn cảm nhận được quy tắc chi lực. Hơn nữa là nào đó trận pháp tồn tại quy tắc ở bên trong. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm là như thế nào sẽ là, nhưng là lại có thể tưởng tượng đến, tất nhiên cùng tu luyện có quan hệ. Mà dưới loại tình huống này, đem hắn có vẻ phi thường nhỏ bé, bởi vì hắn là bình thường hình thể lớn nhỏ, nhưng toàn bộ đại điện chung mặt khác thần linh lại đều là cao ước 30 trượng pháp tương chi thân. Cái này làm cho hắn thực buồn bực. Nếu đổi làm là những người khác, khả năng sẽ tại đây loại cục diện hạ, có rất lớn trong lòng áp lực. Nhưng cố tình hắn không phải. Hắn là năm đại quy tắc viên mãn người. Cảm nhận được bốn phía quy tắc chi lực quấn quanh, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, ngay sau đó cũng là pháp tương chi thân thể hiện rồi ra tới. Đồng dạng hóa thân thành giống như bọn họ lớn nhỏ. Lúc này Dương Nghị Vân cảm nhận được còn lại là, một loại độc đáo quy tắc chi lực, hoặc là nói là một loại nguyên thạch khí chi lực, nhìn hắn cảm giác thực thoải mái. Này cũng coi như là nào đó tu luyện trạng thái. Trong nháy mắt hắn liền thích ứng loại trạng thái này, cảm thụ thực không tồi. Gì? Giờ phút này lại là một tiếng nhẹ gì vang lên. Dương Nghị Vân ngẩng đầu vừa thấy, lại là trong tầm mắt một tôn lão giả đang xem hắn, ở hắn chính phía trước. Dương Nghị Vân cười cười mở miệng nói, Dương Nghị Vân gặp qua chư vị đạo huynh. Hắn tuy rằng tại thân phận thượng là thần tôn tên tuổi, muốn cao hơn những người này một đầu, nhưng là ở tu luyện thượng lại là một cái vãn bối. Nên có lễ tiết hắn là không phải ít. Hôm nay tới mục đích không phải tới tìm cha, mà là muốn làm chính sự. Dương thần tôn có lễ tại hạ cửu Lê tộc Lê Thứ, cũng là đại đạo điện điện chủ. Đúng là phía trước lão giả, dứt lời lúc sau, hắn có nói, chư vị tự giới thiệu một chút đi. Dương Nghị Vân nghe tới còn tính không tồi, trong giọng nói không có gì không tốt. Là cái tốt mở đầu. Ở tự xưng đúng vậy cửu Lê tộc Lê Thứ nói xong lúc sau, ở hắn hai bên những người khác bắt đầu tự giới thiệu. Cổ thần tộc Cơ Gia Cơ Nguyên Sinh đạo huynh có lễ. Cổ thần tộc Si Vưu Mông đạo huynh có lễ. Cổ thần tộc Thần Long Thị Thần Nông Tác Động đạo huynh có lễ. Cổ thần tộc Vu Man đạo huynh có lễ. Thiên tộc Kim Nhiên, Thiên tộc Thủy Nguyên, Mộc Trần, Thổ Liệt, Hỏa Tông, đạo huynh có lễ. Trước sau xem như cổ xưa thần tộc 10 đại gia tộc giới thiệu. Ngay sau đó đó là, một tiếng hừ lạnh. Hừ. Hảo đi, Dương Nghị Vân vừa thấy là một người thân xuyên bạch y lão giả, vừa thấy quần áo hắn liền rõ ràng, đây là mẹ nó thiên tộc 33 thiên điện người. Giới thiệu chính là một tiếng hừ lạnh. Này cũng khó trách là kẻ thù sao. Cũng may thân là điện chủ cửu Lê tộc Lê Thứ Hòa giải nói, vị này chính là thiên tộc 33 thiên điện thiên thánh điện Hắc Uyên. Dương Nghị Vân chỉ là đối Lê Thứ gật gật đầu, không đang nói chuyện. Tiếp theo đó là tứ đại ngoại đạo người. Thần giới phương Bắc hoang dã ma thần vực Hạ Mưu. Thần giới phương Tây quang minh chư thiên Jehovah. Thần giới phương Nam hoàng hôn vực sâu Tu La Quân. Cuối cùng một thanh âm mang theo cười lạnh thậm chí có chút sát ý vang lên, thần giới phương Đông quỷ thần giới Trung Sát. Hảo đi, đến tận đây 15 gia thế lực đại biểu xem như giới thiệu xong rồi. Nhưng là làm Dương Nghị Vân buồn bực chính là... Nguyên bản cho rằng chỉ biết xuất hiện một nhà đối địch 33 thiên điện,
nhưng cuối cùng tứ đại ngoại đạo chi nhất thần giới phương Đông quỷ thần giới trung sát còn lại là ngữ khí không tốt, mang theo sát ý ra tiếng. Thực hiển nhiên hắn chém giết Trung Nguyên cái kia tiểu bạch kiểm sự, quỷ thần giới người đã biết. Điểm này nhưng thật ra tính sai. Không nghĩ tới xưng sao mau sẽ biết. Hiện giờ xem ra, hắn ở đại đạo điện đều có hai đại kẻ thù. Theo những người này giới thiệu, Dương Nghị Vân cũng nhất nhất đối với cơ ngàn dặm ngọc giản nội tin tức, đều đối thượng hào. Việc đã đến nước này, hắn cũng không cái gọi là. Cũng may 15 gia thế lực đại biểu chung, hắn không đắc tội thế lực khác. Hôm nay hắn nhắc lại nhập chú đại đạo điện việc, nói vậy vẫn là có cơ hội. Chỉ cần có hơn phân nửa tán thành liền có thể. Liền ở trong lòng hắn trầm tư hết sức, cửu lê tộc Lê Thứ mở miệng nói, không biết huynh tiến đến đại đạo điện cái gọi là chuyện gì. Đối phương trực tiếp mở miệng. Dương Nghị Vân trong lòng mắng một tiếng cáo già, ta tới chuyện gì, các ngươi không rõ ràng lắm sao. Đương nhiên cũng chỉ là ở trong lòng nói thầm một chút, lời này ngoài miệng không thể nói ra. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Lê Điện Chủ, nói vậy chư vị đều đối ta thân phận có hiểu biết, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi, ta Càn Khôn Thần Điện tưởng trở về nói thành, trở về đại đạo điện, còn thỉnh chư vị tiếp nhận. Đây là không có khả năng, Càn Khôn Thần Điện sớm tại trước kỷ nguyên cũng đã không phải đại đạo điện thành viên, đại đạo điện là sẽ không muốn của các ngươi. Lê Thứ còn chưa nói lời nói, lại là 33 thiên điện đại biểu Hắc Huyên lạnh giọng mở miệng. Dương Nghị Vân đối này không chút nào ngoài ý muốn, 33 thiên điện đại biểu nếu là không phản đối, kia mới là gặp quỷ. Không tồi, đại đạo điện không phải cái gì A Miêu A Cẩu là có thể tiến. Ngay sau đó là tứ đại ngoại đạo chi nhất phương Đông quỷ thần giới trung sát hừ lạnh mở miệng. Lời này một chỗ, Dương Nghị Vân trong lòng hỏa khí đằng một chút liền lên đây, cẩu nhật A Miêu A Cẩu. Hắn tức khắc cười lạnh sát ý vô biên nói, kia tới người không người quỷ không quỷ xúc sinh ồn ào. Lê Điện Chủ cũng chưa nói chuyện, ngươi chờ gấp cái gì? Tiểu nhi tìm chết trung sát giận dữ. Hảo, nơi này là đại đạo điện. Cửu Lê tộc, Lê Thứ thanh âm tăng thêm vài phần, hắn này một tiếng rất có uy nghiêm. Nguyên bản giận dữ trung sát cũng không có bên dưới. Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, Lê Thứ cái này điện chủ vẫn là có uy tín. Điểm này cũng coi như là với thực lực có quan hệ đi, ở Dương Nghị Vân cảm giác chung, Lê Thứ tu vi ở này đó người xem như rất mạnh. Cơ ngàn dặm ngọc giản tin tức chung Lê Thứ cũng là thiên đạo quy tắc bốn trọng cường giả. Tuy rằng hắn cái này điện chủ là thế lực khác đề cử ra tới, nhưng không có điểm thủ đoạn thực lực, cũng tỏa chấn không được đại đạo điện, cũng khó có thể phục chúng. Hắn một mở miệng, thiên tộc 33 thiên điện đại biểu cùng quỷ thần giới đại biểu cũng muốn áp xuống hỏa khí. Dương Nghị Vân cười lạnh. Hắn là cái không hề cố kỵ người, muốn dỗi liền dỗi, muốn đánh phụng bồi. Kỳ thật hắn rất muốn nói một ván. Đang ngồi các vị ở ta trong mắt đều là rác rưởi. Nhưng lời này không thể nói. Đối với quỷ thần giới đại biểu trung sát hắn đã ở trong lòng treo lên sổ đen đầu đề, lão vương bát đàn, cư nhiên mắng hắn là A Miêu A Cẩu. Hắn hồi một câu người không người quỷ không quỷ cũng thật là chọc tới rồi trung sát tâm hoa tử. Đích xác quỷ thần đạo tu luyện chính là như thế. Thực chuẩn xác. Lúc này không ai đang nói chuyện, Lê Thứ còn lại là nhìn về phía Dương Nghị Vân nói. Dương thần tôn thành quả thật Càn Khôn Thần Điện trước kia là đại đạo điện một viên, nhưng rốt cuộc cảnh đời đổi rời, sự tình qua đi lâu lắm, đã trở thành lịch sử. Bất quá nói trở về, ngươi là Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân, hiện tại cũng thống lĩnh Càn Khôn Thần Điện vì phi thăng nhất tộc chi thống soái, thêm chi Càn Khôn Thần Tôn ở trước kỷ nguyên đích xác có công với thần giới, đại đạo điện dựa theo lệ thường hẳn là một lần nữa tiếp nhận ngươi Càn Khôn Thần Điện. Nhưng đại đạo điện cũng có quy củ có điều kiện, ngươi hôm nay nếu tiến đến nói vậy cũng là biết được trở về đại đạo điện điều kiện, hoặc là ta chờ nhấc tay biểu quyết, chỉ cần có 6 thành nhân số tán đồng, người Càn Khôn Thần Điện cũng như một lần nữa tiến vào đại đạo điện. Phản chi cũng thế, dư lại chính là mặt khác điều kiện, người Càn Khôn Thần Điện ít nhất phải có 10 tên thiên đạo cảnh giới tồn tại, lúc sau người bản nhân khiêu chiến đại đạo điện 10 tên cường giả thắng liên tiếp, mới có thể tiến vào đại đạo điện, này đó ngươi nhưng biết được. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, biết được, ta thỉnh cầu chư vị biểu quyết. Như thế cũng hảo, Lê Thứ gật đầu, hắn nhưng thật ra làm ra một cái điện chủ nên có công đạo. Nói xong lúc sau, vẫn là bốn phía ở đây các thế lực lớn đại biểu nói, chư vị dựa theo đại đạo điện tổ huấn tới làm đi, đại gia khai bắt đầu biểu quyết, đồng ý Dương Nghị Vân nơi Càn Khôn Thần Điện thế lực trở về đại đạo điện giả, thỉnh tỏ thái độ, ở đây bao gồm ta trong vòng 15 người, có 8 người đồng ý có thể thông qua.
Dương Nghị Vân nhìn không nói chuyện, trong lòng lại là vẫn là có điểm tin tưởng. Ở đây 15 người đại biểu 15 thế lực lớn, hắn trực tiếp kẻ thù chính là 33 thiên điện cùng tứ đại ngoại đạo chi nhất quỷ thần giới. Dù sao mặt khác 13 gia không có gì ân oán, 13 cá nhân chỉ cần 8 đồng ý, hắn liền tính là thắng lợi. Điều kiện này vẫn là tương đối rộng thùng thình. Chờ Lê Thứ dứt lời, giữa sân lâm vào yên tĩnh. Này những cáo già, một đám đều nhắm mắt. Dương Nghị Vân lại là biết, bọn họ tất nhiên sẽ ở mọi nơi truyền âm giao lưu. Cũng không sốt ruột, tạm thời chờ đó là. Quản chi điều kiện này không thông, hắn cũng vẫn là sẽ đi cái thứ hai điều kiện, chiến đấu. Còn không phải là khiêu chiến đại đạo điện 10 đại cường giả sao. Những người này, còn không có một cái tu vi đạt tới hợp đạo cấp bậc, đối với hắn tới nói chỉ cần không phải hợp đạo hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hiện tại hắn là thiên đạo quy tắc tam trọng, quy tắc hiểu được đại viên mãn, liền tính là tới cái sơ cấp hợp đạo, hắn cũng có một trận chiến chi lực. Thật đúng là có loại phía trước trong lòng lời nói một câu đang ngồi các vị đều là rác rưởi, một chút cũng không quá. Chư vị bắt đầu đi. Ước chừng qua 5 phút sau, Lê Thứ mở miệng nói chuyện. Giờ phút này Dương Nghị Vân còn lại là thấy được 33 thiên điện Hắc Uyên cùng quỷ thần giới trung sát, trong ánh mắt hiện lên hài hước. Ta 33 thiên điện phản đối. Đoán trước bên trong 33 thiên điện Hắc Uyên phản đối. Ta quỷ thần giới phản đối. Trung sát theo sát sau đó. Dương Nghị Vân chút nào không ngoài ý muốn. Nhưng là kế tiếp phản đối người, ở hắn đoán trước bên trong, cũng ở đoán trước ở ngoài. Lại là thiên tộc cổ thần gia tộc bắt đầu rồi. Ta thiên tộc kim mộc thủy hỏa thổ gia tộc phản đối. Này đó gia tộc tuy rằng cùng 33 thiên điện không phải một đường. Là cổ xưa thiên tộc thế lực, nhưng lại đều là bản thổ thiên tộc, phản đối sau cũng coi như là ở Dương Nghị Vân tiếp thu phạm vi. Giờ phút này đã có 7 phiếu phản đối, nhưng là còn dư lại 8 gia. Ở Dương Nghị Vân xem ra hẳn là có thể duy trì hắn đi. Nhưng mà kết quả đại đại ra ngoài hắn đoán trước. Ta cơ gia phản đối. Cơ gia đại biểu cơ nguyên sinh mở miệng. Dương Nghị Vân trong lòng ngọa tào một tiếng, trong lòng lạnh nửa thanh. Trăm triệu không nghĩ tới cơ gia đại biểu sẽ phản đối. Lẽ ra hắn đi vào nói thành trước tiên đi cơ gia phân bộ, báo cho cơ gia cùng tiểu sư tỷ quan hệ, nói như thế nào cơ gia cũng ưng ái đồng dạng a. Nhưng cố tình cơ gia phản đối. Ta Si Vưu gia tộc phản đối. Ta Cổ Vu tộc phản đối. Ta Thần Nông thị phản đối. Phương Tây Quang Minh chư thiên phản đối. Phương Bắc Ma Thần vực phản đối. Phương Nam Hoàng Hôn vực sâu phản đối. Hảo gia hỏa toàn bộ phát đối. Dương Nghị Vân trong lúc nhất thời tâm đều tắc. Hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng cửu Lê nhất tộc Lê Thứ. Bất quá kết quả Dương Nghị Vân đã nghĩ tới. Chỉ nghe Lê Thứ có chút lúng túng nói, ta cửu Lê gia tộc phản đối. Biểu quyết kết thúc. Không có một nhà duy trì. Kết quả này Dương Nghị Vân trăm triệu không nghĩ tới, chẳng sợ có một hai nhà duy trì, hắn cũng có thể có cái trong lòng an ủi, có thể thoải mái một chút. Nhưng không có. Một nhà đều không có. Trong lòng phát đổ lợi hại. Một vạn đầu thảo nê mã tại nội tâm chạy như điên. Dương thần tôn toàn thể biểu quyết kết thúc, người càn khôn thần điện trở về đại đạo điện biểu quyết một cái thất bại, cần phải lựa chọn đệ nhị điều. Cửu Lê có lẽ là thân là điện chủ, cố kỵ một chút ra mặt, nói chuyện thời điểm xấu hổ thực. Thực hiển nhiên, ở đây mọi người ý kiến đạt thành nhất trí, này mẹ nó chính là xích quả tấm màn đen. Quỷ lớn đến như thế rõ ràng nông nỗi. Dương Nghị Vân sắc mặt vô cùng âm trầm xuống dưới, hắn cũng coi như là xem minh bạch, cũng vào giờ phút này suy nghĩ cẩn thận, này đó thế lực đại biểu khả năng đều không phải là đều đoàn kết, mà là đối mặt ích lợi nhất trí đối ngoại mà thôi. Rốt cuộc đại đạo điện hưởng thụ thần giới tối cao ích lợi, bánh kem liền như vậy đại, ngày thường mọi người đều chia sẻ thói quen, đột nhiên muốn thêm tiến vào một người cùng bọn họ chia sẻ. Bọn họ sẽ thiếu một phần, đổi ai đều sẽ không vui. Nhưng, này đó lão vương bát đản, không màng đại đạo điện quy củ, số không biết xấu hổ, mình liền làm. Xem ra vẫn là phải dùng nắm tay giải quyết vấn đề. Ha ha, hảo thật sự, bản tôn hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, như thế, bản tôn tưởng đối chư vị nói một lời. Dương Nghị Vân cười lạnh nhìn chung quanh mọi người. 33 thiên điện đại biểu Hắc Uyên đắc ý vô cùng nói cái gì? Có phải hay không muốn rời khỏi? Này liền đúng rồi, ngươi thật sự cho rằng ngươi càn khôn thần điện vô địch không thành. Tiểu tử nói cho ngươi, thần giới không phải ngươi muốn thế nào liền thế nào,
sớm hay muộn có một ngày, tiểu tử ngươi tất nhiên sẽ hối hận giết ta 33 thiên điện đệ tử, đế tôn xuất quan ngày, chính là ngươi càn khôn thần điện diệt vong là lúc, có vào hay không nói điện lại có cái gì ý nghĩa, thừa sớm cút đi. Dương Nghị Vân trên mặt ý cười càng ngày càng gì, lại là lắc đầu nói, ta không phải tưởng nói rời khỏi, ta là tưởng nói một câu, ở đây chư vị đều là rác rưởi. Hỗn trướng, tìm chết, tiểu nhi vô tri. Dương Nghị Vân câu này rác rưởi, lại là một chút đắc tội mọi người. Nổ tung chảo, ngay cả Lê Thứ sắc mặt cũng âm trầm đi xuống. Bất quá hắn chung quy là đại đạo điện điện chủ, cũng biết vừa rồi biểu quyết là có chuyện như vậy, Dương Nghị Vân có khí đảo cũng khó tránh khỏi. Khụ khụ, Lê Thứ ho khan một tiếng. Giữa sân an tĩnh lại. Chỉ nghe Lê Thứ nói, Dương Thần Tôn biểu quyết là đại gia từng người ý nguyện. Kết quả này ngươi đến nhận, hiện tại chính là đệ nhị điều, ngươi cần phải lựa chọn đệ nhị điều. Vì sao không chọn, Dương Nghị Vân giờ phút này lộ ra kiệt ngạo. Nếu các ngươi đều như thế không biết xấu hổ, ta đây Dương mẫu nhân cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi. Vẫn là đi nắm tay chi lộ đi. Chỉ cần là quyền đầu cứng, đánh phục, cái gì quy củ cũng chưa, thậm chí có thể lập quy củ. Cường giả vi tôn thế giới, bản thân liền không có cái gì trong lời nói công bằng đáng nói. Tuyệt đối công bằng chỉ có thực lực. Hắn dùng coi rẻ ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, vẻ mặt khinh bỉ không để bụng. Dương Nghị Vân nhìn những người này tiếp tục nói, hôm nay ta càn khôn thần điện Nga không đúng, hiện tại sửa tên kêu Vân Môn Thần Cảnh, nhất định trở về đại đạo điện nhập chú nói thành, nếu là ta thỏa mãn đệ nhị điều, xin hỏi Lê Điện Chủ còn thừa nhận không? Nếu là thỏa mãn đệ nhị điều, tự nhiên là nhận, đây là đại đạo điện tổ huấn quy củ, bất luận cái gì thế lực đều thừa nhận. Nếu không tao trời phạt. Lê Thứ trầm giọng nói. Như thế liền hảo, Dương Nghị Vân ha hả cười nói. Hừ, chờ ngươi trước lượng ra 10 đại thiên đạo rồi nói sau, tựa hồ ngươi càn khôn thần điện đã sớm không có thiên đạo cảnh tồn tại đi. Quỷ thần giới trung sát cười lạnh nói. Những người này đích xác tin tức linh thông nhưng lại còn không có đem tay tiến càn khôn thần điện thế giới đi. Dương Nghị Vân năm đó từ vĩnh hằng thần giới mang về tới những cái đó thiên đạo cao thủ, nhưng vẫn luôn đều ở. Hắn bản thân liền không tính toán làm kia mười mấy danh thiên đạo xuất hiện, cũng là một loại theo bản năng bảo hộ hành vi. Hoặc là nói làm át chủ bài tồn tại. Chờ đến một ngày nào đó yêu cầu thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện. Mới đầu mục đích chính là vì ở một ngày nào đó cùng thiên tộc 33 thiên điện quyết chiến thời điểm làm vĩnh hằng thần giới ra tới những cái đó thiên đạo cao thủ ở bộc lộ quan điểm thần giới. Nhưng là hiện tại xem ra, muốn trước tiên. Bất quá cũng không có quan hệ. Chỉ xuất hiện 10 cái đủ để, chính là cấp những người này xem hắn Vân Môn Thần Cảnh thực lực mà thôi, hắn mặt khác mau chóng không cần xuất hiện. Tỷ như Tam Đại Kim Cương, đều là bị hắn coi như át chủ bài tồn tại. Thiên tộc 33 thiên điện chính là không biết Tam Đại Kim Cương bị hắn thu phục, khả năng cho rằng đã chết đi. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, không phải 10 cái thiên đạo sao, như ngươi chờ mong muốn đó là... Dứt lời lúc sau Dương Nghị Vân trong tay vừa lật xuất hiện đưa tin phù, hơn nữa phất tay chi gian mở ra một cái không gian môn hộ. Này đạo phù chú tự nhiên là thông hướng Mầu Thần Nương Nương. Cũng chỉ có Mầu Thần Nương Nương thực lực có thể ở xa xôi càn khôn thần điện Nga là Vân Môn Thần Cảnh thế giới mở ra cùng hắn tương đối ứng không gian môn hộ, có thể truyền hắn mệnh lệnh điều động 10 tên thiên đạo cảnh cường giả tiến đến. Bởi vì Vân Môn những cái đó thiên đạo thần linh Dương Nghị Vân đều từng có công đạo. Biết Mầu Thần Nương Nương tồn tại. Đưa tin phù thúc dục thành công, Dương Nghị Vân liền trực tiếp giành trước nói, Nương Nương ta nói thành đại đạo điện, thả phái 10 tên thiên đạo cảnh giới lại đây. Hắn không nghĩ làm người biết Mầu Thần Nương Nương cái này đại lão vương bài tồn tại, sợ lộ hãm, trực tiếp điểm ra ở đại đạo điện, hắn tin tưởng Mầu Thần Nương Nương tự nhiên minh bạch hắn là có ý tứ gì, vị này đại lão nương nương sống xa xăm, đối đại đạo điện hiểu biết hẳn là so bất luận kẻ nào đều quen thuộc. Có thể minh bạch hắn ý tứ. Quả nhiên đưa tin thần phù chấp động không có xuất hiện bất luận cái gì hình ảnh, một mảnh mơ hồ sương mù hiện ra, nhưng lại truyền đến Mầu Thần Nương Nương trả lời, hảo. Một chữ hảo sau, liền không có động tĩnh. Giờ phút này Dương Nghị Vân trước người không gian môn hộ hình thành, không ngừng ở xoay tròn. Mà giữa sân các gia thế lực đại biểu còn lại là đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời giữa sân yên tĩnh, không có người ta nói lời nói. Mọi người đều nhìn đến nghe được Dương Nghị Vân lời nói việc làm. Đưa tin thần phù không vang lên đáp lại. Dương Nghị Vân xưng hô đối phương vì nương nương. Này một tiếng nương nương nhưng không giống bình thường,
tất cả mọi người rõ ràng Dương Nghị Vân tu vi thực lực ở thiên đạo quy tắc một trọng, đương nhiên đây là bọn họ ở rất nhiều năm trước được đến tin tức, hiện tại tự nhiên không rõ ràng lắm Dương Nghị Vân đã là thiên đạo quy tắc tam trọng tu vi, nếu là Dương Nghị Vân không triển lộ thực lực bọn họ là nhìn không thấu Dương Nghị Vân đã thiên đạo quy tắc tam trọng cảnh giới. Chính là có một chút bọn họ rõ ràng, có thể bị Dương Nghị Vân xưng hô một tiếng nương nương, ngữ khí còn mang theo một tia kính ý người, tuyệt đối tu vi siêu việt thiên đạo quy tắc một trọng, sẽ là cái gì tu vi đâu? Chẳng lẽ Dương Nghị Vân nơi vân môn thần cảnh còn có cao giai cường giả? Mọi người nội tâm sôi nổi suy đoán. Tiếp theo là Dương Nghị Vân thuận miệng liền nói phái 10 tên thiên đạo cảnh giới lại đây, không giống như là khoác lác, không gian môn hộ đều mở ra. Chẳng lẽ vân môn thần cảnh thật sự có 10 đại thiên đạo cảnh? Như thế nào đại gia chưa bao giờ biết? Đúng sự thật thật sự xuất hiện 10 đại thiên đạo cảnh giới thần linh, như vậy hôm nay đại gia liền phải một lần nữa nhận thức Dương Nghị Vân, nhận thức hắn nơi vân môn thần cảnh. Thậm chí còn khả năng, vân môn thần cảnh tồn tại thiên đạo cảnh giới hoặc trở lên thần linh vượt qua bọn họ mọi người tưởng tượng. Không có người ta nói lời nói. Không khí có chút ngưng trọng. Nếu là Dương Nghị Vân thật sự triệu hồi ra hiện 10 đại thiên đạo cảnh giới thần linh, kia chỉ có thể nói tiểu tử này thần phục sâu đậm, không đơn giản. Thời gian tại đây chờ thời điểm thường thường là dài dòng. Đi qua 5 phút thời gian, đại gia lại cảm thấy đi qua thời gian rất lâu. Nhưng là Dương Nghị Vân mở ra không gian môn hộ không có động tĩnh. Lại đi qua vài phút. Mười mấy phút đi qua, Dương Nghị Vân mở ra không gian môn hộ như cũ không có động tĩnh. Rốt cuộc 33 thiên điện đại biểu Hắc Uyên nhìn không được phá lên cười, oa ha ha ha. Tiểu tử cố lộng huyền hư đi, người mới trước sau phi thăng thần giới căng chết 10 vạn năm xuất đầu, thuộc hạ có thể có thiên đạo cường giả mới là lạ. Theo lão phu biết, Càn Khôn thần tôn thời đại thời điểm đích xác có thiên đạo tồn tại, nhưng trước kỷ nguyên thời đại đều đi theo Càn Khôn thần tôn ngã xuống. Càn Khôn thần điện thế giới lưu lại tới cường giả cũng chính là mấy cái pháp thần mà thôi, chẳng sợ pháp thần đều tiến giai thiên đạo. Căng chết cũng không vượt qua 5 cái, huống hồ pháp thần tiến giai thiên đạo, há là dễ dàng như vậy, ha ha ha. Điện chủ ta kiến nghị đem tiểu tử này hỗn đi ra ngoài, hắn chính là ở cố lộng huyền hư mà thôi. Hắc Huyên vẫn luôn tỏa trấn ở đại đạo điện, không tiếp xúc quá mấy năm nay 33 thiên điện cùng Dương Nghị Vân chi gian chiến đấu, cũng không quá nhiều đi chú ý, rốt cuộc so sánh với Dương Nghị Vân, hắn chính là đường đường thiên đạo quy tắc cường giả, sao lại đi chú ý này đó. Đương nhiên nếu là hắn đi chú ý nói, có lẽ liền sẽ không cười nhạo Dương Nghị Vân. Liền ở Hắc Uyên dứt lời hết sức, Dương Nghị Vân mở ra không gian môn hộ thần quang đại tác phẩm. Từng đạo thân ảnh từ giữa đi ra, hơn nữa nhớ tới từng tiếng thăm viếng thanh. Bái kiến chủ nhân. Bái kiến chủ nhân. Một cái tiếp theo một cái miệng xưng chủ nhân. Không nhiều không ít vừa vặn 10 cái người. Một đám quỳ gối Dương Nghị Vân trước người. Trong đó có thiên đạo cảnh giới sơ cấp. Trung hậu kỳ, còn đều thiên đạo quy tắc cấp bậc. Tối cao thiên đạo quy tắc tam trọng. Đúng là Dương Nghị Vân năm đó từ Vĩnh Hằng thần giới mang ra những cái đó yêu tộc cường giả. Những người này xuất hiện, giống như một kích vang dội cái tát, đánh vào Hắc Huyên trên mặt. Ngươi nói cố lộng huyền hư. Này đó hư sao? Cường đại hơi thở tràn ngập toàn bộ đại đạo điện. Há có thể là cố lộng huyền hư? Hắc Huyên nhìn quỳ dạp xuống Dương Nghị Vân bên người 10 tên yêu tộc thiên đạo. Trên mặt nóng rát thiêu, vừa mới còn ở cửa nhạo nhân ra, giây tiếp theo liền trực tiếp bị vả mặt. Đến nỗi những người khác tuy rằng chưa nói xuất khẩu, nhưng trong lòng ý tưởng cùng Hắc Uyên không sai biệt nhiều. Lần này đánh mọi người mặt. Trong đại điện chết giống nhau yên tĩnh. Ai cũng chưa nghĩ đến Dương Nghị Vân thật đúng là triệu hoán tới 10 đại thiên đạo thần linh. Hơn nữa trọng điểm là, hiện tại mọi người đều rõ ràng, này khả năng không phải Dương Nghị Vân thủ hạ thiên đạo toàn bộ. Hắn vân môn thần cảnh đến tột cùng có bao nhiêu thiên đạo cảnh giới thần linh tồn tại, cái này thật đúng là không biết. Tuy rằng 10 cái thiên đạo đối ở đây các thế lực lớn tới nói, không tính đối, tùy tiện một nhà đều có thể tìm ra 10 cái thiên đạo cảnh giới thần linh. Nhưng mà Dương Nghị Vân dưới tòa chẳng lẽ liền thật sự chỉ là 10 cái sao? Tất cả mọi người sẽ không tin tưởng. Thậm chí thiên đạo quy tắc đều có. Đổi làm ai đều sẽ không một chút đem chính mình át chủ bài bại lộ ra tới. Cho nên đại gia nhận định Dương Nghị Vân nơi vân môn thần cảnh tất nhiên còn có thiên đạo cấp bậc tồn tại. Này một cái dư giả thỏa mãn. Vân môn thần cảnh đã cũng đủ trở thành một phương bá chủ tồn tại. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Nghị Vân trong lúc nhất thời không nói gì. Ai đang nói chuyện, liền phải bị vả mặt.
một đám bắt đầu nhìn thẳng vào Dương Nghị Vân. Mà Dương Nghị Vân lại là khóe miệng hơi hơi giơ lên, mở miệng nói, đều đứng lên đi. Làm 10 cái thủ hạ đứng dậy sau, Dương Nghị Vân mới nhìn về phía Lê Thứ nói, Lê Điện Chủ ta vân môn thần cảnh 10 đại thiên đạo tại đây, điều thứ nhất thỏa mãn đi. Khụ khụ, tự nhiên Lê Thứ xấu hổ trả lời. Giờ phút này hắn cũng không dám nữa coi khinh Dương Nghị Vân. Đương nhiên kế tiếp còn có đệ nhị điều, đó chính là khiêu chiến đại đạo điện 10 tên cường giả, thắng liên tiếp mới có thể trở thành đại đạo điện một viên. Dương Nghị Vân cười gật đầu, rồi sau đó ánh mắt dừng ở Huyền Cùng trên người nói, Huyền Cùng lưu lại những người khác trở về đi. Làm Huyền Cùng lưu lại là bởi vì Huyền Cùng là nhân tộc, cũng là trước Càn Khôn thần điện quang mang pháp thần, đến lúc đó nhập trú đại đạo điện vân môn thần cảnh yêu cầu một người tỏa trấn nói thành, Huyền Cùng là chọn người thích hợp. Hắn hiện giờ đã là thiên đạo quy tắc một trọng thực lực, lưu tại đại đạo điện cấp vân môn đại ngôn đã đủ rồi. Là, thuộc hạ cáo lui. Còn lại người, lại lần nữa đưa vào không gian môn hộ, giây lát biến mất không thấy. Làm cho bọn họ tiến đến chính là bộc lộ quan điểm mà thôi, làm đại đạo điện những người này biết, hắn vân môn là có thực lực có tư cách, cũng coi như là một loại uy hát yêu ta. Dương Nghị Vân trước người không gian môn hộ biến mất. Đại đạo điện các gia thế lực đại biểu. Nội tâm như cũ chấn động vô cùng. Nhìn biến mất không gian môn hộ, bọn họ đối Dương Nghị Vân có một lần nữa nhận thức. Này đó ra tới thiên đạo thần linh, đại đa số là yêu tộc, đều xưng hô Dương Nghị Vân vi chủ nhân, mà không phải thần tôn, này chỉ có thể thuyết minh, Dương Nghị Vân thực lực cùng thủ đoạn siêu cấp cường đại. Chủ nhân cùng thần tôn đều là xưng hô, nhưng lại có khác nhau như trời với đất bất đồng. Người trước Trương Hiển chính là thực lực. Người sau có thể xem thành là tài nguyên gia nhập vân môn thần cảnh. Cho nên trong đó càng vì Trương Hiển Dương Nghị Vân đáng sợ. Có thể làm một loại thiên đạo cùng thiên đạo quy tắc xưng hô vi chủ nhân, bực này yêu cầu cái gì thủ đoạn. Lê Thứ đám người trong lòng ngũ vị tạp trần. Việc đã đến nước này cũng không có biện pháp, kế tiếp chính là khiêu chiến. Ta thời gian hữu hạn, Lê Điện Chủ bắt đầu đi. Dương Mẫu Nhân hiện tại có điểm mất đi kiên nhẫn. Hắn cũng cảm thấy không cần thiết cùng những người này cãi cọ. Nếu là động võ lực, vậy tốt nhất bất quá. Đánh thắng hết thảy vấn đề giải quyết. Nếu thua, hắn liền rời khỏi đại đạo điện, không bao giờ tới. Đương nhiên thua là không có khả năng. Chính như hắn phía trước lời nói, ở đây tất cả đều là rác rưởi. Luận thân phận đích xác hắn là thần tôn vô thượng, cùng sở hữu thế lực gia chủ gì đó ngang nhau, những người này nói trắng ra là chỉ là các gia thế lực đại biểu mà thôi. Toàn trường tu vi tối cao cũng liền thiên đạo quy tắc bốn trọng, hơn nữa cũng không vài người. Hắn tu vi mặt ngoài xem là thiên đạo quy tắc tam trọng, trên thực tế thực lực nhưng xem như hợp đạo dưới vô địch. Bởi vì hắn đặc thù tu luyện công pháp cùng thiên phú, pháp lực cùng thần hồn muốn xa xa cường đại quá cùng cảnh giới, hơn nữa hắn hiểu được thượng đã sớm là năm đại quy tắc viên mãn. Dùng nguyên thần thần châu sau, nguyên thần càng là lại tiến thêm một bước, nói một câu coi rẻ toàn trường một chút đều không quá. Nếu như thế vậy bắt đầu đi, chư vị khởi động đạo đàn. Lê Thứ trầm ngâm mở miệng. Ngay sau đó hắn phất tay chi gian, bốn phía thần quang đại tác phẩm. Dương Nghị Vân cảm nhận được có không gian chi lực lưu động, hắn đảo cũng không lo lắng, trong lòng biết đây là muốn đổi cái chiến đấu nơi sân mà thôi. Quả nhiên ngay sau đó bọn họ mọi người xuất hiện ở một cái thật lớn viên mãn thượng, đường kính ước 100 mét. Dưới chân cảm thụ phi thường chiếu cố. Là cái đánh nhau hảo địa phương. Đồng thời quanh thân quy tắc chi lực tiêu tán. Tất cả mọi người tan đi pháp tương chi thân, khôi phục thành người bình thường lớn nhỏ. Như thế nào đánh, Dương Nghị Vân vẫn là Lê Thứ chờ 15 người. Chúng ta tùy ý ra 10 cái người, người từng cái khiêu chiến, mỗi lần một chọi một, thắng liên tiếp 10 chàng, tắc người thắng lợi, nhưng nhớ kỹ chỉ có thể chính người thượng, không thể làm những người khác ra tay, bởi vì ngươi là vân môn thần cảnh chi chủ. Người vân môn thần cảnh muốn trở về đại đạo điện nhập chú nói thành. Đầu tiên muốn bày ra thực lực của ngươi, này chiến sinh tử bất luận, các gia không được báo thù, ta chờ 15 người càng không được quần công, chỉ có thể một chọi một. Một phương rơi xuống đạo đàn tắc vì thua, cũng hoặc là chủ động nhận thua, một bên khác cần thiết dừng tay, không thể truy tiến, nếu có trái với quy củ giả, đạo đàn phía trên, tự do đại đạo quyết định, hình thần đều diệt, có gì dị nghị không? Không có bất luận cái gì dị nghị, Dương Mỗ Nhân tuân thủ quy củ. Dương Nghị Vân nheo lại mắt nói. Một người liên tục đối chiến 10 người, này bản thân liền không hợp lý, nhưng nhân gia quy củ như thế, chính là không nghĩ làm hắn trở về đại đạo điện,
nhưng càng là như thế, hắn liền càng không tin tà. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, đừng nói một đôi mười, liền tính một đôi trăm xa luân chiến, hắn cũng tìm đánh không lầm. Nếu như thế, vậy bắt đầu đi. Lê Thứ nói xong, vẫn là những người khác nói, chư vị chạm thứ nhất ai lên trước. Lê Thứ dứt lời, không có người ta nói lời nói. Ai đều có điểm đoán không ra Dương Nghị Vân. Lê Thứ thân là đại đạo điện điện chủ, vẫn là có chút chức quyền, thấy không có người theo tiếng, hắn mở miệng trực tiếp điểm danh nói, chạm thứ nhất cổ vu tộc đại biểu Vu Man lên sân khấu đi. Lê Thứ điểm danh lúc sau, cổ vu tộc Vu Man tự nhiên không thể thoái thác, chỉ có thể lên sân khấu. Từ bên ngoài bay vào thượng đạo đàn, Vu Man đối với Dương Nghị Vân ôm quyền nói, Dương thần tôn, Vu Man lĩnh giáo. Ha ha, đến đây đi. Dương mỗ nhân biểu hiện không chút nào để ý, cũng có coi rẻ cảm giác, chủ yếu là phía trước những người này biểu quyết một đám không biết xấu hổ, làm hắn trong lòng có hỏa khí. Bắt đầu Lê Thứ mở miệng. Dương Nghị Vân nheo lại mắt thấy hướng Vu Man, mà Vu Man cũng ở đánh giá hắn. So đấu không có thời gian hạn chế, hai người cũng chưa dẫn đầu mà động. Ở Dương Nghị Vân trong mắt đối với cổ vu tộc vẫn là có điểm hiểu biết, cơ ngàn dặm ngọc giản tin tức chung giới thiệu quá, cổ vu tộc cường đại chính là thân thể. Cường đại vô cùng thân thể nhưng lực toái hư không. Tu luyện đến hậu kỳ bên kia là thân thể nhập thánh nói. Bất quá. Nói lên thân thể so đấu, hắn thật đúng là có chút chờ mong. Vũng bùn trên núi trọng lực đang đỉnh đỉnh, hắn chính là nuốt phục nguyên thần thần châu, làm thân thể thoát thay đổi một lần, trong cơ thể máu đều thành kim sắc, cốt cách càng là nghĩ thủy tinh phương hướng ở chuyển biến, cứng rắn trình độ hắn cũng không biết đạt tới cái gì cấp bậc. Không nói cái khác, ở chính mình thân thể chi lực phương diện, hắn có rất cường đại tin tưởng. Vừa lúc cùng lấy thân thể chứ danh cổ vu tộc một trận chiến, thử xem chính mình thân thể cường độ, rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Đối với Lê Thứ điểm danh làm Vu Man xuất chiến trận đầu, những người khác đều là tương đối vừa lòng. Cổ vu tộc được xưng thân thể vô địch. Nhất lực phá vạn pháp xưng. Bất luận cái gì cường đại pháp lực thần thông, ở cùng cấp bậc chung, tuyệt đối sẽ bị Vu Man cấp nháy mắt hạ gục. Đại gia được đến tin tức Dương Nghị Vân chính là thiên đạo quy tắc một trọng tu vi thực lực, mà Vu Man cổ vu kim thân công, đã tu luyện tới rồi 8 tầng, lại tiến thêm một bước chính là 9 tầng bằng nhau với hợp đạo cấp bậc, đột phá 9 tầng nhưng chính là thân thể thánh đạo. Vu Man thực lực nhưng tương đương với thiên đạo quy tắc tam trọng tồn tại, hơn nữa cùng cấp bậc chung vẫn là người xuất sắc cái loại này. Dương Nghị Vân liền tính là có được thiên đạo quy tắc tam trọng, kia cũng không phải Vu Man đối thủ. Ở đây rất nhiều người đều thí nghiệm quá, thần linh lấy pháp lực thần thông đối chiến ngang nhau cảnh giới Vu Man, đều phải bị Vu Man dốc hết sức phá chi. Vu Man thân thể chi lực tương đương đáng sợ. Cái này có trò hay nhìn. 33 thiên điện Hắc Huyên giờ phút này cùng quỷ thần giới trung sát đứng ở một khối, nhỏ giọng nghị luận. Dương Nghị Vân tiểu tử này quật khởi chi lộ, có thể nói cổ quái, hiện tại nói cái này còn vi sư quá sớm, chờ xem đi. Trung sát nói. Đạo cũng là, tiểu tử này chính là làm ta 33 thiên điện tổn thất mấy chục danh thiên đạo cường giả, có lẽ thật là có cái gì cường đại dựa vào cũng nói không chừng, bất quá Vu Man thân thể thần lực cũng đích xác không thể coi thường, nhưng thật ra muốn nhìn tiểu tử này như thế nào ứng đối. Hắc Uyên nói, những người khác cũng đều ở lén giao lưu, chỉnh thể tới nói, đại gia vẫn luôn nhận định, Dương Nghị Vân khiêu chiến chính là tự rước lấy nhục. Bởi vì trận này so đấu, bản thân chính là không công bằng quy tắc. Dương Nghị Vân là một người liên hệ khiêu chiến 10 người, bực này vì thế một hồi xa luân chiến. Bản thân chính là hắn có hại. Mà bọn họ một phương là cá nhân, có thể thao tác không gian có thể to lắm. Một đám đi cùng Dương Nghị Vân so đấu, phía trước chính là không địch lại Dương Nghị Vân, mặt sau nhưng lại có thể thấy rõ ràng Dương Nghị Vân thủ đoạn, có nhằm vào chiến đấu. Như thế Dương Nghị Vân là thực có hại. Nhưng quy củ chính là như thế. Nói đến cùng tiểu tử này là tự rước lấy nhục. Đạo đàn thượng Dương Nghị Vân nhìn Vu Man, khóe miệng có ý cười. Làm một cái thân thể nổi tiếng cổ vu thần cùng hắn đánh trận đầu, chỉnh hợp hắn tâm ý. Mà đối với Vu Man tới nói, tuy rằng đối Dương Nghị Vân thực lực thủ đoạn không hiểu biết, nhưng hắn đối chính mình là có tin tưởng. Trong lòng vừa động, vận chuyển cổ vu thần công. Ong! Vu Man toàn thân bốc lên kim cương. Hắn nửa người trên ăn mặc da thú nửa giáp. Cường tráng cánh tay cùng hai tay đều bên ngoài. Thần công vận chuyển dưới, màu đồng cổ da thịt nháy mắt hóa thành kim sắc, hơn nữa toàn thân xuất hiện từng đạo cổ xưa thần bí khắc văn. Đây là hắn cổ vu tộc thần công độc hữu khắc văn,
là lực lượng, thần lực, phòng ngự, công kích từ từ toàn phương vị đều có khắc văn. Mỗi một đạo khắc văn đều có thể là cường đại vô cùng lực lượng ở bên trong. Ẩn chứa chính là pháp tắc, là quy tắc. Hắn đã đem lực lượng quy tắc tu luyện tới rồi 8 tầng đỉnh, sắp muốn bước vào 9 tầng nông nỗi. Cũng là cổ vu tộc tương lai có rất lớn hy vọng tiến vào thánh đạo người. Đối với Dương Nghị Vân, Vu Man không có coi rẻ, ngược lại nội tâm trịnh trọng đối đãi, hắn đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Nói thật, cổ vu tộc cùng Dương Nghị Vân không có bất luận cái gì ân oán, thậm chí còn hắn nghe nói Dương Nghị Vân sự tích sau, ngược lại nội tâm đối Dương Nghị Vân là có kính nể. Cái này phi thăng thần giới gần 10 dư vạn nhiều năm tiểu tử, từ lúc bắt đầu đã bị thiên tộc đế tôn định vì tương lai điên đảo thần giới điên đảo thiên tộc đại kiếp nạn chi tử, do đó không ngừng phái người đuổi giết. Kết quả lại là Dương Nghị Vân ngược lại ở bị 33 thiên điện đuổi giết chung, tu vi thực lực một đường chạy như bay, không chỉ có không có bị 33 thiên điện giết chết, ngược lại tu vi thực lực bước vào thiên đạo quy tắc. Thậm chí còn 33 thiên điện phái ra đuổi theo giết hắn thần linh hoặc là bị hắn chém giết, cũng hoặc là tiêu thanh không để lại dấu vết. Cuối cùng Dương Nghị Vân kế thừa Càn Khôn Thần Tôn lưu lại Càn Khôn Thần Điện thế giới, xưng là phi thân nhất tộc tân một thế hệ thần tôn vô thượng. Từ một cái thần nhân đến thiên đạo cấp bậc, hắn gần dùng mười mấy vạn năm mà thôi thời gian. Đây là phi thường đáng sợ. Đương nhiên rất nhiều người cho rằng Dương Nghị Vân sở dĩ có thể có như vậy cực nhanh tốc độ tu luyện, đó là bởi vì Dương Nghị Vân là Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân, kế thừa Càn Khôn Thần Tôn lưu lại truyền thừa. Nhưng ở Vu Man xem ra đây là sai lầm logic. Là biểu tượng, mọi người đều nhìn lầm rồi Dương Nghị Vân. Đích xác Dương Nghị Vân có thể có như vậy nhanh chóng tốc độ tu luyện, không rời đi Càn Khôn Thần Tôn truyền thừa, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Phải biết rằng Càn Khôn Thần Tôn, ở trước kỷ nguyên tu vi đỉnh cũng chính là mạnh mẽ hợp đạo, nói trắng ra là tương đương là hợp đạo bốn trọng thật đánh thật thực lực, cuối cùng mạnh mẽ hợp đạo thực lực căng chết cũng chính là hợp đạo năm đoàn tụ mãn. Phu Man là cổ xưa cổ vu thần tộc. Hắn rõ ràng một tôn hợp đạo đại viên mãn, ở là 10 vạn năm thời gian là tạo thành không ra một tôn mỗi ngày quy tắc cường giả. Cho dù là Dương Nghị Vân kế thừa Càn Khôn Thần Tôn pháp lực cũng không thể có thể, bởi vì mọi người đều rõ ràng, muốn bước vào thiên đạo cảnh giới đó là muôn vàn khó khăn, muốn từ thiên đạo cảnh giới bước vào thiên đạo quy tắc càng là thiên trảm, cũng không phải là tu luyện hoặc là dùng đủ cũng đủ pháp lực là có thể làm được. Kia yêu cầu tuyệt đối nghịch thiên thiên phú cùng nỗ lực mới được. Cho nên ở Vu Man xem ra, Dương Nghị Vân hiện giờ hết thảy, càng nhiều đó là chính hắn nỗ lực cùng thiên phú. Một cái người như vậy, há có thể là đơn giản hạng người. Phía trước biểu quyết, hắn là không có biện pháp, mọi người ở tự thân ích lợi trước mặt, đều không hy vọng Dương Nghị Vân vọt vào tới phân một ly canh, cho nên hắn nước chảy bèo trôi, cũng phản đối Dương Nghị Vân dẫn dắt Càn Khôn Thần Điện hoặc là nói Vân Môn Thần Cảnh trở về Đại Đạo Điện. Nhưng nếu là Dương Nghị Vân thông qua so đấu cuối cùng trở về Đại Đạo Điện, đó chính là chân chính năng lực, sẽ đạt được khắp nơi thế lực một lần nữa nhận thức cùng suy xét. Nói đến cùng hết thảy vẫn là với thực lực nói chuyện. Vu Man cũng giống nhau, hắn kính nể cường giả. Tuy rằng nội tâm đồng tình Dương Nghị Vân một đôi 10 sa luân chiến, nhưng lại làm sao không phải một loại thực lực khảo nghiệm. Cũng thực chờ mong cùng vị này truyền kỳ tiểu tử một trận chiến. Chỉ mong ngươi đừng làm cho ta thất vọng mới là. Vu Man thúc giục thần công lúc sau, nhìn Dương Nghị Vân nói một câu. Ha ha, yên tâm bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Dương Nghị Vân nhìn Vu Man ha hả mà cười, hắn có thể cảm nhận được, Vu Man toàn thân tản mát ra một cổ tử sư tử vồ thỏ hơi thở, chân nhân đối đãi trận này so đấu. Cái này làm cho hắn nội tâm đối Vu Man có như vậy một chút hảo cảm. Chỉ thiếu Vu Man đối hắn chiến đấu là nghiêm túc, đây là tôn trọng. Cũng thấy được Vu Man kim thân xuất hiện, khắc văn lưu truyền, toàn thân tản mát ra bưu hãn lực lượng hơi thở, hắn cũng nghiêm túc đối đãi lên. Bất luận cái gì thời điểm tôn trọng đối thủ, đều là không sai. Hắn cũng ở chiến đấu hết sức, thường thường là sư tử vồ thỏ tín điều, chưa bao giờ sẽ làm chính mình bởi vì đối thủ nhỏ yếu mà coi khinh đối thủ, do đó cống ngầm lật thuyền. Ong! Dương Nghị Vân cũng thúc giục thân thể chi lực. Hắn không thúc giục pháp lực. Chuẩn bị cùng Vu Man thân thể ứng chạm vào. Toàn thân kim quang đại tác. Đồng dạng là kim sắc. Sở bất đồng chính là, hắn bên ngoài thân nhìn không tới khắc văn, nhưng không có người biết hắn cốt cách thượng xuất hiện khắc văn. Hơi thở bùng nổ. Toàn trường ồ lên. Cư nhiên cũng là thân thể kim quang. Chẳng lẽ tiểu tử này thân thể cũng cường đại vô cùng? Không có khả năng,
luận cập thân thể cường đại thần giới ai có thể so đến quá cổ vu tộc. Thoạt nhìn Dương Nghị Vân cũng muốn lấy thân thể đối chiến A Cư Nhiên vô dụng pháp lực. Tiểu tử này thân thể đối chiến vu man chính là tìm chết, chờ xem kịch vui đi. Dư giả chúng thần nhìn không được nghị luận ra tiếng. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Dương Nghị Vân cùng vu man trên người. Ở đây chúng thần nhìn đến Dương Nghị Vân không có vận dụng pháp lực, mà là đồng dạng lưu chuyển kim quang, thế mới biết Dương Nghị Vân là nội ngoại kiêm tu. Nhưng là đối với Dương Nghị Vân thân thể đối chiến lấy thân thể hộ chuyên nghiệp xuất thân vu man, không có bất luận kẻ nào xem trọng Dương Nghị Vân. Tiểu tử này đảo cũng kỳ tài, nội ngoại kiêm tu, hơi thở thượng cảm giác hắn thân thể lực lượng cũng rất cường đại, đáng tiếc chung quy là nộn điểm, quá mức tự đại, nếu hắn tăng thêm pháp lực cùng vu man đối kháng, có lẽ còn có thể tại vu man trên tay căng mấy chiêu, nhưng là đơn thuần thân thể đối thân thể chi lực, ta đánh giá phải bị vu man một quyền nháy mắt hạ gục. Quỷ thần giới trung sát hắc hắc cười nói lời nói. Đúng là như thế a trung sát phụ họa. Ở đây mọi người, chỉ có bọn họ hai cái là nhất hy vọng Dương Nghị Vân bị chém giết. Tuy rằng là so đấu, nhưng lại không có sinh tử hạn chế. Cùng Dương Nghị Vân có thủ oán hai người, đều hy vọng vu man một quyền nháy mắt hạ gục Dương Nghị Vân mới hảo. Quyền cùng nghe được những người này nghị luận, cơ hồ không ai xem trọng thần tôn Dương Nghị Vân, hắn còn lại là ở trong lòng cười lạnh một tiếng, ngốc xoa. Ở đây trừ bỏ Dương Nghị Vân bản nhân ở ngoài, có lẽ chỉ có Huyền Cùng mới biết được bọn họ vị này thần tôn thủ đoạn thực lực là có bao nhiêu đáng sợ. Hắn đến lúc đó thực chờ mong thần tôn Dương Nghị Vân hung hăng đánh những người này mặt, đến lúc đó nhất định rất có ý tứ. Lúc này Dương Nghị Vân cùng Vu Man ngay lập tức mà động. Hai người vận chuyển thân thể chi lực, đều là cứng đối cứng mà đi. A, à, ha, nắm tay đối nắm tay, gần người mà chiến đấu. Vu Man một quyền mà ra, không khí đều lấy mắt thường có thể thấy được trình độ dung chuyển dựng lên, nắm tay phía trên kim quang lấp lánh. Dương Nghị Vân đồng dạng là một quyền mà ra, nhưng hắn một quyền kim quang lập lòe chung lại là mang theo nhiều lần màu tím. Trong cơ thể rõ ràng cảm nhận được, cốt cách khắc văn lưu chuyển, sở hữu lực lượng đều hội tụ hướng nắm tay phía trên. Máu cũng đều ở ngay lúc này thiêu đốt sôi trào, hắn cảm thụ chính là... Một trọng tiếp theo một trọng lực lượng không ngừng từ trong cơ thể bùng nổ hội tụ với nắm tay phía trên. Cốt cách vào giờ phút này hoàn toàn trong suốt lên, khắc văn lưu động, như là từng điều phức tạp điện lưu giống nhau không ngừng hội tụ ở nắm tay phía trên. Máu chi lực giống như từng điều sông nhỏ lưu, mỗi một cái mạch máu đều là như thế, không ngừng hội tụ hướng nắm tay, cuối cùng hóa thành đại giang đại hà giống nhau lực lượng. Đùng! Hắn một quyền mà ra, trong không khí trực tiếp tạc nứt phát ra đùng rung động tiếng động. Không gian cái khe không ngừng xuất hiện. Nhưng này như cũ không để yên. Sắp tới đem đón nhận vu man nắm tay thời điểm, Dương Nghị Vân ý niệm vừa động, nội tâm thổ lộ, quy tắc về một, khí chỗ hướng, vạn pháp chi lực, cho ta bảo. Năm đại quy tắc viên mãn, hắn nhưng ở nháy mắt điều động thiên địa chung năm đại quy tắc, mà quy tắc chi lực bản chất đó là khí chi lực, năm đại quy tắc về một đó là trong thiên địa nhất căn nguyên khí, uy lực như thế nào Dương Nghị Vân chính mình cũng không biết. Này vẫn là lần đầu tiên nếm thử. Hắn không cần pháp lực, nhưng quy tắc chi lực nội giải thiên địa chi đại đạo, đây là hắn cái này cấp bậc thiên phú, có thể tăng cường một quyền chi uy há có không cần chi lý. Nói nhẹ điểm đây là so đấu, nói trọng đây là sinh tử đánh giá. Hắn tuy có ý cảm thụ chính mình thân thể chi lực, nhưng lại không ngốc đến làm chính mình có hại nông nỗi. Bản thân liền thực lực cường đại quá ở đây mọi người, cư nhiên muốn chiến, bên kia tới một hồi nghiền áp đi. Đối với trước mắt Vu Man, đích xác phía trước còn không rõ ràng lắm thực lực của hắn, xem là một khi động thủ, liền bại lộ thực lực hơi thở, hắn năm đại quy tắc viên mãn, đối với trong thiên địa bất luận cái gì biến hóa đều có nhất nhạy bén hiểu rõ chi lực. Vu Man thực lực hơi thở vừa động, hắn liền biết Vu Man cùng hắn chi gian chênh lệch. Liền tính là bất động dùng quy tắc chi lực, hắn cũng làm theo có thể chiến thắng Vu Man, nhưng lại làm không được nghiền áp. Bởi vì Vu Man thân thể thực lực ở hắn cảm giác chung đã hoàn toàn có thể cùng thiên đạo quy tắc bốn trọng so sánh với, đơn thuần thân thể đối kháng, ít nhất yêu cầu vô chiêu mới có thể bắt lấy Vu Man. Này không phù hợp hắn để ý chờ mong. Phải làm liền làm tuyệt, nói ở đây đều là rác rưởi, liền phải làm được. Cho nên hắn ở thân thể chi lực thượng vận dụng viên mãn quy tắc chi lực, như thế đủ để một kích bắt lấy Vu Man. Này vẫn là ở hắn bất động dùng pháp lực dưới tình huống. Nếu là động pháp lực động nói thụ chi lực, một kích nháy mắt hạ gục Vu Man không thành vấn đề. Đương nhiên sát Vu Man còn không đến mức,
hắn nhưng không nghĩ ở gây thù chuốc oán. Coi rẻ quỳ coi rẻ, gây thù chuốc oán việc tạm thời không thể làm, ít nhất hiện tại không được. Chỉ cần làm Vu Man bị thua hắn liền tính đạt tới mục đích. Sao lại thế này, kia tiểu tử hơi thở như thế nào sẽ đột nhiên đại trướng. 33 thiên điện Hắc Huyên kinh hô ra tiếng, hắn vốn đang trên mặt mang theo vui sướng khi người gặp họa ý cười, chờ Dương Nghị Vân bị Vu Man cấp một quyền nháy mắt hạ gục, hoặc là nói ít nhất cũng muốn bị đánh cho tàn phế phế. Chính là đương Dương Nghị Vân một quyền dựng lên thời điểm, bốn phía thiên địa rung chuyển, Dương Nghị Vân phát ra hơi thở so với Vu Man càng cường đại hơn. Lập tức liền kinh hô ra tới. Nhìn dáng vẻ kia tiểu tử thực lực chút nào không yếu Vu Man, đánh giá Vu Man không nhất định có thể áp xuống hắn a quỷ thần giới trung sát cũng phiền muộn lên. Những người khác tuy rằng không nói chuyện, nhưng đều cảm nhận được, đích xác Dương Nghị Vân hơi thở tựa hồ càng cường đại. Liền ở Hắc Huyên cùng trung sát dứt lời hết sức. Dương Nghị Vân cùng Vu Man song quyền đối thượng. Nói thì chậm, kỳ thật cũng chính là điện quang thạch hỏa chi gian, cao thủ quyết đấu liền ở trong nháy mắt. Oanh! Một tiếng đinh tai nhức óc vang lớn vang lên. Đồng thời cùng với mãnh liệt năng lượng dao động phát ra. Đạo đàn phía trên, bộc phát ra chói mắt vô cùng thả lại phạm vi rộng lớn kim quang. Cho dù là mấy ngày này nói quy tắc cường giả, cũng trong nháy mắt này chói mắt hạ, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Bọn họ đều cảm giác thân thể thượng truyền đến một đạo kịch liệt gió to, nếu không phải khoảng cách đạo đàn khá xa, hơn nữa đều là thiên đạo quy tắc cường giả, chỉ cần lần này năng lượng lan đến, cũng đủ làm cho bọn họ lùi lại đi ra ngoài. Liền một tiếng, ngay sau đó đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngắn ngủi mù lúc sau, cho nên có chậm rãi mở hai mắt, trước tiên hướng về đạo đàn nhìn lại. Ngay sau đó, sao có thể, tê, như thế nào sẽ như thế? Chuyện này không có khả năng a. Một đám khiếp sợ lời nói buột miệng thốt ra. Ở bọn họ trong mắt. Đạo đàn phía trên, Dương Nghị Vân phong khinh vân đạm đứng thẳng, nhưng Vu Man lại là nửa quỳ ở đạo đàn bên cạnh, trước người để lại mấy chục mét vết máu tử, trọng điểm là Vu Man ra quyền cái tay kia cánh tay phế bỏ. Khóe miệng lưu trữ vết máu, đôi mắt trừng lớn, tràn ngập hoảng sợ nhìn Dương Nghị Vân, tựa hồ cũng không dám tin tưởng vừa mới phát sinh sự. Thực hiển nhiên, Vu Man bại. Dựng lên là một kích mà bại, tương đương bị Dương Nghị Vân một quyền nghiền áp, toàn bộ cánh tay máu chảy đầm đìa lộ ra bạch cốt, nhìn đều thực thảm. Ta thua, đa tạ thần tôn thủ hạ lưu tình. Ở mọi người tràn ngập khiếp sợ, cũng chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm, đạo đàn thượng Vu Man mở miệng nói chuyện, hơn nữa một mở miệng chính là thạch phá kinh thiên. Đa tạ thần tôn thủ hạ lưu tình. Những lời này ý nghĩa cái gì? Mọi người đều rõ ràng. Ý nghĩa vừa rồi Dương Nghị Vân không chỉ có một quyền nghiền áp Vu Man, thậm chí là thủ hạ lưu tình, không hạ sát thủ, nói cách khác Dương Nghị Vân có được một kích nháy mắt hạ gục Vu Man thực lực. Này! Tất cả mọi người thạch hóa! Đột nhiên nhớ tới Dương Nghị Vân phía trước câu nói kia, ở đây chư vị đều là rác rưởi. Những lời này hiện tại xem ra ý có điều chỉ, chẳng lẽ hắn Dương Nghị Vân thật vô địch không thành? Thua! Vu Man chính miệng nhận thua! Dương Nghị Vân nghiền áp hắn! Hơn nữa là thủ hạ lưu tình. Toàn trường thần linh nội tâm quay cuồng. Vu Man tuy rằng không phải bọn họ chung mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không phải yếu nhất. Dương Nghị Vân có thể đem Vu Man một quyền nghiền áp, hơn nữa thủ hạ lưu tình, vậy có nháy mắt hạ gục Vu Man thực lực. Như vậy Dương Nghị Vân thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cường? Giờ phút này không có người biết. Tiếp theo cái, ai? Dương Nghị Vân thanh âm vang vọng toàn trường. Nửa ngày đều không có người trả lời. Một đám trên mặt ở cũng đã không có coi khinh. Lê Thứ thấy không có người trả lời, như cũ chuẩn bị điểm danh lên sân khấu. Khụ, mới vừa ho khan một tiếng thời điểm, lại là một thanh âm vang lên nói, ta tới. 33 thiên điện Hắc Huyên ra tiếng, bay vào tới rồi đạo đàn thượng. Dương Nghị Vân trong lòng cười lạnh, rốt cuộc nhìn không được sao. Hắn vốn dĩ cho rằng Hắc Huyên còn phải đợi một chút trong sân. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn không được. Đối với Hắc Huyên lên sân khấu, đã sớm ở hắn đoán trước bên trong, rốt cuộc Hắc Huyên là 33 thiên điện đại biểu, đế tôn dưới tòa, lập trường vẫn là phải có. Còn có chính là trung sát có lẽ cũng là một trong số đó. Không đủ hắn đều tiếp theo đó là. Hắc Huyên lên sân khấu sau, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, chậm rãi mở miệng nói tiểu tử cuồng ngạo hôm nay cũng đến cùng. Ngốc nghếch Dương Nghị Vân khinh thường, đối phương tuy rằng là thiên đạo quy tắc bốn trọng,
nhưng hắn còn không bỏ ở trong mắt. Tìm chết liền thành toàn ngươi. Hắc Uyên giận dữ trực tiếp động thủ. Toàn thân vừa động lại là toát ra nùng liệt hắc khí. Bất quá lại không phải cái loại này thực chất hóa hắc khí, mà là ở Dương Nghị Vân trong mắt có điểm quen thuộc hắc, như là mặt trời xuống núi sau bóng ma đột kích. Nhìn như chậm kỳ thật phi thường nhanh chóng, trong nháy mắt hơn phân nửa đạo đàn đã bị bao phủ ở bên trong. Cái gì đều nhìn không tới, Hắc Uyên chính mình thân ảnh cũng dung nhập tới rồi trong bóng đêm biến mất không thấy. Đạo đàn ở ngoài, mặt khác thần linh thấy được một màn này sau, có người lại là kinh hỉ nói, không nghĩ tới Hắc Uyên huynh hắc ám quy tắc chi lực lại tinh tiến không ít, cái này có trò hay nhìn, Dương Nghị Vân cần thiết không thể nghi ngờ. Vui sướng khi người gặp họa tự nhiên là quỷ thần giới trung sát. Đàm phán người tuy rằng chưa nói xuất khẩu, nhưng tâm lý cũng là như vậy tưởng. Thế gian năm đại quy tắc, sinh, chết, hắc ám, quang mang, thời không, chính là đại cơ sở, là khí chi căn bản. Đương nhiên liền tính là tu luyện đến thiên đạo quy tắc cấp bậc, cũng chưa chắc có thể chân chính ý nghĩa thượng có thể tìm hiểu quy tắc chân lý, đem quy tắc tiến hóa đến khí nông nỗi. Rất nhiều thiên đạo quy tắc tu luyện, đa số chỉ là tìm hiểu tới rồi ra lông mà thôi, vẫn là lấy pháp lực là chủ chiến đấu, chỉ có chân chính lĩnh ngộ quy tắc chân lý người, mới có thể đem quy tắc chi lực hóa thành nhất căn nguyên khí. Do đó nắm giữ thiên địa đại đạo chân chính lực lượng. Mỗi một cái thiên đạo quy tắc cấp bậc thần linh đều có am hiểu chủ tu quy tắc chi lực, hoặc là nói là tìm hiểu, mặt khác vì phụ trợ, mà Hắc Uyên còn lại là am hiểu hắc ám quy tắc, hơn nữa lĩnh ngộ tới rồi nhất đẳng trình độ, ít nhất hắn đã cảm nhận được quy tắc hóa khí nông nỗi. Cho nên hắc ám quy tắc một chỗ, chính là vô biên vô tận hắc ám buông xuống, đương hắc ám chi lực cắn nuốt hết thảy lúc sau, cũng liền ý nghĩa hết thảy đều phải chung kết. Dương Nghị Vân đứng thẳng tại chỗ. Ngay lập tức phía trước bị Hắc Uyên thi triển ra tới hắc ám quy tắc chi lực cắn nuốt, biến mất không thấy. Toàn bộ tế đàn đều bị Hắc Uyên lực lượng sở cắn nuốt sở bao phủ, nhìn qua chính là đen nhánh đến vô biên vô tận bộ dáng. Ha ha, Dương Nghị Vân song đời trung sát đều nhìn không được ra tiếng. Những người khác cũng suy nghĩ, có lẽ Dương Nghị Vân lần này thật muốn song đời đi. Thực rõ ràng Hắc Uyên vừa ra tay chính là sớm có chuẩn bị, hơn nữa hắn vẫn là thiên đạo quy tắc bốn trọng tu vi. Càng là đại đạo điện duy nhất một cái tu luyện hắc ám quy tắc hơn nữa có điều thành tựu người, như thế nhân vật cho dù là đối mặt tầm thường thiên đạo quy tắc năm trọng cũng là có một trận chiến chi lực, thậm chí nhưng vượt cấp chiến thắng người. Dương Nghị Vân vừa rồi một quyền nghiền áp Vu Man, nhưng không đại biểu hắn là có thể nghiền áp Hắc Uyên. Rốt cuộc Vu Man cùng Hắc Uyên tu luyện bất đồng, Vu Man cường đại chính là thân thể, Dương Nghị Vân đồng dạng thân thể càng cường đại, mà Hắc Uyên còn lại là quy tắc chi lực, hơn nữa là hắc ám quy tắc. Đều đã tìm hiểu tới rồi hóa khí nông nỗi. Mọi người đều biết một khi bị ám hắc cắn nuốt sẽ có gì chờ hậu quả. Dương Nghị Vân đều không có phản kháng, hoặc là nói hắn không kịp phản kháng đi, một chút đã bị Hắc Uyên hắc ám chi lực cấp bao phủ đi vào. Cũng khó trách trung sát vui sướng khi người gặp họa. Bất quá giữa sân 15 thế lực lớn chung chỉ có vừa mới bị thua Vu Man còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại là vô cùng phức tạp, hắn là cái liệt ngoại. Trong lòng nghĩ Dương Nghị Vân đáng sợ, sợ là Hắc Uyên không dễ dàng đắc thủ đi. Đương nhiên còn có Huyền cùng tồn tại lo lắng Dương Nghị Vân, nhưng hắn càng đối Dương Nghị Vân có tin tưởng, bởi vì nhận thức Dương Nghị Vân về sau hắn sáng tạo quá nhiều kỳ tích, Huyền cùng không tin hắn thần tôn sẽ dễ dàng bị thua. Ầm ầm ầm, a! À. Ngay sau đó trong bóng tối truyền đến từng tiếng nổ vang, cùng hét thảm một tiếng thanh, bởi vì nổ vang che lấp, đại gia thật đúng là không nghe rõ này hét thảm một tiếng là ai phát ra. Trước sau không đến 10 tức thời gian mà thôi, thanh âm đình chỉ. Ngay sau đó hắc ám dần dần thối lui. Đạo đàn một chút một lần nữa từ trong bóng đêm ra tới. Nhưng ngay sau đó, giữa sân tất cả mọi người kinh rớt trong mắt tự. Vì cái gì? Bởi vì toàn bộ đạo đàn một lần nữa sau khi xuất hiện, ở đạo đàn thượng chỉ có vẻ mặt phong khinh vân đạm Dương Nghị Vân khóe môi treo lên tà tà ý cười khoanh tay mà đứng, chính là 33 thiên điện đại biểu Hắc Uyên biến mất. Dương Nghị Vân Hắc Uyên đâu? Trung sát nhìn không được giống lên. Ngượng ngùng, hắn bốc hơi Dương Mẫu Nhân phong khinh vân đạm nói một tiếng. Ách! Toàn trường một trận sợ hãi. Nhẹ nhàng bâng quơ một câu bốc hơi, làm tất cả mọi người nhìn xuống đánh một cái lạnh run. Kia chính là thiên đạo quy tắc bốn trọng A, hơn nữa là tu luyện hắc ám quy tắc có thể hóa khí tồn tại. Liền như vậy một chút bốc hơi. Tất cả mọi người có chút không tin. Vội vàng đi mọi nơi tìm tòi Hắc Uyên tồn tại. Nhưng là kết quả lại phát hiện,
đích xác Hắc Uyên hơi thở biến mất không thấy. Này thuyết minh, Dương Nghị Vân trong miệng bốc hơi, đó là giết Hắc Uyên. Phản ứng lại đây mọi người có chút đổ mồ hôi lạnh. Mọi người đều nhìn đến là Hắc Uyên đánh đòn phủ đầu, đối Dương Nghị Vân thi triển hắc ám chi lực, nhưng kết quả Dương Nghị Vân hoàn hảo không tổn hao gì, ngược lại là Hắc Uyên hoàn toàn biến mất, hoặc là nói bị Dương Nghị Vân cấp xử lý. Trọng điểm là tất cả mọi người không biết vừa rồi ở trong một mảnh hắc ám đã xảy ra chuyện gì, Dương Nghị Vân là như thế nào giết chết Hắc Uyên. Trước sau đều không đủ 10 tức thời gian mà thôi, hết thảy liền kết thúc. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Dương Nghị Vân không chỉ có thể nghiền áp Phu Man, còn có thể nháy mắt hạ gục Hắc Uyên. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì thực lực? Có cái gì thủ đoạn? Như thế nào lộng chết Hắc Uyên, trực tiếp bốc hơi, một giọt huyết một cái cho bụi cũng chưa lưu lại, là cái gì thủ đoạn thần thông, thật là đáng sợ đi. Không biết mới là làm người kiêng kỵ. Toàn trường lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Nhưng là Dương Mỗ Nhân mang theo ý cười thanh âm lần thứ hai vang lên, còn có ai? Còn có ai đi lên một trận chiến? Xích Quả Quả coi rẻ thanh, vang vọng toàn trường. Quả thực là một bộ ta có thể diệt thiên diệt địa diệt hết thảy khí thế sắc mặt. Nhưng cái này không ai ra tiếng, tuy rằng hận không thể tấu Dương Nghị Vân kiêu ngạo bộ dáng, nhưng đại gia cũng rõ ràng tiểu tử này đích xác có thể nháy mắt hạ gục bọn họ. Thiên đạo quy tắc bốn trọng đều có thể nháy mắt hạ gục, ai còn dám xuất chiến so đấu. Trừ phi đầu óc hỏng rồi. Lúc này toàn bộ đại đạo điện nhưng một cái thiên đạo quy tắc năm trọng đều không có, ai còn nhìn lại cùng Dương Nghị Vân chiến đấu. Phía trước đều nói, là sinh tử bất luận. Hiện tại mọi người xem minh bạch, Dương Nghị Vân thực lực sâu không lường được, hắn tuyệt đối không phải đại gia hiểu biết thiên đạo quy tắc một trọng thực lực, thậm chí thủ đoạn cực kỳ. Ở đây đều không phải đối thủ. Lúc này đều mới nhớ tới, Dương Nghị Vân quật khởi chi lộ, là đi bước một sát ra tới thực lực, trong lời đồn 33 thiên điện thiên thánh điện tam đại kim cương đi sát Dương Nghị Vân đều không có tin tức. Hiện tại nghĩ đến, ở đây chúng thần đều là đổ mồ hôi lạnh. Dương Nghị Vân luận chấm đất vị thân phận nhưng đều là cùng bọn họ sau lưng chúa tể đều là một cái cấp bậc, bọn họ những người này nói trắng ra là ở từng người thế lực chung chỉ là một cái tọa trấn nói thành đại biểu. Thật đúng là quá mức coi khinh Dương Nghị Vân. Trận này so đấu tiến hành không nổi nữa. Một câu còn có ai? Không có bất luận kẻ nào trả lời. Dương Nghị Vân cười lạnh nhìn về phía Lê Thứ nói, Lê Điện Chủ nên đệ tam tràng, lại là không biết ta có thể hay không chủ động lựa chọn khiêu chiến người. Nói chuyện hết sức, Dương Nghị Vân ánh mắt lại là dừng ở quỷ thần giới đại biểu trung sát trên người, nếu đã cùng quỷ thần giới xé rách mặt, thành đối địch quan hệ, vậy đánh giết đó là. Lời này vừa nói ra, Lê Thứ khóe miệng thẳng trừ trừ. Lúng túng nói, quy định thượng thật đúng là chưa nói quá có này một cái. Hảo, ta đây liền khiêu chiến quỷ thần giới đại biểu trung sát. Dương Mỗ Nhân lớn tiếng mở miệng. Như thế một câu, làm trung sát cả người đều là chấn động. Cứ việc Dương Nghị Vân gần chiến đấu hai chàng, nhưng đã bày ra ra cường đại thực lực, hắn nếu là đối mặt Dương Nghị Vân trong lòng chút nào không tự tin. Dương Nghị Vân đệ trận đầu cùng Vu Man đệ chiến đấu ở bên ngoài. Nhưng lại bày ra ra có thể nháy mắt hạ gục Vu Man sức chiến đấu. Mà trận thứ hai cùng Hắc Uyên chiến đấu lại trực tiếp làm Hắc Uyên bốc hơi biến mất, thậm chí còn tất cả mọi người không có nhìn đến hắn là làm sao bây giờ đến. Dùng cái gì thủ đoạn chém giết Hắc Uyên? Như thế dưới tình huống, còn như thế nào đi cùng hắn đấu? Trung sát trong lòng một chút tự tin đều không có, hơn nữa hắn trong lòng rõ ràng Dương Nghị Vân đây là muốn ở đạo đàn thượng sát chính mình. Rốt cuộc tuy rằng nói là so đấu, nhưng có quy định là sinh tử bất luận, đến nỗi quy củ chung nhắc tới một phương nhận thua không được truy kích, đối với Dương Nghị Vân tới nói có lẽ căn bản là không cần. Hắn thậm chí khả năng sẽ không cho chính mình nhận thua cơ hội, sẽ ở trước tiên giết chính mình. Nghĩ đến đây, trung sát sắc mặt trắng bệch cái trán mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Hiện giờ Dương Nghị Vân tiểu tử này làm cho nhiều người như vậy mặt nói thẳng khiêu chiến hắn, hắn nếu là không ứng chiến. Mặt trong mặt ngoài nhưng sẽ ném sạch sẽ. Thậm chí hắn sở đại biểu quỷ thần giới mặt mũi đều đem ở toàn bộ nói thành xuống dốc không phanh. Đến lúc đó quỷ thần giới chủ tể đại nhân trách tội xuống dưới, hắn chính là một chút đều gánh vác không dậy nổi. Nhưng là, làm hắn ứng chiến, này cùng tìm chết không có gì khác nhau a. Là trước là lui đều là khó xử. Kỳ thật giờ này khác này không riêng gì trung sát. Những người khác cũng đều lo lắng Dương Nghị Vân sẽ đột nhiên gật đầu khiêu chiến bọn họ. Đại đạo điện tổng cộng 15 người, quy củ là khiêu chiến 10 cái người, có
có 5 người có thể không cần xuất chiến, nhưng là Dương Nghị Vân dùng điểm danh đệ phương thức, đã có thể bất đồng, quỷ biết hắn tiếp theo cái sẽ điểm ai. Điểm ai đều trong lòng không đế. Kết quả là lúc này đại gia đệ ánh mắt đều nhìn về phía điện chủ Lê Thứ, ngươi là điện chủ, lúc này ngươi cần thiết muốn ra tới nói một câu đi. Hiện tại đệ cục diện thực rõ ràng, ở đây mọi người đều không có đối chiến Dương Nghị Vân đệ tin tưởng, ngươi làm điện chủ liền phải nghĩ cách bảo toàn đại gia an toàn cùng mặt mũi a. Trực tiếp nhất biện pháp chính là trực tiếp tuyên bố Dương Nghị Vân đạt được tư cách, như thế mới có thể miễn đi đại gia bị Dương Nghị Vân tiểu tử này nháy mắt hạ gục nguy hiểm không phải. Nhìn không được đều bắt đầu cấp Lê Thứ truyền âm. Sau đó Lê Thứ mở miệng, mang theo vô cùng lúng túng nói, khụ khụ, sự thật chứng minh Dương thần tôn tu vi thông huyền, hắn sở đại biểu vân môn thần cảnh có đủ thực lực cùng tư cách trở về đại đạo điện, ta xem kế tiếp để so đấu liền thôi bỏ đi, ngày sau mọi người đều là muốn ở đại đạo điện cộng sự, nhưng đừng bị thương hòa khí mới là. Nói đến chỗ này thời điểm, Lê Thứ chính mình trên mặt đều cảm giác ở nóng lên, tao đến hoảng. Phía trước biểu quyết đều không có một cái duy trì Dương Nghị Vân, so đều phía trước càng là một đám châm chọc mỉa mai, khinh thường nhân gia, hiện tại nhân gia bày ra ra cường đại thực lực thủ đoạn sau, một đám lại muốn nhận túng. Sớm biết như thế hà tất lúc trước, này mặt đánh thật đau. Trong lòng cũng nguyền rủa những người khác, các người mẹ nó đem nồi lúc này ném cho ta, làm ta mặt mũi gì tổn a. Lê Thứ hiện tại chỉ hy vọng Dương Nghị Vân có thể cho cái dưới bậc thang. Hắn cái này đề cử ra tới đại đạo điện điện chủ thật sự quá khó khăn. Ha ha, đừng a Lê điện chủ, đại đạo điện có quy củ trước đây, nhưng đừng vì ta hỏng rồi quy củ, chúng ta vẫn là dựa theo quy củ đến đây đi, ta nhưng không nghĩ cho người mượn cớ, làm người ngày sau nói một câu, ta khiêu chiến là đại đạo điện chư vị đại thần phóng thủy. Dương Mỗ Nhân híp mắt, mang theo tà tà đệ ý cười dừng một chút tiếp tục nói, tới bắt đầu đi, lúc này mới hai chàng so đấu, đệ tam chàng nếu các ngươi không ý kiến. Liền từ trung sát bắt đầu, mặt sau còn có 6 chàng so đấu, tốc độ nhanh lên, so chậm trễ ta thời gian, nhanh lên nhanh lên. Dương Mỗ Nhân một phen lời nói mang theo cười lạnh, trong lòng xác thật mắng, này những lão vương bát đản, hiện tại tưởng nhận túng, không có cửa đâu, hôm nay tiểu gia ta liền phải cho các ngươi có cái khắc sâu giáo huấn, biết biết ta Dương Mỗ Nhân không phải dễ chọc. Lê Thứ cái này điện chủ, hắn càng là không để vào mắt. Này, này này, Dương thần tôn quy củ là chết. Có thể sửa, trực tiếp làm Dương thần tôn tiến vào đại đạo điện, ta tin tưởng mọi người đều sẽ không có ý kiến, đúng không, chư vị? Lê Thứ thực xấu hổ, cũng thực phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Dương Nghị Vân chút nào không cho hắn mặt mũi. Nhưng là hắn thật đúng là lấy Dương Nghị Vân không có cách. Chẳng lẽ trung sát cùng những người khác sợ Dương Nghị Vân khiêu chiến, hắn sẽ không sợ sao? Hắn cũng là thiên đạo quy tắc 4 trọng, còn chưa tới thiên đạo quy tắc 5 đoàn tụ mãn đâu. Mà vừa rồi Dương Nghị Vân triển lộ ra tới hơi thở, người khác cảm thụ không cảm nhận được hắn không biết, hắn Lê Thứ lại là cảm nhận được tới Dương Nghị Vân là năm đại pháp tắc đều viên mãn người, này còn đấu cái giam a. Cùng Dương Nghị Vân đều chính là tìm chết. Nói như vậy Lê Điện Chủ là nhận thua đi, Dương Nghị Vân tiếp thượng lời nói cười bí mật hỏi. Lê Thứ sửng sốt, rất muốn chửi ầm lên, tiểu tử ngươi không khiêu chiến ta nhận thua cái gì. Nhưng là nhìn Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt. Hắn khóe miệng nhìn, chỉ có thể căng ra đầu gật đầu nói, nhận. Nhận. Hảo, các ngươi đâu? Dương Nghị Vân ánh mắt nhìn quét những người khác. Ta, cũng nhận trung sát bị Dương Nghị Vân ánh mắt đảo qua tới, trực tiếp phía dưới đầu, hắn không nhận túng không được, có thể cảm nhận được Dương Nghị Vân hai tròng mắt trung sát ý, nếu là hắn không nhận túng, đều có cảm giác tiểu tử này sẽ trực tiếp xông tới giết hắn. Ta cơ ra đồng ý so đấu kết thúc, Dương thần tôn thắng lợi. Hắn sở đại biểu vân môn thần cảnh tiến vào đại đạo điện, vào ở nói thành. Cơ nguyên sinh cũng túng, chẳng qua nói xảo quyệt, còn tưởng bảo toàn thể diện. Ta cũng đồng ý. Ta đồng ý. Ta. Liên tiếp không ngừng đồng ý tiếng vang lên. 14 người không nhiều không ít, mỗi một cái dừng ở, tất cả đều thừa nhận Dương Nghị Vân thắng lợi, so đấu liền kết thúc đi, đồng ý các ngươi vân môn thần cảnh nhập vào ở đại đạo điện, tiến vào nói thành. Dù sao không ai tưởng cùng Dương Mỗ Nhân đánh nhau, mọi người đều không ngốc, còn không nghĩ tìm chết. Mà Dương Mỗ Nhân lúc này còn lại là cất tiếng cười to, ha ha ha. Hắn tiếng cười giống như là một kích đánh vang dội cái tát, quất đánh ở mọi người trên mặt. Cùng phía trước bọn họ kiêu căng ngạo mạn hình thành rõ ràng đối lập. 14 người toàn bộ cúi đầu, nguyên bản 15 người 15 ra đại biểu, 33 thiên điện Hắc Huyên bị hắn chém giết, hiện tại liền 14 người.
Dương Nghị Vân tiếng cười mà rơi, nhìn bốn phía 14 gia đại biểu thần linh, lại là từ từ nói, ta tựa hồ biết một cái quy củ, khiêu chiến là 10 cái người, nhưng hiện tại ngươi chờ 14 người toàn bộ đều xem như nhận túng, tương đương là bại cho ta, kể từ đó, dựa theo đại đạo điện quy củ, ta vân môn thần cảnh vào ở đại đạo sau điện, vân môn thần cảnh đại biểu liền sẽ là đại đạo điện tân điện chủ đi. Dương Nghị Vân lần này lời nói ra tới, Lê Thứ sắc mặt khó coi vô cùng, thành xanh mét sắc. Nhưng hắn biết Dương Nghị Vân nói đệ không sai, đích xác có này quy củ. Dương Nghị Vân nói ra nói, xác có việc này. Dựa theo quy củ, chiến thắng sở hữu đại đạo điện hiện có thành viên, như vậy đó là đại đạo điện tân một thế hệ điện chủ. Tiểu tử này nổi tiếng cũng quá khó coi đi. Làm ngươi trực tiếp tiến vào đại đạo điện, còn không thỏa mãn, còn muốn đại đạo điện điện chủ vị trí. Khi ta Cửu Lê nhất tộc dễ khi dễ không thành. Lê Thứ nội tâm giận dữ. Nhìn Dương Nghị Vân nheo lại ánh mắt, hắn rất muốn xông lên đạo đàn đi, một cái tát chụp chết Dương Nghị Vân, có dám sao? Không dám. Dương mỗ nhân đều có thể làm Hắc Huyên trực tiếp bốc hơi, thả mọi người đều không biết dùng cái gì thủ đoạn, hắn Lê Thứ cùng Hắc Huyên giống nhau cũng là thiên đạo bốn trọng đệ tu vi, có thể đấu đến quá Dương Nghị Vân. Không có bất luận cái gì nắm chắc. Nhưng hiện tại Dương Nghị Vân muốn đại đạo điện điện chủ chức vị A. Tuy rằng cái này chức vị là 15 gia thế lực đề cử ra tới, nhìn như không có gì thực quyền, nhưng mà đã ngồi ở vị trí này một cái kỷ nguyên lâu thời gian, Lê Thứ chính là biết vị trí này đổi là có thể cung cấp rất nhiều tiện lợi. Tỷ như ở các thế lực lớn trước mặt ưu việt, vô hình bên trong đều là có rất cao địa vị, ít nhất ở các thế lực lớn ở ngoài thần giới mặt khác tiểu thế lực nghiêm trọng bọn họ Cửu Lê tộc chính là thần giới đệ nhất. Hơn nữa ở mỗi một lần thám hiểm tiến vào thần giới bí địa hiểm địa thậm chí là phân phối đoạt được bảo vật thời điểm đều có ưu tiên quyền, vị trí này đối Cửu Lê tộc tới nói là rất quan trọng. Làm hắn nhường ra đi, này kỳ thật không phải từ trên người hắn cắt thịt sao. Nhưng là không cho, tình thế bức người cường A. Mắt thấy Dương mỗ nhân một lời không hợp liền phải giết người bộ dáng, Lê Thứ trong lòng là nhút nhát, và lại đích xác có cái này quy củ tồn tại. Chiến thắng sở hữu thế lực đại biểu chính là tân một thế hệ đại đạo điện điện chủ. Lê Thứ còn phản bác không được. Đối mặt Dương Nghị Vân hùng hổ dọa người, Lê Thứ ánh mắt nhìn về phía những người khác, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, này đó ngày thường đều hòa hòa khí khí đồng đạo, tất nhiên đều quay đầu đi, tựa hồ căn bản là không có nhìn đến hắn xin giúp đỡ lại đây ánh mắt giống nhau. Lần này Lê Thứ trong lòng lạnh nửa thanh, hắn xem như minh bạch, này thế lực đại biểu đều hy vọng hắn xuống đài. Liền ở ngay lúc này, Dương Nghị Vân tự nhiên cũng phát hiện này có ý tứ một màn. Hắn trong lòng tức khắc mừng rỡ, xem ra có môn A. Nguyên bản kỳ thật hắn chính là cố ý làm khó dễ một chút Lê Thứ, cũng không có chân chính đi mỗ cái gì điện chủ chức vị, hắn không cần, nhưng hiện tại nhìn đến Lê Thứ xin giúp đỡ những người khác thái độ còn lại là thực vi diệu, nhìn qua đều đối Lê Thứ vị này điện chủ bất mãn đã lâu, như thế chẳng phải là nói hắn thật là có cơ hội. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân ha hả một tiếng, nhìn chung quanh những người khác, từ từ nói, chư vị đại gia cho rằng ta vân môn thần cảnh trở thành đại đạo điện tân một thế hệ điện chủ, nhưng phù hợp quy củ. Nhưng có ý kiến sao? Đại gia vừa nghe, Dương mỗ nhân này đều mang lên uy hát yêu ta chỉ ý a. Quy củ tự nhiên là phù hợp, đến nỗi ý kiến. Người mẹ nó đều uy hát yêu ta thượng chúng ta ai còn dám có ý kiến a? Không nói đến hôm nay Dương Nghị Vân bày ra ra vô cùng cường đại tu vi, bản thân liền có nghiền áp ở đây mọi người thế lực, đại gia vì chính mình an toàn tưởng, cũng là không dám có ý kiến. Còn nữa, Cửu Lê tộc tọa trấn đại đạo điện điện chủ chức vị đệ thời gian cũng lâu lắm, cũng là thời điểm đổi cá nhân. Hắn Lê Thứ nhiều năm như vậy, đại gia mỗi một lần hợp lực mạo hiểm thu hoạch, đều là hắn Cửu Lê tộc ưu tiên, này cũng liền thôi, nhưng càng ngày càng quá mức, quả thực làm được lấy quyền mưu tư nông nỗi. Đã sớm mất đi công bằng. Như thế còn không bằng thừa dịp Dương Nghị Vân xuất hiện, đem Lê Thứ đổi đi, này phù hợp đại gia ích lợi. Nghĩ đến đây sau, rốt cuộc có người tỏ thái độ. Lại là Si Vưu nhất tộc đại biểu mở miệng nói, ta Si Vưu nhất tộc không ý kiến, Dương Thần Tôn hôm nay hành vi hoàn toàn hợp đại đạo điện quy củ, vân môn thần cảnh lý nên trở thành tân điện chủ. Ta Cổ Vu tộc cũng không ý kiến, tán đồng. Ta Thiên tộc Kim Mộc Thủy Thổ năm đại gia tộc cũng không dị nghị. Ta Cơ gia cũng không dị nghị. Cuối cùng, tất cả đều đồng ý. Đương nhiên thiếu 33 thiên điện đại biểu, nhưng này không ảnh hưởng toàn cục. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều dừng ở Lê Thứ trên mặt, chờ Lê Thứ trả lời. Lê Thứ nghe mỗi người đại biểu trả lời,
trong lòng càng ngày càng lạnh cả người, hắn biết đại thế đã mất, hắn Cửu Lê tộc cái này điện chủ chức vị hôm nay là giữ không nổi. Thực rõ ràng những người này đều đối hắn bất mãn như cũ, hôm nay Dương Nghị Vân xuất hiện, chỉ là một cái cơ hội, năm nay xem như không có Dương Nghị Vân xuất hiện, có lẽ ở ngày sau một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ một lần nữa đề cử ra tân điện chủ. Ha ha ha, hảo hảo hảo, các ngươi đều thực hảo. Lê Thứ cười lạnh, ánh mắt dừng ở Dương Nghị Vân trên mặt nói, hảo, ta tôn trọng đại đạo điện quy củ, tôn trọng chư vị lựa chọn, chỉ mong các ngươi sẽ không hối hận. Nói chuyện Lê Thứ trong tay thần quang chợt lóe, xuất hiện một khối thần bài, đây là tượng trưng nói thành đại đạo điện tối cao thân phận thần bài, chính là đời thứ nhất đại đạo điện thành viên hợp lực luyện chế mà thành lệnh bài. Cầm này lệnh bài chẳng khác nào là đại đạo điện điện chủ, thống lĩnh đại đạo điện thống trị nói thành, hiệu lệnh đại đạo điện thành viên mỗi một lần thần giới các nơi bí cảnh thám hiểm từ từ hiệu lệnh. Nói không quyền lực cùng tiện lợi đó là giả. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười tiếp được thần bài. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Huyền Cùng, trực tiếp đem thần bài ném cho Huyền Đồng Đạo, Huyền Cùng từ giờ trở đi, ngươi làm ta vân môn thần cảnh ở nói thành đại đạo điện thế lực đại biểu, cầm đại đạo điện thần bài thực hiện điện chủ chức trách, thiết yếu nhất định làm được công bằng công chính, mặc kệ là với ta vân môn thần cảnh hay không đối địch, đều phải đối xử bình đẳng, không được làm việc thiên tư, đại đạo điện chính là thần giới 15 gia thế lực thành lập công chính cơ cấu. Đều không phải là một nhà chi quyền, cần ghi nhớ mới là... Huyền Đồng tâm nhạc nở hoa, tiếp được thần bài, trên mặt có kích động vô cùng thần sắc, một cái kỷ nguyên, Càn Khôn Thần Điện Nga không đúng, hiện tại là vân môn thần cảnh, rốt cuộc ở Càn Khôn Thần Tôn ngã xuống lúc sau, trở về đại đạo điện, hơn nữa một bước lên trời, trực tiếp trở thành đại đạo điện điện chủ. Hắn là đi theo quá Càn Khôn Thần Tôn lão nhân, tự nhiên rõ ràng một ít đại đạo điện chỗ tốt. Há có thể không kích động? Thần Tôn vô thượng, thuộc hạ chắc chắn tận chức tận trách. Làm tốt điện chủ chức trách, không cho ta vân môn thần cảnh bôi đen, làm được công bằng công chính. Huyền Cùng tượng trưng tính xem như phát biểu tiền nhiệm cảm nghĩ. Hắn có cảm, vân môn thần cảnh tất nhiên sẽ ở Dương Nghị Vân vị này tân thần tôn trong tay lại lần nữa huy hoàng, hơn nữa còn muốn siêu việt Càn Khôn Thần Tôn thời đại. Chúc mừng vân môn thần cảnh, gặp qua Huyền Cùng điện chủ. Giờ phút này cho dù là lại không muốn, thủy đã thành thuyền, ở đây thế lực đại biểu bắt đầu tán thành vân môn thần cảnh. Hơn nữa gặp qua đại đạo điện tân điện chủ Huyền Cùng. Cứ việc Huyền Đồng tu vì còn không bằng giữa sân mấy cường giả, nhưng cũng là thiên đạo quy tắc cấp bậc, có Dương Nghị Vân ở, này đó đều không phải vấn đề, trọng điểm là Huyền Cùng chỉ là đại biểu vân môn thần cảnh mà thôi. Đại gia thống khoái thừa nhận, là bởi vì tình thế bức người cường, cũng đều phản đối Lê Thứ tiếp tục đảm nhiệm điện chủ, hơn nữa Dương Nghị Vân một phen phải làm đến công bằng công chính nói, thâm đến bọn họ trong lòng. Không thừa nhận còn có thể làm sao bây giờ đâu. Làm vân môn thần cảnh trở về đại đạo điện vào ở nói thành mục tiêu hoàn thành, Huyền Cùng thuận lợi tiếp nhận chức vụ. Dương Nghị Vân nhiệm vụ xem như hoàn thành, chuẩn bị rời đi, kế tiếp sự giao cho Huyền Cùng đi làm đi, tin tưởng hắn có thể làm tốt. Dương Nghị Vân lãnh đi thời điểm liền cấp Huyền Cùng câu nói, buông ra tay chân đi làm vân môn thần cảnh một lần nữa vào ở nói thành lập hảo vân môn thần cảnh phân bộ. Nếu là ai dám làm khó dễ, phân môn sở hữu thiên đạo cảnh trở lên người, nhậm người điều khiển, mặt khác chính là phân bộ thành lập kỳ thật chính là một giao dịch cửa hàng. Dương Nghị Vân cho Huyền Cùng cái kiến nghị, có thể cho Lưu Hiếm là tiến đến tọa trấn phân bộ, hắn chính là thương đạo xuất thân. Vừa lúc Lưu Hiếm là đang ở vân môn thần cảnh, cùng muội muội Dương Khoan Thai đều ở tu luyện, không có đi ra ngoài du lịch, làm hắn nhàn rỗi ngược lại với hắn mà nói là rất khó chịu sự tình. Huyền Cùng nghiêm túc nhớ kỹ, bảo đảm có thể làm vân môn thần cảnh huy hoàng. Điểm này Dương Nghị Vân tin tưởng là không thành vấn đề, nói trắng ra là, vẫn là phải có thực lực, hiện giờ vân môn thần cảnh thật đúng là không yếu, lão đoạn cùng âm Dương Kim Cương vợ chồng đều là thiên đạo quy tắc năm trọng tồn tại, nếu có yêu cầu bọn họ tùy thời có thể ra tay. Tuy rằng không có hợp đạo cấp bậc cường giả, nhưng ở nói thành tới nói, không cần, thần giới hợp đạo cấp bậc cường giả vẫn là rất ít, cũng đều là sẽ không dễ dàng xuất thế lão quái vật, đối bọn họ tới nói. Đánh sâu vào thánh đạo mới là suốt đời mong muốn, mặt khác tranh phong đều là hứng thú không lớn. Cho nên nói lấy vân môn thần cảnh trước mắt thế lực cùng thực lực, chỉ cần không phải liên lụy đến hợp đạo cấp bậc cường giả, hết thảy đều có thể giải quyết. Công đạo hảo lúc sau, Dương Nghị Vân liền rời đi đại đạo điện, tính tính thời gian một ngày đều đi qua, hắn còn muốn đi cơ ra phân bộ, tìm cơ nguyên linh dò hỏi tiểu sư tỷ tin tức, với hắn mà nói đây mới là chính sự. Đại đạo điện hành trình, chỉ là cấp vân môn thần cảnh nhân tiện tìm điểm ích lợi mà thôi.
sự tình tuy rằng cao điệu, nhưng ở hắn nghĩ đến cũng là thời điểm làm vân môn thần cảnh xuất hiện ở thần giới các thế lực lớn tầm mắt. Cùng 33 thiên điện ân oán, tương đương nói nửa trận đầu hắn thắng tuyệt đối. Đến nỗi nửa trận sau, kia đó là hợp đạo cấp bậc chiến đấu, cái này cấp bậc chiến đấu, tạm thời sẽ không dễ dàng mở ra, còn không đến thời gian. Hắn tin tưởng đế tôn tạm thời cũng sẽ không dễ dàng tìm hắn phiền toái, bởi vì 33 thiên điện át chủ bài đã tới rồi hợp đạo cấp bậc. 33 thiên điện thánh thiên điện tam đại pháp tôn sẽ không dễ dàng rời núi, trừ phi hắn chủ động đánh thượng 33 thiên điện đi. Mà đế tôn ở đánh sâu vào cuối cùng một tầng hợp đạo, càng sẽ không ra tới, phái hợp đạo dưới thiên tộc tiến đến đối phó hắn, tương đương là chịu chết. Cho nên nói 33 thiên điện trong khoảng thời gian ngắn xem như tắt lửa tới. Lúc này, vân môn thần cảnh đã có thực lực bộc lộ quan điểm toàn bộ thần giới, trọng phản nói thành vào ở đại đạo điện chính là một cái thực tốt cơ hội. Làm thần giới các thế lực lớn, biết vân môn thần cảnh thế lực cùng thực lực, cũng là đối vân môn đệ tử một cái bảo hộ. Ít nhất vân môn thần cảnh đệ tử đi ra ngoài du lịch, sẽ không đã chịu dễ dàng làm khó dễ, muốn trêu chọc vân môn thần cảnh đệ tử, cũng muốn ước lượng ước lượng. Chuyến này nói thành Dương Nghị Vân vẫn là rất vừa lòng. Đạt được đại đạo điện điện chủ chức vị, xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Đương nhiên hắn cũng thể hiện rồi thực lực của chính mình, nói cho 15 gia thần giới đứng đầu thế lực, ta Dương Nghị Vân không dễ chọc. Hai chàng so đấu, xem như một minh một ám, đều đạt tới lý tưởng hiệu quả. Đặc biệt là cuối cùng một hồi chém giết Hắc Uyên, mới là chân chính uy hát yêu ta. Đến nay đại đạo điện tất cả mọi người không biết hắn là như thế nào chém giết Hắc Uyên, đây mới là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nhớ tới lúc ấy Hắc Uyên đối hắn vận dụng hắc ám chi lực, Dương Nghị Vân liền nhìn không được muốn cười. Lúc ấy xem như tương kế tự kế, làm Hắc Uyên hắc ám chi lực, cuốn tịch hắn, lúc sau ở vô tận trong bóng đêm, hắn thúc giục hắc ám quy tắc phù. Này ngoạn ý là Long Quy Đồng cha mẹ lưu lại, bị hắn cấp luyện hóa kế thừa, trong đó hắc ám lực lượng đặc biệt là Hắc Uyên có thể chống cự. Cho nên Hắc Uyên bị hắn thúc giục hắc ám quy tắc phù, phản bị cắn nuốt, cuối cùng cặn bã cũng chưa lưu lại. Bên ngoài ở ngoài chút nào cũng không biết cũng không có nhìn đến, hắn là như thế nào giết Hắc Uyên. Đối với hắn tới nói không bại lộ hắc ám quy tắc phù chính là một chương át chủ bài. Để lại cho những người khác còn lại là thần bí cùng không biết thủ đoạn. Nói trở về, cũng thật là như thế. Đương Dương Nghị Vân rời đi đại đạo sau điện, Lê Thứ đám người tự nhiên là trước tiên đem Dương Nghị Vân tình huống đăng báo cho từng người gia tộc thế lực. Hơn nữa đều phán đoán. Dương Nghị Vân chân chính thực lực khả năng đã đạt tới hợp đạo cấp bậc. Bởi vì Dương Nghị Vân có thể nháy mắt hạ gục thiên đạo quy tắc 4 trọng, là nháy mắt hạ gục A. Đây là thiên đạo quy tắc 5 trọng đều làm không được. Cho nên đại gia đăng báo cấp từng người sau lưng thế lực phán đoán Dương Nghị Vân đã dùng có hợp đạo cấp bậc thế lực. Đối với này, các thế lực lớn phản hồi còn lại là, đối Dương Nghị Vân có thể giao hảo tắc giao hảo, không thể giao hảo cũng không cần là địch. Hợp đạo cấp bậc. Toàn bộ thần giới cũng không nhiều ít tồn tại. Huống hồ Dương Nghị Vân đã thể hiện rồi vân môn thần cảnh thế lực, tùy tiện là có thể triệu hồi ra 10 cái thiên đạo thần linh, đủ rồi chứng minh vân môn thần cảnh đã có tư cách bước vào thần giới đứng đầu thế lực ngành sản xuất. Đương nhiên này đó thế lực chung, cùng Dương Nghị Vân có thủ oán 33 thiên điện cùng quỷ thần giới không ở trong đó. 33 thiên điện liền không nói, cùng Dương Nghị Vân chi gian ân oán xem như nguyện vọng lâu nay, thuộc về vô pháp hóa giải cái loại này. Một nhà khác đó là tứ đại ngoại đạo chi nhất quỷ thần giới, Dương Nghị Vân chém giết quỷ thần giới chủ tể trung quỷ chi tử trung nguyên đây là đại thù. Mặt khác các gia các có tính toán. Cũng không phải tất cả đều bán Dương Nghị Vân mặt mũi, bất quá đa số thái độ là tạm thời không cần cùng Dương Nghị Vân khởi xung đột. Cửu Lê tộc xem như đứng ở Dương Nghị Vân mặt đối lập, đây là tất nhiên, ai làm Dương mẫu nhân đoạt Cửu Lê tộc đại đạo điện điện chủ vị trí đâu. Cứ việc đây là thế lực khác đối Cửu Lê tộc bất mãn. Do đó thuận thế mà làm, nhưng nói đến thấp chính là Dương Nghị Vân cướp lấy Cửu Lê tộc đại đạo điện điện chủ vị trí, tương đương là động Cửu Lê tộc ích lợi, tự nhiên sẽ không hữu hảo. Trong đó còn có một nhà cũng đứng ở Dương Nghị Vân độc lập mặt, ngược lại là Dương Nghị Vân không nghĩ tới. Sau lại mới biết được trong đó nguyên nhân. Giờ phút này Dương Nghị Vân đi tới cơ gia phân bộ, chờ cơ nguyên linh về tiểu sư tỷ tin tức. Nhưng lại là chưa thấy được cơ nguyên linh. Một người cơ gia phân bộ thị nữ đứng ở cửa, cũng chưa làm hắn tiến vào cơ gia phân bộ, mở miệng nói, thượng tôn cơ nguyên linh đại nhân làm ta chuyển đạt, gia tộc còn không có hồi âm,
thượng tôn thỉnh về, có tin tức sẽ trước tiên thông chi thượng tôn. Ách, vậy được rồi. Dương Nghị Vân Đảo cũng không nghĩ nhiều, Cơ gia dù sao cũng là thần giới 10 đại cổ xưa thần tộc, gia đại nghiệp đại, tiểu sư tỷ chỉ có thể xem như hạ giới phi thăng mà đến Cơ gia bàng chi, Cơ Nguyên Linh đi hỏi thăm một cái Cơ gia bàng chi con cháu, khả năng cũng yêu cầu thời gian đi. Thời gian trôi qua một ngày, kia hắn liền chờ một chút. Này nhất đẳng nhưng chính là 7 ngày, ngày thứ 7 thời điểm, hắn lại đi Cơ gia phân bộ, như cũ không có nhìn thấy Cơ Nguyên Linh, cũng như cũ là Cơ gia thị nữ truyền đồng dạng lời nói, không tin tức, còn thỉnh thượng tôn đang đợi chờ mấy ngày. Dương Nghị Vân trong lòng buồn bực, cũng không dám nói cái gì. Xoay người trở về đi, trong lòng nghĩ đang đợi mấy ngày đi, quá mấy ngày nếu là còn không có tin tức, hắn liền tìm Cơ Nguyên Linh, muốn Cơ gia sở tại chỉ, trực tiếp đi Cơ gia tìm tiểu sư tỷ. Nơi đó là huyền cùng tồn tại nói thành cấp vân môn thần cảnh an bài lâm thời phân bộ, một tòa đình viện. Trở lại vân môn thần cảnh đình viện, mới vừa ngồi xuống, huyền cùng liền đi vào tới nói, thần tôn bên ngoài có cái Cơ gia tử đệ cầu kiến, nói hắn kêu Cơ Ngàn Dặm, cần phải thấy hắn. Cơ Ngàn Dặm, Dương Nghị Vân nghĩ tới, chính là ngày đó dẫn hắn đi đại đạo điện Cơ gia thần đế, hắn còn đưa tặng một viên tinh huyết thần đan cấp Cơ Ngàn Dặm, chẳng lẽ là Cơ Nguyên Linh làm tới. Tiểu sư tỷ có tin tức, làm hắn tiến vào Dương Nghị Vân lòng có nghi hoặc, lại là không biết Cơ Ngàn Dặm tiến đến có chuyện gì. Hắn chân trước vừa trở về, sau lưng Cơ Ngàn Dặm liền đến tới, chẳng lẽ là tiểu sư tỷ có tin tức. Cơ Nguyên Linh làm Cơ Ngàn Dặm tiến đến thông chi hắn. Ngẫm lại tựa hồ không nên trùng hợp như vậy, hắn chân trước mới vừa đi liền truyền đến tin tức. Mặc kệ, trông thấy Cơ Ngàn Dặm liền biết. Hắn đối Cơ Ngàn Dặm ấn tượng không tồi. Không cho ngày đó cũng sẽ không đưa Cơ Ngàn Dặm một viên tinh huyết thần đan. Không trong chốc lát, huyền cùng mang theo Cơ Ngàn Dặm tiến vào. Vãn bối bái kiến thượng tôn. Vừa tiến đến Cơ Ngàn Dặm trực tiếp liền lễ bái Dương Nghị Vân hành đại lễ. Ha ha, mấy ngày không thấy nhưng thật ra như vậy khách khí, đứng lên đi. Dương Nghị Vân nói chuyện chi gian vung tay lên đem Cơ Ngàn Dặm chịu phục. Di nhưng thật ra không tồi, chúc mừng ngươi đột phá bình cảnh. Dương Nghị Vân vừa thấy Cơ Ngàn Dặm cư tu vi đột phá đạt tới thần chủ lúc đầu, cười nói hạ một tiếng. Còn muốn đa tạ tiền bối ngày đó tặng đan, nếu không phải tiền bối đưa tặng vãn bối thần đan, còn không biết khi nào mới có thể đột phá, tiền bối đại ân vãn bối chắc chắn ghi khắc cả đời. Cơ Ngàn Dặm vô cùng chân thành nói chuyện. Dương Nghị Vân cười cười nói, không như vậy nghiêm trọng, người ta tương ngộ tất nhiên là duyên phận, cũng là người cơ duyên, có thể đột phá là người nỗ lực. Ta tặng đan cũng chính là cảnh thượng thêm hoa, người tạp ở bình cảnh nhiều năm, không có ta tặng đan cũng là có thể đột phá. Hai người lẫn nhau khách sáo, cứ việc Dương Mỗ Nhân khiêm tốn một hồi, nhưng Cơ Ngàn Dặm lại là vô cùng nghiêm túc nói lời cảm tạ, hắn vẫn là tương đối vui mừng. Lẫn nhau khách khí sau, Dương Nghị Vân nhìn Cơ Ngàn Dặm nói, người tiến đến chính là có khác sự tình. Nói đi, nếu là ta có thể giúp đỡ, nhất định giúp ngươi. Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến, có phải hay không vân môn thần cảnh trở thành đại đạo điện điện chủ địa vị sau, Cơ gia bồi Cơ Ngàn Dặm tới có việc muốn nhờ với hắn. Như thế, hắn đảo cũng không ngại giúp một tay, rốt cuộc Cơ gia là tiểu sư tỷ gia tộc, hắn nội tâm vẫn là đối Cơ gia lưu có hảo cảm đường sống. Nhưng là Dương Nghị Vân trăm triệu không nghĩ tới, kế tiếp Cơ Ngàn Dặm đối hắn theo như lời sự, lại là làm hắn đối Cơ gia hảo cảm không còn sót lại chút gì, thậm chí tràn ngập phẫn nộ. Chỉ thấy Cơ Ngàn Dặm trên mặt giãy giụa một chút, ngay sau đó ánh mắt kiên định lên, nhìn về phía Dương Nghị Vân nói, tiền bối vãn bối tại gia tộc đã là bị từ bỏ đào thải con cháu, nếu là không có đụng tới tiền bối, không có tiền bối tặng đan tri ân, vãn bối cuộc đời này sợ là muốn dừng bước ở thần đế giai đoạn, sau đó đó là vĩnh viễn bị nhốt ở nói thành Cơ gia phân bộ, trở thành một cái đánh tạp tồn tại, sẽ mất đi sở hữu hy vọng. Nhiên, vãn bối cũng từng bị dự vì quá là thiên tài. Nhưng chung quy bị từ bỏ, trở thành mỗi người trong miệng phế vật, không có tiền bối liền không có vãn bối đột phá, là tiền bối làm vãn bối một lần nữa kích hoạt rồi đối đại đạo theo đuổi hướng về, có một lần tâm linh lột xác. Việc này nếu là không báo cho tiền bối, vãn bối suốt đời khó an, quá không được trong lòng một quan, cho nên vãn bối tri ân báo đáp, coi như là báo ân. Nói đến chỗ này sau, Cơ Ngàn Dặm ngừng lại. Hít sâu một hơi nói, vãn bối biết được. Tiền bối ngươi sở tìm tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà kỳ thật ngày đó liền có tin tức, chính là Cơ Nguyên Linh lại là không nói cho ngươi. Ngươi tiếp tục nói, Dương Nghị Vân giờ phút này đôi mắt híp lại lên, hắn có loại dự cảm bất hảo,
cảm giác Cơ Ngàn Dặm kế tiếp muốn nói về tiểu sư tỷ việc sợ không phải cái gì tin tức tốt. Càng không nghĩ tới Cơ Nguyên Linh cư nhiên dám lừa hắn. Ngoài ý muốn còn lại là ngày đó tùy tay một viên thần đan tặng cùng Cơ Ngàn Dặm, làm Cơ Ngàn Dặm cho hắn mang đến tiểu sư tỷ tin tức. Này cũng coi như là, vì thiện giả, thiên trợ chi đi. Chỉ nghe Cơ Ngàn Dặm nói, gia tộc truyền đến tin tức là, tiền bối sư tỷ Cơ Tím Hà thiên phú cực hảo, tới rồi gia tộc sau, bị lão tổ nhìn chúng, trở thành Cơ gia hạch tâm đệ tử bồi dưỡng, mà gia chủ lại là đem tiền bối tiểu sư tỷ đính hôn cho Cửu Lê tộc thiếu chủ Cửu Lê Quá, chuẩn xác mà nói là Cửu Lê Quá coi trọng Cơ Tím Hà hướng Cơ gia cầu thân, kết quả gia chủ đáp ứng rồi. Thần giới 10 đại cổ xưa gia tộc chi gian, kỳ thật xưa nay đều là có liên hôn, lẫn nhau chi gian ích lợi thâm hậu, đây cũng là bình thường việc, nhưng là theo vãn bối biết, tiền bối tiểu sư tỷ cũng không nguyện ý, lại là bị gia chủ cầm tù lên, đã sớm cùng Cửu Lê tộc định hảo thành hôn nhật tử, liền vào ngày mai, Cửu Lê tộc liền sẽ thân đi Cơ gia đón dâu. Nghe nói tiền bối sư tỷ bị gia chủ cấp giam lỏng lên, liền chờ Cửu Lê tộc tiến đến đón dâu. Tiền bối đối vãn bối có ân, chung quy vãn bối quá bất quá trong lòng một quan, tiền bối báo cho tiền bối, thời gian đã không nhiều lắm, chỉ sợ lúc này Cửu Lê tộc đón dâu đội ngũ đã ở trên đường, tiền bối nếu là muốn tìm Cơ Tím Hà, hiện tại liền phải xuất phát đi trước Cơ gia ngăn cản, nếu là chậm liền tới không kịp. Răng rắc. Dương Nghị Vân trong tay chén trà chia năm xẻ bảy. Sắc mặt vô cùng xanh mét. Nhìn về phía Cơ Ngàn Dặm nói, dựa theo ngươi theo như lời, ta tiểu sư tỷ thâm đến Cơ gia lão tổ nhìn chúng, Cơ gia gia chủ muốn liên hôn Cửu Lê tộc, sư tỷ của ta không đồng ý, chẳng lẽ Cơ gia lão tổ sẽ không quản? Tiền bối này khả năng cũng là lão tổ ngầm đồng ý, 10 đại cổ xưa thần tộc sở dĩ có thể truyền thừa vĩnh cửu, chính là bởi vì lẫn nhau chi gian ích lợi trao đổi, tới giữ gìn địa vị cùng thực lực, nghe nói Cửu Lê tộc xính lễ chính là chí bảo. Cho nên lão tổ ngầm đồng ý này cọc liên hôn. Cơ Ngàn Dặm nói. Có biết Cơ gia như vậy đi. Dương Nghị Vân ngữ khí thực bình đạm, nhưng trong đại sảnh nhiệt độ không khí lại là giảm xuống rất nhiều, làm Cơ Ngàn Dặm cùng Huyền Cùng đều ở dùng mình. Cơ gia nơi chính là cổ xưa thần cảnh, không có thần cảnh pháp lệnh, căn bản là tìm không thấy, cũng vào không được, lấy ta tư cách còn không có pháp lệnh, bất quá Cơ Nguyên Linh trong tay có pháp lệnh. Mỗi lần Cơ gia tử đệ phản hồi gia tộc báo cáo công tác hắn sẽ hạ phát pháp lệnh, 10 đại cổ xưa thần tộc, đều vô cùng điệu thấp, sẽ không dễ dàng đem nhà mình gia tộc nơi bạo nộ ra tới, cho nên chỉ có thể có pháp lệnh mới có thể vào Cơ gia. Cơ Ngàn Dặm giải thích nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Đa tạ, hắn đối Cơ Ngàn Dặm nói lời cảm tạ, Dương Nghị Vân rõ ràng, Cơ Ngàn Dặm đem chuyện này nói cho chính mình là vì báo ân, nhưng từ một cái khác góc độ đem, cũng là phản bội Cơ gia. Nhưng chuyện này với hắn mà nói phi thường đại, nói một tiếng tạ là hẳn là. Không, hẳn là Dương Nghị Vân trịnh trọng nói lời cảm tạ, làm Cơ Ngàn Dặm thụ sủng nhược kinh. Huyền Cùng bảo hắn an toàn, ta phải rời khỏi, nói thành việc ngươi xem làm đi ngay sau đó Dương Nghị Vân đối Huyền Cùng công đạo, làm bảo hộ Cơ Ngàn Dặm, phản bội gia tộc là đại sự, nếu là không bảo vệ Cơ Ngàn Dặm, tất nhiên sẽ bị Cơ gia tru sát. Thần tôn yên tâm, thuộc hạ chắc chắn làm tốt. Huyền Cùng trả lời, rồi sau đó hỏi, thần tôn muốn hay không triệu tập nhân thủ. Huyền đồng cảm đã chịu Dương Nghị Vân trên người phát ra sát ý, lấy hắn đối Dương Nghị Vân hiểu biết, tuyệt đối sẽ đánh thượng Cơ gia đi. Không cần, một cái Cơ gia ta còn không sợ, không biết tốt xấu, ta liền tạp toái hắn Cơ gia thần cảnh. Dương Nghị Vân lạnh giọng nói xong, trực tiếp biến mất ở đại sảnh, ngay sau đó tái xuất hiện đã tới rồi Cơ gia phân bộ trước đại môn. Đằng đằng sát khí mở miệng, Cơ Nguyên Linh ra tới thấy ta, bản tôn cho ngươi 10 tức thời gian, 10 tức trong vòng không xuất hiện, ta san bằng ngươi Cơ gia phân bộ. Cơ gia phân bộ trong vòng, mỗi một cái xa hoa phòng. Không tốt, Dương Nghị Vân đã tìm tới cửa. Cơ Nguyên Linh sắc mặt biến đổi. Mà ở hắn đối diện còn lại là Cơ Nguyên Sinh. Hai người chính là huynh đệ, Cơ Nguyên Sinh là ca ca, đại biểu Cơ gia thế lực tọa trấn ở Đại Đạo Điện. Cơ Nguyên Linh còn lại là tỏa chấn Cơ gia phân bộ. Xem ra là tin tức để lộ, Cơ Nguyên Sinh trầm ngâm. Huynh trưởng này nhưng như thế nào cho phải, nghe tới Dương Nghị Vân ngữ khí không tốt à Cơ Nguyên Linh lo lắng nói, hắn đã từ huynh trưởng Cơ Nguyên Sinh trong miệng biết được Dương Nghị Vân ở Đại Đạo Điện thực lực. Không dễ chọc, bọn họ huynh đệ cũng không thể trêu vào. Nghe truyền đến ngữ khí phi thường không tốt, đến nỗi Dương Nghị Vân sở tới chuyện gì, tự nhiên chính là hắn tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà. Về Cơ Tím Hà, ngày đó Dương Nghị Vân lần đầu tiên tìm hắn thời điểm hắn cũng trước tiên đăng báo gia tộc, tìm người tìm hỏi, nhưng kết quả gia chủ trực tiếp truyền đến mệnh lệnh,
Cơ Tím Hà bị gia tộc liên hôn cửu lê tộc thiếu chủ, việc này vạn không thể làm Dương Nghị Vân biết. Cho nên mấy ngày sau Dương Nghị Vân từ Đại Đạo Điện trở về, hắn liền trốn đi, không chuẩn bị nói cho Dương Nghị Vân về Cơ Tím Hà sự. Nhưng chung quy giấy là bao không được hỏa, Dương Nghị Vân vẫn là tới, thực người rảnh rỗi là từ địa phương nào được đến tin tức. Này nhưng như thế nào cho phải? Hắn xin giúp đỡ huynh trưởng. Đi ra ngoài đi, sau khi ra ngoài đúng sự thật bẩm báo, chuyện này Dương Nghị Vân nếu đã biết, liền không phải người ta có thể tả hữu được. Cơ Nguyên Sinh trực tiếp đánh nhịp. Cơ Nguyên Linh lo lắng nói, chính là huynh trưởng, như thế chẳng phải là vi phạm gia chủ mệnh lệnh. Chó má, Cơ gia cùng cửu lê tộc liên hôn chuyện lớn như vậy, có thể giấu được. Ngươi trực quan đi ra ngoài cùng Dương Nghị Vân giao thiệp, gia chủ nơi nào ta sẽ đăng báo, nhớ kỹ Dương Nghị Vân hỏi cái gì, ngươi đều đáp ứng, nếu không kia tiểu tử cũng thật sẽ san bằng phân bộ, đem hết thảy đều đẩy đến gia tộc trên đầu, hắn nếu là có năng lực, liền đi tìm gia tộc tìm cửu lê tộc đi. Giờ phút này cửu lê tộc đón dâu đội ngũ sợ là đã tới rồi gia tộc, nếu là lúc này Dương Nghị Vân tiến đến, tất nhiên sẽ không có hảo kết quả, tiểu tử này hắn kiệt ngạo, quét ngang Đại Đạo Điện, nhưng nếu là đi trêu chọc gia tộc cùng cửu lê tộc, đến lúc đó tự nhiên có người thu thập hắn. Cơ Nguyên sống nguội cười phân tích một phen. Cơ Nguyên Linh nghe xong đảo cũng cảm thấy là như vậy cái lý, gật đầu nói ta đây đi ra ngoài thấy hắn, đã đến giờ. Nói xong vội vàng biến mất ở phòng. Lại lần nữa xuất hiện đã tới rồi Cơ gia phân bộ cổng lớn. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân nhắm mắt, trong lòng đếm ngược tới rồi 10. Bỗng nhiên mở hai mắt, toàn thân hơi thở đại tác phẩm, liền phải động thủ dỡ xuống Cơ gia phân bộ, không nghĩ tới Cơ Nguyên Linh đứng ở trước mắt. Hắn sát khí hôi hổi nói, ngươi tốt nhất cho ta một cái cách nói, nếu không ta không ngại giết ngươi. Cơ Nguyên Linh cảm đã chịu Dương Nghị Vân cường đại hơi thở, hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Chút nào không nghi ngờ Dương Nghị Vân lời nói, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, hắn biết Dương Nghị Vân không dễ chọc, hắn cũng không dám chọc, mạnh mẽ bài trừ vẻ tươi cười nói, Dương thần tôn thứ lỗi a, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, lệnh sư tỷ việc, là gia tộc chi danh, ngài hôm nay tìm tới, so sánh với đã biết ta Cơ gia muốn cùng cửu lê tộc liên hôn chuyện này không phải ta có thể làm chủ. Đi trước Cơ gia thần bài cho ta, Dương Nghị Vân âm trầm mặt nói. Này, Cơ Nguyên Linh nghi muộn. Nhưng là ngay sau đó hắn liền hối hận. Oanh! A! À. Dương Nghị Vân trực tiếp ra tay, cường đại vô cùng thần lực hóa thành vẫn luôn bàn tay khổng lồ đem Cơ Nguyên Linh nhéo vào trong tay, hắn đã mất đi kiên nhẫn. Đạo huynh nhận lấy lưu tình, cho người Cơ ra lệnh bài. Lúc này Cơ Nguyên Sinh ngồi không yên, lắc mình xuất hiện, hơn nữa cấp Dương Nghị Vân ném đi qua Cơ ra lệnh bài. Hắn nếu là không ra, Dương Nghị Vân thật dám giết hắn đệ đệ. Hừ! Oanh! Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, đem Cơ Nguyên Linh tạp vào Cơ gia đại điện chung, một bức tường đều xuất hiện một cái động lớn. Đây là cho hắn một cái giáo huấn. Hắn cũng không phải thích giết chóc người, bằng không Cơ Nguyên Linh liền treo. Được đến Cơ gia lệnh bài, Dương Nghị Vân thần thức đảo qua liền biết là thật sự, cũng biết như thế nào đi Cơ gia, trực tiếp biến mất rời đi nói thành. Chờ Dương Nghị Vân đi rồi, khóe môi treo lên vết máu sắc mặt tái nhợt Cơ Nguyên Linh mới đi ra nói, quá kiêu ngạo. Ta và ngươi không để yên. Ngươi đều đi rồi mới dám như vậy giống một chút. Cơ Nguyên Sinh trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái nói, đều nói làm ngươi theo hắn, ngươi còn không dừng, ta ra tới lại vãn một tức ngươi đã bị hắn giết. Ta. Được rồi, hắn đều có thể nháy mắt hạ gục thiên đạo quy tắc bốn trọng, ngươi còn có thể tìm hắn không thành. Đừng thất thần, chạy nhanh cấp gia tộc đưa tin liền nói Dương Nghị Vân đi a. Dương Nghị Vân ra nói thành. Vung tay lên không gian môn hộ xuất hiện. Cơ Nguyên Sinh cấp lệnh bài trung tự nhiên đánh dấu tới rồi Cơ ra nơi, hắn trực tiếp mở ra không gian môn hộ qua đi. Chờ không được, tính tính thời gian một ngày thời gian trôi qua hơn phân nửa, giờ phút này sợ là cửu lê tộc người đã tới rồi Cơ ra đón dâu. Hắn sát khí hồi hồi bước vào không gian môn hộ chung. Trong lòng đã làm tốt, cùng Cơ ra, cửu lê tộc khai chiến chuẩn bị. Cơ ra nơi vị trí. Cư nhiên cùng năm đó hắn đi người hoàng đảo là một phương hướng, khoảng cách không tính xa, mà chỗ thần giới thần hải phương đông nào đó đảo nhỏ chung. Đương nhiên không có Cơ gia lệnh bài là tìm không thấy. Cũng may Cơ Nguyên Sinh biết điều, trực tiếp đem Cơ gia lệnh bài ném cho hắn. Vô tận thần trên biển không, không gian dao động nhộn nhạo, thần quang thoáng hiện chung, Dương Nghị Vân đi ra. Hắn vô pháp tinh chuẩn trực tiếp mở ra đến Cơ gia, chỉ có thể đến thần hải. Nhìn mênh mông vô bờ thần hải,
sương mù vần quanh ở mặt biển cuối, xa xôi nơi từng tòa đảo nhỏ giấu ở trong đó, này đó đều là một ít hoang đảo, lớn nhỏ không đồng nhất. Nhưng là có thể bị Cơ gia làm gia tộc hang ổ đảo nhỏ tuyệt đối không phải tầm thường hoang đảo, mà là tiểu thần cảnh. Hơn nữa là che giấu lên, không biết pháp quyết hoặc là không có Cơ gia lệnh bài tìm đều tìm không thấy. Dương Nghị Vân thúc giục trong tay lệnh bài, tức khắc lệnh bài bộc phát ra một đạo thần quang, ngay lập tức chiếu rọi hướng về phía phương xa. Đúng là thần hải phương đông nơi. Dương Nghị Vân trực tiếp lắc mình mà đi. Vài phút sau, hắn thân ở nùng liệt trong sương mù, mà trong tay Cơ gia lệnh bài còn lại là bùng nổ thần quang chiếu rọi vào phía dưới trong sương mù. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thấy được phía dưới sương mù tựa hồ như là có quỹ đạo xoay tròn, hắn trực tiếp đem Cơ gia lệnh bài thúc giục thần lực vứt đi xuống. Lệnh bài rơi vào trong sương mù, ngay sau đó kim quang lộng lẫy dựng lên. Lại là nồng đậm sương mù lui tản ra tới. Ngay sau đó phía dưới xuất hiện một tòa dáng màu lấp lánh đảo nhỏ, cũng là thấy được một cái thật lớn sơn môn, kể trên cổ thần tộc Cơ gia năm cái chữ to. Dương Nghị Vân không chút do dự nhảy xuống, trực tiếp phi vào sơn môn. Tiến vào lúc sau liền thấy được như là tiến vào tới rồi một tòa tiểu thành giống nhau. Hắn biết đây là toàn bộ Cơ gia nơi, là một cái khổng lồ gia tộc. Vừa rơi xuống đất, liền có một tiếng già nua thanh âm truyền đến. Chính là Vân Môn thần cảnh Dương Thần Tôn tiến đến. Biết rõ cố hỏi. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, đối với hắn đến Cơ gia trước tiên bị hô lên tên, hắn một chút đều không kỳ quái, tất nhiên là Cơ Nguyên Sinh đã sớm cùng truyền hắn muốn tiến đến. Ngẩng đầu nhìn lại là có ba đạo thần quang tới, dừng ở cách đó không xa, hóa thành ba cái lão giả, đều là thiên đạo quy tắc tam trọng tu vi. Tam đại thiên đạo quy tắc chặn đường. Dương Nghị Vân một câu hừ lạnh, sắc mặt phi thường không tốt. Cầm đầu một người lão giả nói, hôm nay là ta Cơ gia cùng cửu lê tộc liên hôn đại hỷ chi nhật, lại là không rảnh chiêu đãi thần tôn. Liền như vậy một ván, nói rõ là ở đuổi người. Dương Nghị Vân lạnh băng ánh mắt nhìn ba người. Hắn biết rõ Cơ người nhà tất nhiên đã biết hắn ý đổ đến, hiện tại làm như vậy. Thực rõ ràng là Cơ gia cao tầng ý chí. Dương Nghị Vân híp mắt nói, ta phải ý đổ đến nói vậy các ngươi là biết đến, không vô nghĩa, ta muốn tiếp sư tỷ của ta Cơ Tím Hà rời đi, đừng khi ta không nghĩ giết người. Đích xác Cơ người nhà đã biết Dương Nghị Vân ý đổ đến, càng đã biết hắn ở nói thành đại đạo điện hết thảy. Có thể nháy mắt hạ gục thiên đạo quy tắc bốn trọng, thực lực không dung khinh thường. Nhưng là, nơi này là 10 đại cổ thần gia tộc chi nhất Cơ gia, là cổ xưa lánh đời thần tộc, lại há dung Dương Nghị Vân dương oai. Làm càn, ngươi cho ta Cơ gia là cái gì? Tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi mấy năm nay cùng 33 điện đấu chiếm thượng phong liền cho rằng chính mình vô địch, nói cho ngươi nơi này là 10 đại cổ thần gia tộc nơi Cơ gia, hôm nay càng là ta Cơ gia cùng cửu lê tộc liên hôn đại nhật tử, thức thời liền rời đi, đừng tự tìm phiền phức. Mặt khác còn liền minh bạch nói cho ngươi. Cơ Tím Hà chính là ta Cơ gia tử tôn, không phải ngươi cái gì tiểu sư tỷ, tìm lầm người, lăn cầm đầu đến lão giả không chút nào để ý, trực tiếp làm Dương Nghị Vân lăn. Tên này Cơ gia lão giả sở dĩ ở được đến nói thành Dương Nghị thực lực tin tức sau, còn dám như thế quát lớn thậm chí là ngữ khí bất thiện mắng, tất cả đều là bởi vì hắn là cổ xưa thần tộc sinh ra, có trời sinh cảm giác về sự ưu việt, hoặc là nói có xưa nay thần tộc nội tình tự tin. Này cũng không phải tự đại, mà là sự thật. Chính là lâu dài tới nay sinh ra đã có sẵn lòng tự tin. Trọng điểm là nơi này là Cơ gia hang ổ, hôm nay càng có cửu lê tộc tiến đến, hai đại cổ thần gia tộc đều ở, Dương Nghị Vân nói Toạc Thiên cũng chưa bước vào hợp đạo cấp bậc, phiên không được thiên. Nhưng hắn Cơ gia rồi lại gia chủ chính là thiên đạo quy tắc năm trọng đại viên mãn, càng có thần bí lão tổ tỏa chấn, một cái Dương Nghị Vân thật đúng là không để vào mắt. Chắn ta giả chết. Dương Nghị Vân dứt lời trực tiếp ra tay. Hắn đã nhìn ra, Cơ người nhà là quyết tâm, không cho hắn thấy tiểu sư tỷ, cũng nhất định là bọn họ Cơ gia mạnh mẽ muốn cho tiểu sư tỷ liên hôn cửu lê tộc. Không đến nói, vậy đánh đi. Hắn cũng có thể đoán được Cơ gia khả năng có hợp đạo cấp bậc tồn tại tọa chấn. Nhưng, thì tính sao? Vì tiểu sư tỷ, cùng toàn bộ thần giới có thể thế nào? Trước kia không có việc gì thời điểm, hắn còn không có cái gì cảm giác, nhưng hiện tại chân chính biết tiểu sư tỷ có việc. Thậm chí bị bắt cùng người liên hôn thời điểm, hắn mới biết được chính mình nội tâm đối tiểu sư tỷ là như thế nào. Tâm không lừa được người. Ở tiên giới thời điểm, hắn bởi vì bên người có rất nhiều nữ nhân mà không dám đi trêu chọc tiểu sư tỷ, thậm chí sẽ cố tình trốn tránh nàng, hơn nữa là sư tỷ,
tầng này quan hệ, liền càng là có thể tránh đi cùng nàng chi gian tình yêu nam nữ. Thế cho nên năm đó từ Vĩnh Hằng thần giới trở về, nhìn thấy tiểu sư tỷ sau hắn như cũ là nội tâm cố tình bảo trì khoảng cách, hơn nữa năm đó tu luyện thượng vấn đề, bày ra ra lạnh băng vô tình. Hiện tại nghĩ đến, sợ là bị thương nàng tâm. Nếu không nàng cũng không phải rời đi Càn Khôn thần điện thế giới, do đó trở lại có lẽ đối nàng tới nói cũng không có cái gì cảm tình cơ gia, càng không đến mức bị cơ gia sản thành liên hôn công cụ. Như thế, bên kia giết đi. Hắn lại không phải không thực lực. Cho dù là cùng toàn bộ thần giới là địch, hắn trong lòng cũng thề, muốn đem tiểu sư tỷ mang về. Tam tôn thiên đạo quy tắc tam trọng cơ gia thần linh, có lẽ là cho rằng hắn không dám giết bọn họ, không dám ở cơ gia giết người đi. Ha ha! Vậy sát sát xem. Phốc! A! À. Phốc! A! À. Dương Nghị Vân trực tiếp động thủ chính là sát chiêu. Như cũ là nháy mắt hạ gục. Hắn thao tác bảy màu long lân, không cần tốn nhiều sức, liền mạch lưu loát, đem cơ gia tam tôn thiên đạo quy tắc tam trọng thần linh chém giết. Đừng nói bọn họ, chính là thiên đạo bốn trọng cũng làm theo dây, huống chi Dương Nghị Vân trực tiếp thúc giục bảy màu long lân, giết bọn hắn ba cái thật sự như gà vườn chó xóm. Nếu ngươi cơ gia không biết xấu hổ, ta đây liền xé rách mặt hảo. Hắn kỳ thật đã cấp cơ gia đủ nhiều mặt mũi. Từ hắn đến nói thành cơ gia phân bộ bắt đầu liền nghĩ xem ở tiểu sư tỷ mặt mũi thượng, hết thảy đều có lễ là chủ. Nhưng hắn phát hiện cơ người nhà là thật không đem hắn đương hồi sự. Lão hổ không phát huy, các ngươi còn khi ta là bệnh miêu không thành. Cấp mặt không biết xấu hổ. Chó má cổ thần gia tộc. Các ngươi mẹ nó xúc phạm đến lão tử nghịch lân. Nơi này là cơ gia đại bản doanh, hắn phiên tay chi gian chém giết cơ gia tam đại cường giả. Một bước bước ra ngay sau đó tái xuất hiện thời điểm, đã tới rồi cơ gia quảng trường. Phía trước chính là chính điện. Mà giờ phút này trên quảng trường răng đèn kết hoa, đầu người kích động. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người hắn. Không dưới vạn người nhiều. Tu vi trình tự cũng là từ cao rốt cuộc đều có. Tại đây một khắc, lại là từng đạo cường đại hơi thở, từ đại điện trung phát ra mà đến. Dương Nghị Vân ngừng ở quảng trường bên cạnh. Chờ những người này ra tới, giết tam đại cơ gia thiên đạo, bọn họ định người là đã biết. Mà hắn thần thức cũng không kiêng nể gì khuếch tán hướng về phía cơ gia đại điện, nhưng lại không thấy được tiểu sư tỷ cơ tím hà thân ảnh. Nhưng hắn thần thức chung lại là phát hiện có ít nhất 20 danh thiên đạo trở lên tồn tại, hơn nữa chạy ra khỏi đại điện tưởng hắn mà đến. Tiểu nhi làm càn, uy nghiêm thanh âm vang lên. Từng đạo thần quang dừng ở hắn bốn phía, đem hắn vây quanh. Dương Nghị Vân ha hả mà cười, đi bước một về phía trước đi đến, trực tiếp đi tới đại điện trước dừng lại. Ở hắn phía trước là 7 tên thiên đạo quy tắc tam trọng trở lên cường giả. Quảng trường bốn phía thượng vạn thần linh, lại nội là thiên đạo cảnh trở lên giả, đem hắn bao cái chật như nêm cối. Dương Nghị Vân ánh mắt dừng ở một người trung niên nhân trên người, toàn trường người này tu vi tối cao, mạnh nhất, chính là thiên đạo quy tắc vì năm trọng đại viên mãn. Xem khí thế xuyên giả trang điểm, tất nhiên là cơ gia gia chủ không thể nghi ngờ. Cơ ngàn dặm đã nói với hắn, cơ gia gia chủ đó là thiên đạo năm trọng, gọi là cơ phát. Vừa rồi quát lớn thanh âm cũng là hắn. Mà ở hắn bên trái còn lại là một người nhìn như thanh niên diện mạo người, cư nhiên cũng là một người thiên đạo năm trọng, chẳng qua không phải viên mãn, thoạt nhìn là vừa đột phá không lâu, tự ăn mặc thượng xem đều không phải là cơ người nhà. Ngược lại hầu hạ cùng hắn ở đại đạo điện gặp qua Lê Thứ Thực tương tự. Hẳn là cửu Lê tộc người. Hoặc là nói là cửu Lê tộc tiến đến đón dâu người, so với hắn tưởng tượng muốn mau đến. Dư giả 5 người chung, có 3 người nhìn thấu đều là cửu Lê tộc, hơn nữa đều là thiên đạo 4 trọng tồn tại, mặt khác 2 cái đứng ở cơ dậy thì sau, thực hiển nhiên là cơ người nhà, cũng là thiên đạo quy tắc 4 trọng, hơi thở rất cường đại, so với hắn chém giết Hắc Uyên đều mạnh hơn một ít. Này 7 người mới là hắn trong mắt cường địch. Nhưng Dương Nghị Vân ánh mắt như đao, không hề có sợ hãi. Cơ gia gia chủ cơ phát đi, ta cũng bất hòa ngươi vô nghĩa, ta tới mục đích nói vậy các ngươi đều là biết đến, không cần thiết giả bộ hồ đồ, ta liền một câu, đem ta tiểu sư tỷ giao ra đây, nếu không ta huyết tẩy các ngươi cơ gia. Dương mỗ nhân ngữ khí bình đạm, nhưng ai đều nghe được ra tới, trong lời nói sát ý. Ha ha ha. Cơ gia gia chủ gia phát thượng cuồng tiếu. Vô số năm qua, lần đầu tiên gặp phải một cái như vậy cuồng ngạo. Dương thần tôn hậu sinh khả úy a, ngươi không phải vô số năm qua, để đánh thượng ta cơ gia người,
nhưng ngươi tuyệt đối là đệ nhất uy hát Iota ta cơ ra người. Dừng một chút, Cơ Phát tiếp tục nói, niệm ở ngươi là phi thăng nhất tộc phân thượng, bổn tọa hôm nay không cùng ngươi so đo, ngươi thả rời đi đi, ta cơ ra việc, còn không tới phiên ngươi một giới người ngoài tới nhúng tay, Cơ Tím Hà chính là ta cơ ra hậu bối con cháu, chuyện của nàng từ ta cơ ra làm chủ, ngươi không có quyền hỏi đến. Hôm nay chính là ta cơ ra cùng cửu lê tộc liên hôn đại sự, nếu ngươi thức thời, liền rời đi, bổn tọa nói xem ở phi thăng nhất tộc xem ở càn khôn thần tôn phân thượng, ngươi nếu là rời đi, chuyện gì đều hảo thuyết. Ha ha, thật đúng là rộng lượng a, ta giết ngươi cơ ra tam đại thiên đạo, ngươi cũng không so đo sao. Dương Nghị Vân cười lạnh. Hắn mới sẽ không tin tưởng Cơ Phát chuyện ma quỷ, thiên đạo cấp bậc a, đặc biệt là thiên đạo quy tắc cấp bậc, đừng nói tổn thất ba cái, cho dù là một cái, đối với bất luận cái gì thế lực tới nói đều là rất lớn tổn thất. Này Kích Phát cư nhiên nói không so đo, ha ha, quỷ tài tin ngươi.